Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 13, chương 241 có buôn bán trên biển đi ngang qua phát hiện quỷ vụ biến mất, cá voi râu dài giống như là nghe hiểu, đông đưa vây đuôi đáp lại kim dục. Vì có thể sớm một chút tìm tới cứu vớt cá voi râu dài biện pháp, kim dục cùng lương nguyên không còn tiếp tục lưu lại ở trên biển, đáp lấy cá heo trở về nhà, tam tiểu chích đã tỉnh, kim mẫu ngay tại dốc lòng chiếu cố. Kim Dục cùng Lương Nguyên cho nàng nói cá voi râu dài sự tình, biết được có hải dương sinh vật cần trợ giúp, Kim Mẫu rất quả quyết nói, các ngươi cứ việc đi làm việc hài tử ta tới chiếu cố có thị nữ bọn thị vệ phụ một tay các ngươi không cần lo lắng ta cùng tướng công trước đưa ngươi cùng bọn nhỏ về nhà kim dục nói vốn là dự định tại bờ biển chơi nhiều mấy ngày thế nhưng là bởi vì dây leo ấm nguyên nhân kim dục mấy người đành phải sớm về đế vương sơn kim mẫu phụ trách chăm sóc bọn nhỏ kim dục cùng lương nguyên đâm đầu thẳng vào hiệu thuốc nghiên cứu chế tạo diệt sát dây leo ấm bí phương ngay từ đầu hai người căn bản tìm không thấy phương hướng, thử mấy loại thuốc đều không được, những thuốc kia có thể giết chết dây leo ấm, nhưng cũng sẽ nguy hại đến cái khắc hải dương sinh vật sinh mệnh. Đắm chìm trong hiệu thuốc bên trong hai ngày, Kim Dục cùng Lương Nguyên vẫn là không thu hoạch được gì, mà một ngày này sáng sớm, trên biển xuất hiện mấy chiếc thuyền lớn, bọn hắn cũng không phải là hướng phía quỷ vụ bên này tới, chỉ là trải qua mà thôi, tuần vệ đội phát hiện những thuyền này, vừa chuẩn bị sẵn sàng liền gặp những thuyền kia chỉ ngoặt một cái, hướng phía một phương hướng khác đi. Trên thuyền có người phát hiện quỷ vụ chỗ kia dị dạng, a à, Ta nhớ được kề bên này là quỷ vụ, chính là nhật nguyệt bộ lạc hải vực, làm sao không gặp sương mù đâu, tựa như là biến mất, là biến mất, vì sao lại biến mất? Là bị gió biển thổi tán sao, ngốc nha! Khi sương mù tồn tại thật nhiều thật nhiều năm, gió biển thật có thể thổi tan, sớm 800 năm trước liền thổi tan, như thế nào chờ tới bây giờ không có quỷ vụ chúng ta có phải là liền có thể đi nhật nguyệt bộ lạc nhìn xem ta một mực thật tò mò những cái kia giả nhân là thế nào sinh hoạt không ta không đi kiên quyết không đi các ngươi không có nghe nói sao nhật nguyệt nhân không chỉ có lạc hậu còn rất hung tàn ăn người không nhã xương đi địa bàn của bọn hắn ngươi là nghĩ bị ăn a à. giả nhân sinh hoạt địa phương có cái gì tốt nhìn ra khỏi biển chính là núi bách thú sơn bên trong tất cả đều là giả thú, cái này mặt sau cũng khẳng định có không ít giả thú, đi nơi nào chúng ta còn có thể sống sao? Ta cũng không đi, cái này mấy chiếc thuyền tới từ xích vân quốc, là xích vân quốc thương thuyền, trước đây ít năm xích vân quốc không phải thiên tai chính là chiến loạn, tạm dừng cùng các quốc gia sinh, ý vãn lai, năm ngoái lắng lại chiến loạn về sau, tỉnh dưỡng một năm, các thương nhân lại bắt đầu ra biển làm ăn. Đối với Nhật Nguyệt Bộ Lạc, những thương nhân này đều là thịt mũi coi thường tránh không kịp, lúc này thấy quỷ vụ biến mất, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không gặp qua đi, không chỉ có cảm thấy nguy hiểm, còn cảm thấy là đang lãng phí thời gian, có cái kia thời gian đi giả nhân bộ lạc, còn không bằng sớm một chút đến liên bang, làm vài khoản lớn mua bán, đông đảo thương nhân bên trong, chỉ có một người nhìn xem nhật nguyệt bộ lạc vị trí lộ ra như nghĩ tới cái gì, thấy thuyền đều rời đi, tuần vệ đội đội trưởng lập tức phi ưng truyền thư về Minh Quốc. Kim Dục cùng Lương Nguyên trước kia ngay tại hiệu thuốc dày vò hơn một canh giờ, làm ra một bình dược thủy, mới từ hiệu thuốc ra tới, liền có một con ưng bay vào y quán, nhìn Diệu Hâu đưa tới tin về sau, Lương Nguyên tuấn lông mày cau lại dưới, Kim Dục cũng trông thấy trên giấy nội dung, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, nên đến tránh không xong, đã sẽ có càng nhiều thuyền trải qua chúng ta nơi này, chúng ta không có khả năng không để bọn hắn qua chúng ta chỉ có thể làm tốt chính chúng ta. Lương Nguyên dạ, đem bình thuốc đưa cho Kim Dục, ta thư hồi đáp, ngươi cầm muốn đi làm thí nghiệm. Kim Dục cầm bình thuốc đi lương trang, tìm tới một cái thùng gỗ lớn, trong thùng gỗ đổ đầy nước biển, bên trong còn có dây leo ấm cùng đủ loại cá. Kim Dục mang tới một cái tự chế bình phun, lấy nước biển, rót vào một chút mới làm tốt dược thủy, thực sự tại dây leo ấm trên thân phun phun, mang theo màu nâu xám dược thủy ở trong nước biển khuếch tán, trong nước cá không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, khi dây leo ấm lại là chậm rãi chết đi, thành công. Kim dục hưng phấn nhảy dựng lên, tại nguyên chỗ chuyển vòng, như cái hài tử đồng dạng, nàng nhìn xem trong tay bình thuốc, quả nhiên, linh tuyền mới là tốt nhất dược vật, bình thuốc này nước, sử dụng dược liệu có trên núi cũng có trong biển, còn trộn lẫn một chút xíu nước linh tuyền. Ngay từ đầu là ông thái độ muốn thử một chút, không nghĩ tới thế mà thành công, độc dược giết dây leo ấm, Linh tuyền lại cho bọn cá tân sinh, duy chỉ có không cho dây leo ấm, ngón tay vàng không hổ là ngón tay vàng, đã có thể cứu người cũng có thể làm độc dược. Kim dục biểu thị phục, kim dục cầm bình thuốc yêu thích ra cửa, đi nói cho lương nguyên thí nghiệm kết quả, hai người thương lượng một phen. Đem thuốc này nước phối phương truyền xuống dưới, để cả nước thầy thuốc cùng một chỗ nghiên cứu chế tạo. Ba ngày sau, Kim Dục cùng Lương Nguyên mang theo 500 vị hải binh cổng to lớn bình phun ra, biển cùng một chỗ cứu vớt cá voi râu dài. Bọn hắn đến thời điểm, cấm cấm chính mang theo một đám hổ kình vây quanh cá voi râu dài đảo quanh, giống như đang giúp nó thanh lý trên người dây leo ấm. Cá voi râu dài tại đau khổ trên rỉ, nhìn thấy kim dục hai người mang theo một đám người đến nhờ gần mình, nó biểu hiện ra kháng cự, sợ nó đập mặt biển, làm ra sóng lớn, kim dục để hải binh nhóm dừng ở nơi xa, chỉ cùng lương mây cùng một chỗ chậm rãi tới gần đại kình ngư, ngươi đừng sợ ta là tới cứu ngươi. Kim Dục nhẹ giọng trấn an cá voi râu dài, cho nó uống nước linh tuyền, đối đãi nó bình phục sao động về sau. Kim Dục lấy ra sau lưng phun lớn ấm, hướng phía đầu của nó phun mấy lần, dược thủy giống như mưa phùn rơi xuống. Cá voi râu dài nháy mắt cảm thấy trên thân có một cổ mát mẻ, những cái kia ra tấn nó thật lâu ký sinh dây leo ấm tại đau khổ dãy dụa. Cá voi râu dài thoải mái phát ra tiếng kêu, Kim Dục thấy thời cơ đến, để lương nguyên cũng bắt đầu phun thuốc, hai người phun trong chốc lát, chờ cá voi râu dài thích ứng, đây mới gọi là bên trên tất cả hải binh, cùng một chỗ phun thuốc, cá voi râu dài thân hình to lớn, vài trăm người vây quanh nó phun hồi lâu, mới khiến cho dược thủy bao trùm toàn thân của nó, dược thủy chỗ đến, dây leo ấm dần dần chết đi, mặc dù vẫn như củ bám vào cá voi trên thân, cũng đã sẽ không đối cá voi râu dài tạo thành trí mạng thương hại, dược thủy dung nhập trong biển rộng, rất nhanh khuếch tán đến dược hiệu biến mất trong biển loài cá đều không có chịu ảnh hưởng kim dục yên tâm đối cá voi râu dài nói về sau chút chịu khó mình đem dây leo ấm thi thể cọ xuống tới chúng ta đi trước nàng lôi kéo lương nguyên tay từ cá voi râu dài trên thân xuống tới nhảy đến trên thuyền lớn mang theo hải binh nhóm mênh mông cùng cuộn rời đi cá voi râu dài nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi hồi lâu hồi lâu mới nghiên cứu ra dược thủy bị kim dục hai người đặt tên là dây leo ấm diệt sát phun sương, cứu cá voi râu dài về sau, hải binh nhóm lại tiếp tục cứu vớt trong biển cái khác cần trợ giúp hữu hảo sinh vật, kim dục cùng lương nguyên thì trở về nhà, về nhà trên xe ngựa, kim dục cảm nhận được không gian bên trong màn hình điện thoại di động tránh dưới, lấy ra xem xét, lại có một đầu tin tức, cứu vớt cá voi râu dài một đầu, ban thưởng không gian diện tích thăng cấp làm 12 mẫu, linh tuyền mở rộng một lần lại thăng cấp, Kim Dục quay đầu nhìn về phía Lương Nguyên, cứu vớt hải dương sinh vật cũng có thế thăng cấp, nàng dựa vào trồng trọt thay đổi minh quốc, để bách tính vượt qua cuộc sống thoải mái, là làm chuyện tốt, cứu vớt cá voi râu dài, cũng là làm việc tốt, phàm là làm việc tốt, điện thoại đều có thể thăng cấp, chương 242, cẩn thận bị đánh A, à. trong hải dương cần trợ giúp sinh vật vô số kể, từ cá voi râu dài về sau, cấm cấm, đồn đồn toa toa những cái này trong biển bá chủ liền sung làm người dẫn đường, mang đến không ít hải dương sinh vật đến tìm kiếm minh quốc người trợ giúp, có minh quốc hải vực, cũng có từ cái khác hải vực đến, minh quốc dân chúng không chỉ có phải bận rộn lấy phát triển, vội vàng sinh hoạt, còn phải vội vàng cứu vớt hải dương, đều mệt đến quá sức, nhưng cũng rất vui vẻ, trả giá là có hồi báo. Thân cận Hải Dương có thể để cho bọn hắn sinh hoạt trở nên càng thêm ống ánh. Ở trên biển Bình An đi thuyền nửa tháng, Kim Phụ bọn người mới đến Long Thành quốc bến đò, đi vào địa phương xa lạ, Kim Phụ bọn người không có chút nào khiếp đảm, sau khi xuống thuyền, liền theo cảnh hàng một đoàn người đến cảnh gia đã sớm an bài tốt biệt trang nghỉ ngơi, cảnh gia sản nghiệp trải rộng Long Thành quốc các nơi, mỗi cái phủ thành đều có biệt trang, từ nơi này đến Kinh Thành, có đường bộ, cũng có đường thủy, các ngươi muốn đi cái gì đường. Cảnh hàng nói, Kim Phụ lập tức quả quyết nói, con đường nào có thế nhanh nhất đến kinh thành liền đi đâu đầu, cảnh hàng cười, nhanh nhất đương nhiên là thủy lục, ngồi thuyền muốn 8 ngày, vậy liền ngồi thuyền, dù sao cũng quen thuộc. Kim Phụ nói, những người khác không có ý kiến, sau 8 ngày, Long Thành quốc kinh thành, lần đầu nhìn thấy đại quốc kinh thành, Kim Phụ bọn người 10 phần phấn khởi, đi theo cảnh hàng một đoàn người ngồi xe ngựa vào thành thời điểm, một mực đang rèm xe vén lên hết nhìn đông tới nhìn tây không ngừng cảnh gia ở kinh thành là được chú ý nhất tồn tại xe ngựa tiến thành liền gây nên vô số dân chúng chú ý phía trước xe ngựa cùng hộ vệ là cảnh gia nhưng là phía sau những cái kia xe ngựa cùng hộ vệ là chuyện gì xảy ra trên xe dấu hiệu là minh chữ đây không phải cảnh gia xe ngựa vì cái gì đi theo cảnh gia đằng sau dân chúng nghi hoặc không thôi tin tức rất nhanh truyền đến long thành quốc hoàng thượng trong tai minh quốc sự tình cảnh hằng đã cùng phụ mẫu nói qua còn cùng phụ mẫu đi gặp hoàng thượng cửu cửu cũng là bởi vì đạt được hoàng thượng cửu cửu cho phép cảnh hằng mới dám mang theo kim phụ mấy người tới long thành quốc dù sao rất nhiều quốc gia đối nhật nguyệt nhân ấn tượng cũng không làm sao tốt trước kia nhật nguyệt bộ lạc còn chưa kiến quốc trước đó mặc dù có thể tới các quốc gia kinh thương lại chỉ có thể làm chút đơn giản mua bán nhỏ không cách nào mở tiệm kinh doanh chỉ có thể tại biên cảnh đi lại không có tư cách tiến vào phồn hoa nhất kinh thành chớ nói chi là gặp mặt hoàng thượng. Năm ngoái cùng Minh Quốc giao dịch thời điểm, cảnh hàng mang về một chút rượu nho, hắn lưu lại một phần nhỏ trong nhà, phần lớn đều làm cống rượu đưa vào hoàng cung. Hoàng thượng rất thích rượu nho hương vị, bởi vậy đối Minh Quốc sinh ra hứng thú nồng hậu, đáp ứng để cảnh hàng đem người mang đến kinh thành. Nhanh như vậy liền trở lại, trẫm coi là còn phải chờ bên trên một hai cái, nguyệt đâu. Hoàng thượng vuốt vuốt hơi trắng bệt cổ ngắn tự nói ra, đường xa mà tới là khách, chậm nhất định phải thật tốt chiêu đãi những cái này khách nhân tôn quý nhóm. Hắn chưa từng sẽ xem thường bất kỳ một quốc gia nào người, mặc kệ quốc gia kia là lớn vẫn là nhỏ, là mạnh vẫn là yếu, là một thành công đế vương, cơ bản tố dưỡng cùng dung người chi độ, là nhất định phải có. Cảnh hằng cùng minh quốc đám sứ giả đi đường nhiều ngày, nhất định mệt mỏi, phúc thuận, ngươi đi cho cảnh hằng truyền câu nói để hắn không cần phải gấp cáp mang Minh Quốc đám sứ giả tới gặp trẫm, để bọn hắn nghỉ ngơi trước hai ngày, chờ bọn hắn nghỉ ngơi tốt, trẫm lại gặp hắn một chút nhóm. Hoàng thượng ra lệnh, một bên lão thái giám phúc thuận lập tức lĩnh mệnh đi. Cảnh hàng trực tiếp dẫn kim phụ bọn người đi cảnh gia biệt trang, trưởng công chúa cũng sớm đã an bài tốt hết thảy, biệt trang bên trong phòng đều một lần nữa thu thập một phen sạch sẽ lại sạch sẽ. Dũng thúc, các ngươi trước tiên ở nơi này ở lại ta về nhà cùng phụ mẫu báo cái bình an. Cảnh Hằng nói, cùng nhau đi tới, Cảnh Hằng cùng Kim Phụ đám người giao tình lại làm sâu sắc rất nhiều, hắn đã đổi giọng gọi Kim Phụ vì dũng thúc, mà không còn là Kim Lão Gia. Kim Phụ khoát tay, ngươi đi đi, đoạn đường này vất vả ngươi. Cảnh Hằng cười nói, dũng thúc cũng đừng thách khí như vậy, ta không có chút nào vất vả, ta đi, các ngươi tốt xin nghỉ ngơi, chờ ta trở lại mang các ngươi đi gặp mặt thánh thượng hắn vừa đi ra đại môn phúc thuận liền đến đem hoàng thượng lời nói không sót một chữ truyền đạt cho hắn nghe cảnh hằng cười hoàng thượng cửu cửu nghĩ rất chu đáo được ta đi cấp các quý khách nói một tiếng hắn mang theo phúc thuận đi gặp kim phụ bọn người lần thứ nhất nhìn thấy thái giám kim phụ đối phúc thuận cảm thấy hứng thú đồng thời lại rất đồng tình hắn nếu không phải bất đắc dĩ ai sẽ nguyện ý làm không trọn vẹn người kim phụ bọn người đối phúc thuận cung kính hữu lễ không có bất kỳ cái gì ý coi thường, đồng tình cũng không có biểu hiện tại trên mặt, cái này khiến Phúc Thuận mười phần hưởng thụ. Rất nhiều người tại lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, đều sẽ lặng lẽ đối hắn cái kia bộ vị nhiều ngắm vài lần, ngoài miệng mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại là làm hắn phẫn nộ khó xử. Minh quốc đến những người này lại là rất có lễ, cùng trong lời đồn hoàn toàn không giống, vất vả công công đến truyền lời, đây là ta Minh quốc đặc sắc nhỏ bánh ngọt, công công nếu là không chê, nhưng mang một chút trở về nếm thử. Tại Phúc Thuận muốn về cung đáp lời thời điểm, Kim Phụ lấy ra 10 hộp tinh xảo bánh ngọt, trên cái hộp viết minh chữ này, một hộp là cho Phúc Thuận, còn lại chín hộp là đưa cho Hoàng thượng. Phúc Thuận được sủng ái mà lo sợ nhận lấy, đi ra ngoài lên xe ngựa, liền mở ra thuộc về mình kia một hộp bánh ngọt mắt nhìn, đúng là hắn chưa bao giờ thấy qua bánh ngọt, bánh ngọt mặt ngoài như thủy tinh, chính là hoa mẫu đơn bộ dáng, hiện lên đỏ tươi nhan sắc, đẹp đến mức cực kỳ tinh xảo. Trong hộp có một trang giấy, phía trên viết rất nhiều chữ, còn họa 10 phần tinh xảo đồ án. Nhìn trên giấy nội dung, Phúc Thuận mới biết được, trong tay hắn bánh ngọt gọi là mẫu đơn thủy tinh bánh ngọt. Hắn thử nếm thử một miếng, cửa vào mềm nhu, còn có hoa hương tại trong miệng nhanh chóng khuếch tán, cúi đầu xem xét, bị cắn vị trí thế mà còn có mức hoa quả một loại hãm liêu, ngọt mà không ngán, ăn ngon thật làm bên người hoàng thượng hồng nhân, Phúc Thuận nếm qua vô số trân quý bánh ngọt, hắn là cái rất kén chọn loại bỏ, nhưng giờ phút này lại bị mẫu đơn thủy tinh bánh ngọt cho thật sâu mê hoặc. Đây là hắn nếm qua cổ này đặc sắc món ngon nhất bánh ngọt, sắc hương vị đều đủ, một hộp bên trong có 10 khối thủy tinh bánh ngọt, Phúc Thuận không nở ăn xong, ăn một khối sẽ không ăn, đem hộp cẩn thận từng ly từng tí đắp lên, nhìn bên cạnh chính hộp bánh ngọt liếc mắt, có chút trông mà thèm không biết hồi cung về sau, hoàng thượng có thể hay không ban thưởng một chút cho hắn. Phúc Thuận không rảnh phản ứng cảnh hằng, để xa Phu tăng thêm tốc độ, đánh xe ngựa hồi cung, mang theo hai cái tiểu thái giám, ông lấy chín hộp bánh ngọc hứng thú bừng bừng đi ngự thư phòng. Hoàng thượng còn tại nhìn tấu chương, thấy Phúc Thuận mặt đỏ lên trở về, còn mang đến chín hộp bánh ngọc, nói là minh quốc sứ giả tặng, Hiếu Kỳ mở ra một hộp mắt nhìn, đúng là màu trắng thủy tinh trong suốt bánh ngọc, bánh ngọt ở giữa hãm liêu như đào hoa một loại nở rộ phúc thuận kinh hô cái này cái này cùng ta kia hộp thế mà không giống lời vừa ra khỏi miệng hắn mới biết tự mình nói sai vội vàng che miệng hoàng thượng nhàn nhạt nhìn hắn một cái ngươi cũng có phúc thuận duỗi ra một đầu ngón tay nô tài đành phải một hộp là mẫu đơn thủy tinh bánh ngọt hoàng thượng cười khẽ âm thanh nhìn ngươi cái này cẩn thận dáng vẻ chỉ là bánh ngọt trẫm sẽ cùng ngươi đoạt sao hắn để Phúc Thuận đem còn lại 8 hộp bánh ngọt toàn bộ mở ra, phát hiện mỗi một hộp bánh ngọt đều là không giống, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, màu sáng sao, màu đậm, thất thải, màu gì đều có, toàn làm thành như hoa một loại bộ dáng, mẫu đơn, đào hoa, hoa lan, đủ loại, tụ cùng một chỗ, còn rất thưởng tâm duyệt mục, hương vị cũng dễ ngửi thật nhiều, khiến người tinh thần sảng khoái. Hoàng thượng mỗi cái chủng loại đều nếm một khối, xong về sau trực câu câu nhìn chầm chầm phúc thuận nhìn, đem ngươi mẫu đơn thủy tinh bánh ngọt cũng cầm một điểm tới cho trẫm nếm thử. Phúc thuận, hoàng thượng không chỉ có không thưởng hắn một chút bánh ngọt, còn muốn ăn hắn thủy tinh bánh ngọt, ô ô ô, khi dễ người, hoàng thượng, ngài không phải không thích ăn đồ ngọt sao, còn có, ngài khẳng định muốn độc chiếm nhiều như vậy ăn ngon bánh ngọt, không cho thái hậu đưa đi một chút sao. Nàng lão nhân gia thế nhưng là thích nhất đồ ngọt, cẩn thận bị đánh nha chương 243, cảnh cô nương thân thế, hoàng thượng không có bị đánh, bánh ngọt cũng không có ăn xong, mỗi loại ăn hai khối, hắn liền chống đỡ no bụng, còn lại bánh ngọt lưu lại một nửa, còn lại cho hết thái hậu đưa đi, phúc thuận vẫn không có đạt được ban ân, bên này, cảnh hàng về đến nhà, mới vừa vào cửa bị cảnh cha kéo đi nói chuyện, lần này ra ngoài mua bao nhiêu rượu nho cùng lòng đỏ trứng sốt giòn, cảnh hàng nói, rượu nho một ngàn bình, Lòng đỏ trứng sốt giòn hai ngàn cân Cha, không phải ta không nghĩ nhiều mua Mà là hai thứ đồ này Tại Minh Quốc cũng là số lượng có hạn Không phải ta muốn mua bao nhiêu liền Có thể mua bao nhiêu Cảnh cha mắt trợn tròn Mới một ngàn bình A à. Cảnh hàng cười nói Cha, đã rất nhiều Cảnh cha thang thở Cứ như vậy một điểm Đều không đủ trong cung vị kia uống Cha, vật hiếm thì quý Cho dù tốt đồ ăn nhiều Cũng sẽ trở nên nhạt nhẽo vô vị Cảnh Hằng cũng không bán cái nút, nói, mặc dù rượu nho cùng lòng đỏ trứng sốt giòn không nhiều, nhưng là ta lần này trở về còn mang đến Minh Quốc cái khác đặc sản. Cảnh cha lập tức hiếu kỳ nhìn qua, trưởng công chúa vừa vặn vào cửa, nghe thấy lời này cũng bước nhanh tới, Cảnh Hằng trực tiếp mang theo bọn hắn đi nhà kho bên kia. Cảnh Hằng tại Minh Quốc trắng trợn quét mua nhiều ngày, như thế nào chỉ mua rượu nho cùng lòng đỏ trứng sốt giòn hai loại đồ vật, phàm là Long Thành Quốc không có, Minh Quốc có hắn đều mua dù sao hắn không thiếu bạc củi lửa quả ớt mặt cây nóng tiêu mặt các loại bánh ngọt các loại quà vặt sang hô trang sức trân châu trang sức đặc sắc phục sức ăn xuyên chơi mọi thứ đầy đủ nhìn thấy những vật này cảnh cha cùng trưởng công chúa đều kinh ngạc đến ngây người cái này minh quốc làm sao lợi hại như vậy a à, trừ rượu nho thế mà còn có cái khác khẩu vị rượu trái cây ai u đây là rượu đế hương vị diệu a à cảnh cha cùng trưởng công chúa trầm mê tại trong kho hàng cảnh lão thái gia cùng cảnh lão phu nhân cảnh đại gia một nhà cảnh nhị gia một nhà chậm chạp không có chờ đến cảnh hằng nhịn không được nhao nhao đến trưởng công chúa phủ bên này biết được cảnh hằng mang theo phụ mẫu đi nhà kho hồi lâu không trở về cảnh lão thái gia ngồi không yên cùng cảnh lão phu nhân tự mình đến tìm sau đó liền thấy cảnh cha cùng trưởng công chúa ngồi tại trong kho hàng nhấm nháp tê cây sợi khoai tây cùng khoai tây phiến một màn cảnh cha hướng bọn họ vẫy gọi, cha, mẹ, các ngươi đến, đến rất đúng lúc, đến nếm thử cái này minh quốc khoai tây, hương vị tốt lắm. cảnh lão thái gia trầm mặt đi qua, bên cạnh tiếp nhận sợi khoai tây vừa nói, ở đây ăn cái gì, còn thể thống gì, nhưng mà chờ hắn nếm thử một miếng sợi khoai tây về sau, lập tức liền bị kia tê cây sốt giòn cảm giác cho mê hoặc, để hộ vệ nhất đầu ghế đổ tới ngồi xuống, hướng lão thái thái vẫy gọi, phu nhân ngươi cũng tới nếm thử chúng ta ăn đủ lại trở về cảnh lão phu nhân đại phòng cùng nhị phòng người phía trước phòng chờ hơn nửa canh giờ mới nhìn đến cảnh lão thái gia lão thái thái cảnh cha trưởng công chúa cảnh hàng năm người một mặt thỏa mãn tới đợi bọn hắn đi vào về sau cảnh đại gia từ trên người bọn họ nghe được một cổ khắc quả ớt mùi cha các ngươi đi ăn quả ớt rồi ngươi quên đại phu để ngươi ăn ít cây thân thể của ngươi cũng không so trước kia. Cảnh lão thái gia trừng mắt, nói bậy, ta cái gì cũng không ăn. Cảnh nhị gia, ngài râu ria bên trên còn có một điểm quả ớt mặt. Lão thái gia vô ý thức sờ râu ria, ai nha? Thật là có, hắn đạp cảnh cha một chân, ngươi không phải nói đã làm sạch sẽ sao? Mắt mù, đại phòng cùng tam phòng, cho nên, là thật ăn vụng, còn không phải một người. Cảnh Hằng để bọn hạ nhân đi lấy chút Minh Quốc bánh ngọt cùng quà vặt tới cho vợ lớn vợ bé người thưởng thức, hưởng qua về sau, bọn hắn lập tức Minh Bạch lão thái gia bọn người tại sao phải không để ý hình tượng ăn vụng, những cái này thức ăn ngon hương vị hoàn toàn chính xác rất cấp trên, cảnh Hằng cho mọi người trong nhà nói mình tại Minh Quốc chứng kiến hết thảy, mọi người trong nhà nhao nhao kinh thán không thôi, cảnh lão thái gia liếu lưỡi nói, cái này Minh Quốc có phải là có thần tiên giáng lâm nếu không làm sao lại biến hóa lớn như thế, Cảnh Hằng lắc đầu, không biết, ta chỉ biết Minh quốc dân chúng đều rất đoàn kết, rất cần cù, biết chữ về sau đều trở nên cực kỳ thông minh, có lẽ bọn hắn trước kia vốn là rất thông minh, chỉ là không người dẫn đầu mà thôi, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, đợi một thời gian, Minh quốc khẳng định sẽ xuất sắc hơn, chúng ta Cảnh gia hiện tại trợ giúp bọn hắn, ngày sau hẳn là sẽ cố ý nghĩ không ra thu hoạch, Cảnh cha gật đầu hy vọng như thế đúng rồi hắn nghĩ tới cái gì ngước mắt nhìn cảnh hằng nói cảnh hoang sự tình cha phải nói với ngươi nói cảnh hằng cảnh hoang là ai cảnh đại gia nói chính là ngươi để người trả lại vị kia cảnh cô nương cảnh hoang tên trước kia lớn cô nàng nàng nói nàng không thích cảnh cha liền cho nàng đổi tên cảnh hằng khó có thể tin nhìn xem cảnh cha cho nên nàng thật là ngươi con gái tư sinh đáp lại hắn là trưởng công chúa một cái đầu băng tử cái gì con gái tư sinh, nàng là ngươi thân muội muội, là mẹ ngươi ta cho ngươi sinh thân muội muội. Cảnh Hằng, nguyên lai Cảnh Hằng 7 tuổi thời điểm, Cảnh cha cùng trưởng công chúa từng đi ra một lần xa nhà, bên ngoài đợi hơn một năm, đi ra ngoài không đến hai tháng, trưởng công chúa liền mang thai, sinh nở thời điểm gặp gỡ mưa to gió lớn, đúng lúc đi ngang qua một hộ thương nhân nhà, nhà này người họ châu, cùng cảnh gia từng có làm ăn qua lại chu gia thiên kim chu kiều kiều còn từng tại cảnh cha cùng trưởng công chúa chưa thành thân trước đó tự tiến cử cái chiếu muốn làm cảnh cha tiểu thiếp bị cảnh cha cự tuyệt nếu không phải tình huống khẩn cấp không có chỗ có thể đi cảnh cha căn bản sẽ không lựa chọn tại chu gia để trưởng công chúa sinh nở chu kiều kiều lúc ấy đã lấy chồng nhưng bởi vì thân thể vấn đề không cách nào mang thai đối cảnh cha một mực nhớ mãi không quên thấy cảnh cha cùng trưởng công chúa ân ái vô song trong lúc nhất thời lên ý đồ xấu, thi kế trộm đi vừa ra đời không đến nửa ngày cảnh hoang, không để ý người nhà an ủi trong đêm biến mất vô tung vô ảnh, chờ cảnh cha cùng trưởng công chúa tìm tới Chu Kiều Kiều thời điểm, nàng đã ngoài ý muốn rơi xuống vách núi, thi thể bị giả thú cắn phải hoàn toàn thay đổi, hài tử không thấy tâm hơi, chỉ còn lại lưu tả lót vải rách. Cảnh cha cùng trưởng công chúa phái người tại vách núi dưới đáy cùng thôn phụ cận tìm hơn một tháng không thu hoạch được gì, liền cho rằng hài tử là bị giả thú ăn, thương tâm không thôi, trưởng công chúa còn bởi vậy cùng cảnh cha chiến tranh lạnh hồi lâu, cảnh cha cũng là tự trách không thôi, cho rằng là mình hại chết nữ nhi, lúc ấy cảnh hằng còn nhỏ, cảnh cha cùng trưởng công chúa trở lại kinh thành về sau, cũng không có đem chuyện này nói cho hắn, chỉ có trong nhà các đại nhân biết được, cảnh hằng, các ngươi không phải đang cùng ta nói đùa, trưởng công chúa nghệ hắn liếc mắt, ai sẽ theo ngươi đùa kiểu này cảnh hằng vẫn là không tin chỉ bằng nửa khối ngọc bội các ngươi liền xác định nàng là ta thân muội muội rồi cảnh cha nói không chỉ là ngọc bội còn có bớt muội muội của ngươi trên lưng có một khối màu nâu xám nguyệt nha bớt mẹ ngươi đã xác định qua chúng ta còn để người đi muội muội của ngươi trước kia chỗ ở điều tra đủ loại chứng cứ đều có thể chứng minh nàng chính là muội muội của ngươi năm đó chu kiều kiều là nổ chết người chết kia không phải nàng là nha hoàng của nàng nàng ôm lấy muội muội của ngươi trốn đến biên cảnh một chỗ trong sơn thôn, gả cho một cái trung thực anh nông dân, ngày đêm ngược đãi ngươi muội muội, về sau còn muốn để muội muội của ngươi gả cho một cái mang theo 12 tuổi nhi tử què chân người không vợ, kia hai cha con hết ăn lại nằm, là trong thôn buồn nôn nhất người vô lại, muội muội của ngươi mới 15 tuổi, chính là hoa một loại niên kỷ, như thế nào cam lòng gả cho dạng này hàng nát, liền trốn cưới, trốn đến trong núi chương 244, Yến Phi Hàng là thợ kim hoàng, trốn vào trên núi không bao lâu, Chu Kiều Kiều liền đến tìm được cảnh hoang, cũng cho cảnh hoang kia nửa khối ngọc bội, nói nàng là cảnh gia con gái tư sinh, là trưởng công chúa không thể gặp mẹ con các nàng tốt, khắp nơi tra tấn, đem bọn hắn đuổi tới sơn thôn này bên trong, qua vĩnh viễn không mặt trời thời gian khổ cực, buộc nàng gả cho người không vợ cũng là trưởng công chúa chủ ý, nàng nếu là không gả trưởng công chúa liền sẽ giết nàng chu kiều kiều, đem cảnh hoang ném đi thanh lâu. Hao hết tâm lực đem cảnh hoang hống ra đại sơn về sau, chu kiều kiều liền đối nàng hạ dược, muốn người không vợ làm bẩn nàng, không để cho nàng phải không gả. Nào có thế đoán được cảnh hoang là cái cẩn thận, không có uống kia thuốc, lúc ấy nàng cũng không biết đó là cái gì muốn, trực tiếp đem thuốc rót vào chu kiều kiều miệng bên trong, thành tựu chu kiều kiều cùng người không vợ chuyện tốt, đúng lúc Chu Kiều Kiều bố dượng sang đây xem đến một màn kia, thân là người thành thật hắn nổi giận lên, lại một đao chém chết người không vợ cùng Chu Kiều Kiều, còn muốn giết cảnh hoang. Cảnh hoang bị bức phải lần nữa chạy đến trong núi lớn, bố dượng đuổi sát theo, mi cơ thời điểm đại cẩu lông dài xuất hiện, cắn chết bố dượng, cứu cảnh hoang, về sau, cảnh hoang không còn dám trở lại trong thôn, cùng lông dài trong núi sống nương tựa lẫn nhau một đoạn thời gian, từ núi mặt khác mà ra không có chỗ ở cố định bốn phía lưu động. Lại về sau, cảnh hoang nghĩ đến con gái tư sinh cái thân phận này, liền nghĩ đến cảnh gia bên này biết rõ ràng tình huống, lại khổ vì không có lộ phí chậm chạp đến không được, thẳng đến gặp phải yến phi hàng. Cảnh hoang trải qua, điệu bộ sách còn muốn đặc sắc, cảnh hàng sau khi nghe, hồi lâu không nói chuyện, trong đầu tất cả đều là lần kia nhìn thấy nét mặt tươi cười như hoa khuôn mặt nhỏ, cô nương kia giống như là cái không tim không phổi gặp sao yên vậy tính tình thế mà lại có dạng này trải qua cảnh hoang bây giờ không tại trưởng công chúa phủ nàng nói nàng không quen trưởng công chúa phủ sinh hoạt liền để trưởng công chúa vì nàng thu xếp một tòa nhà nhỏ viện ở tại khoảng cách công chúa phủ chỗ không xa không có để bất luận cái gì hạ nhân hầu hạ chỉ là một người một chó ở tại nơi này cảnh hằng còn chưa hoàn toàn tiêu hóa mình nghe được không có lập tức đi gặp cảnh hoang mà là hỏi yến phi hàng tình huống cảnh cha nói Yến công tử nói không nghĩ một mực phiền phức chúng ta, cha liền mượn hắn một chút bạc, hắn dùng những bạc này tại Tây Nhai mướn một gian bề ngoài làm lên đồ trang sức sinh ý, tiểu tử này là cái rất lợi hại thợ kim hoàng đại sư, chớ nhìn hắn trẻ tuổi, làm ra đồ trang sức lại là cực kỳ tinh xảo, chỉ là kiểu dáng không thế nào mới lạ, Yến phi hàng thế mà là thợ kim hoàng, điểm ấy ngược lại là lệnh cảnh hàng rất ngạc nhiên, cảnh hàng rất, mau mang theo còn lại một hơi Yến thừa đi tìm Yến phi hàng yến phi hàng cửa hàng tên là hàng ngọc trai lấy tên của hắn mệnh danh cửa hàng bên trong trừ hắn cái này tay nghề sư phó còn có hai cái học đồ cảnh hàng đến thời điểm cửa hàng bên trong không có cái gì khách nhân yến phi hàng ngay tại chỉ đạo hai cái học đồ thuyết giáo thời điểm thần sắc mười phần nghiêm khắc cảnh hàng cũng không dông dài trực tiếp cùng yến phi hàng về phía sau viện để người đem yến thừa ném đến yến phi hàng trước mặt sau đó đem yến thừa bỏ chạy minh quốc sự tình lời ít mà ý nhiều nói tới. Lương Huynh nói, từ ngươi đến giải quyết tên phản đồ này, mới nhất giải hận, Cựu nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, yến phi hàng áp chế ở đáy lòng lửa giận bỗng bột phát, đánh đập yến thừa dừng lại, đem hắn kéo vào trong một gian phòng, sau một hồi, hai tay của hắn nhuốm máu đi tới, đối cảnh hằng chắp tay nói tạ, cảnh hằng nói, tạ liền không cần, về sau tại ta gặp được nguy nan lúc. Ngươi vô điều kiện thân xuất viện thủ là được Yến phi hàng dùng sức cực đầu Ta hiểu rồi Hắn không chỉ có sẽ ghi nhớ cảnh hàng ân tình Cũng sẽ ghi nhớ lương nguyên Yến phi hàng Ta cho ngươi hầm canh gà Ngươi Cảnh hoang mang theo một cái hộp cơm giống như chim chóc Một loại vui sướng chạy vào Đột nhiên nhìn thấy cảnh hàng Lập tức phanh lại hai chân Yêu thích hô to Ca Ngươi trở về Cảnh hàng có chút không biết làm sao Không nghĩ tới sẽ ở đây gặp gỡ cảnh hoang lần đầu lúc gặp mặt không biết nàng là thân muội muội của mình cho nên có nhiều phòng bị cũng không có hảo cảm bây giờ biết chân tướng lại nhìn thấy cảnh hoang lại là một loại cảm giác khác ngược lại không biết nên như thế nào cùng nàng ở chung cảnh hằng nghẹn nửa ngày mới phát ra một tiếng từng nghỉ ngơi hai ngày kim phụ tả thất lang vương tam văn lúc này mới đi theo cảnh cha cảnh hằng cùng một chỗ tiếng cung đi gặp long thành quốc hoàng thượng trước đó thủy tinh bánh ngọt sớm thu mua hoàng thượng tâm, đến mức nhìn thấy kim phụ mấy người về sau, nụ cười của hắn liền không có rơi xuống qua, hiểu rõ minh quốc tình huống về sau, trừ tán dương chính là tán dương, không nói gì thêm muốn để minh quốc thần phục long thành quốc, hàng năm tiếng cống lời nói, liền cùng đối đãi bạn bè, thân hòa thân mật, rất hoan nghênh kim phụ bọn người ở tại kinh thành mở tiệm, kim phụ mấy người có chút được sủng ái mà lo sợ, gặp qua hoàng thượng về sau, Kim Phụ bọn người liền phải ở Kinh Thành bắt đầu bận rộn mở tiệm sự tình, hiểu rõ Kinh Thành tình huống về sau, mới biết nơi này không chỉ quý nhân đầy đất, giá hàng đắt, cửa hàng càng, đắt, còn tốt có cảnh hàng giúp đỡ, cửa hàng mới được thuận lợi làm. Ba tháng về sau, một nhà tên là Minh Duyệt đặc biệt lớn bách hóa cửa hàng ở Kinh Thành thuận lợi khai trương. Đông Nguyệt lớp 10, tuyết lớn đầy trời, lương nguyên trước kia ra cửa, Kim Dục cùng Kim Mẫu đứng tại phòng trong, nhìn xem tam tiểu chích đào sự kế xuôi theo học đi đường. An an, đi từ từ đến nương bên người đến, không cần sợ, nương ở, manh manh, đi đến mổ mổ bên này, a à, Ngươi thế nào hướng mẹ ngươi bên kia đi đâu? Manh manh đào sự kế xuôi theo đi hai bước, liền không đi, cảm thấy mệt mỏi quá, đặt mông ngồi dưới đất, dùng cả tay chân hướng kim dục bò qua đi, giang hai tay ra cầu ôm một cái, nhạt nhạt thấy, thất tha thất thểu đi qua, đưa tay đẩy manh manh cái đầu nhỏ, muốn đem manh manh đẩy lên một bên, không để nàng tới gần mẫu thân. Kết quả manh manh không có bị đẩy ra, chính hắn ngược lại là mất thăng bằng ngã trên mặt đất, một mặt mộng. Hắn chỉ vào manh manh hoa hoa phun kêu lên, tự hồ là đang chỉ trích, là manh manh hại hắn té ngã, manh manh trực tiếp một bàn tay cho hắn hô quá khứ. Ba, trực tiếp đem nhạt nhạt mặt đánh nghiêng về một bên, tiểu nha đầu khí lực có chút lớn là tam chích bảo bên trong khí lực lớn nhất lợi hại nhất, nhạc nhạc là cái dũng cảm, bị đánh cũng không khóc, vừa quay đầu lại liền bổ nhào qua ngăn chặn manh manh tay năm tay mười, còn chưa đánh lấy người, liền bị manh manh hất tung ở mặt đất, manh manh xoay người ngồi tại trên lưng hắn, coi hắn là cưỡi ngựa, còn đưa tay đánh hắn cái mông, cạc cạc cạc. Manh manh vừa đánh vừa hô to, phát âm rất không đúng tiêu chuẩn, tiếng kêu cùng bị bóp lấy cuốn họng con vịt giống như an an nhìn mê mẩn chậm rãi buông ra mép giường có tư có vị vỗ tay cười hít mắt hai mắt đánh 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 lại đánh lên kim dục nhức đầu không thôi tam chích bảo từ khi học xong xoay người manh manh cùng nhạt nhạt mỗi ngày đều sẽ đánh một khung hai người giống như là trời sinh đối thủ một mất một còn an an thì giống một cái ăn dưa quần chúng đệ đệ muội muội đánh nhau hắn ngay tại một bên say sưa ngon lành xem kịch có đôi khi sẽ còn mình nhấc ghế nắm qua hạt dưa vừa ăn vừa nhìn, có lần xem trò vui thời điểm còn bị hạt dưa kẹp lấy. Không phải sao, An An nhìn một chút, liền quay đầu nhìn quanh bốn phía, bắt đầu tìm hạt dưa. Hạt dưa còn chưa tìm được, phụ trách hát khí khúc, đệ đệ muội muội liền bị mẫu thân cho cưỡng chế tách ra. An An ngẩng đầu nhìn về phía kim dục, mềm nhu nhu hô, mẫu thân, trong ba người, thuộc hắn đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nhất, đi đường nhất ổn. Chương 245, từ bên ngoài đưa vào minh quốc bên trong không có đồ vật, ngươi làm sao cứ như vậy thích xem hí đâu. Kim Dục đưa thay sờ sờ an an cái đầu nhỏ, ngươi phải học sẽ che chở đệ đệ muội muội, đương nhiên, đệ đệ muội muội cũng phải bảo hộ ngươi, ba người các ngươi cần hổ ban hỗ trợ, an an nghiêng cái đầu nhỏ, căn bản nghe không hiểu, lúc này, hải đông thanh bay vào trong viện, Kim Dục đi ra ngoài mắt nhìn, hải đông thanh mắt sáng lên, nhu thuận hướng phía nàng nhảy đi qua chân phải của nó bên trên cột một cái ống trúc nhỏ. Thanh, thanh. Tam tiểu chíp nhìn thấy Hải Đông Thanh, chỉ vào nó vui sướng hài lòng cười lên, dùng cả hai tay muốn leo ra cửa đi chơi, Kim Mẫu bận bịu tới một tay ôm một cái, tiểu quay quay nhóm, bên ngoài chính có tuyết rơi, thân thể các ngươi yếu, không thể đi ra ngoài, tranh thủ thời gian đều cho ta trở về phòng. Thanh. An An miệng bên trong lại hô to manh manh cùng nhạt nhạt cũng tại kim mẫu trong ngực dãy giụa dụ. kim dục ôm lấy an an ta để thanh thanh tiến đến cùng các ngươi chơi các ngươi không thể khi dễ nó hải đông thanh nghiêng đầu nhìn tam chích bảo liếc mắt sau đó nhảy vào nhà mới vừa đi vào liền bị an an ôm chặt lấy hải đông thanh cũng công kích người mặc cho an an ôm lấy an an cười đến rất vui vẻ nước bọt đều nhỏ xuống đến hải đông thanh lông vũ bên trên nhìn thấy an an ôm lấy đại điểu manh manh cùng nhạt nhạt tại kim mẫu trong ngực dãy dụ phải lợi hại hơn. Kim mẫu đành phải đem nệm em lấy tới trải trên mặt đất, để tam tiểu chích cùng hải đông thanh đợi ở phía trên chơi đùa. Đối mặt tam chích bảo, hải đông thanh rất là dịu dàng ngoan ngoãn, vô luận tam chích bảo như thế nào dắt nó lông vũ, nó cũng sẽ không tức giận, sẽ còn cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái khác đầu, tránh các bảo bảo không cẩn thận đâm vào mình bén nhọn sắc ngoài miệng. Có kim mẫu nhìn xem các bảo bảo, Kim Dục rất là yên tâm, từ trong ống trúc lấy ra giấy viết thư, quét mắt, liền cười ha hả đối Kim Mẫu nói, mẹ, là cha để người đưa tới tin, bọn hắn tại Long Thành Quốc hết thảy thuận lợi, Vương Tam Văn đã tại trở về địa điểm xuất phát trên đường, bởi vì là lần thứ nhất đi Long Thành Quốc, đối tình huống bên kia không hiểu rõ, Kim Phụ bọn người mang hàng hóa cũng không phải là rất nhiều, cho nên theo cảnh hàng lúc đi Kinh Thành, lưu lại 20 người tại bến đò thủ thuyền đợi bọn hắn ở Kinh Thành sau khi an định, Kim Phụ liền thu xếp Vương Tam Văn trở về bến đò ngồi thuyền về nước, hắn cùng tả Thất Lan tiếp tục mang theo những người còn lại ở Kinh Thành xử lý sự tình. Vương Tam Văn về nước mục đích một là vì truyền đạt Kinh Thành tình huống, hai là vì vận chuyển vật tư, hắn sẽ làm buôn bán bên ngoài vận chuyển đại thần, phụ trách Long Thành Quốc cùng Minh Quốc Hàng, vận chuyển về tới, tin là Kim Phụ thân bút viết. Chữ mặc dù viết không dễ nhìn, nhưng nên viết nội dung hắn tất cả đều viết lên, Kim Mẫu mặt ngoài không thèm để ý, nói muốn thả tay để Kim Phụ đi làm, nhưng từ khi Kim Phụ sau khi ra cửa, trong nội tâm nàng một mực là nhớ, biết được là Kim Phụ tin, Kim Mẫu vội vàng tới cũng muốn nhìn một chút, cho ta xem một chút, Kim Dục đem thư đưa cho nàng, xoay người đi nhìn xem Tam Chích Bảo cùng Hải Đông Thanh, Kim Mẫu cẩn thận nhìn một lần nội dung trong thư, lập tức tự hào cười ha hả, không hổ là tướng công của ta nhìn thấy đại quốc hoàng đế cũng không khiếp đảm ha 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 tiểu dục cha ngươi tốt tài giỏi ta nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy tài giỏi kim dục cười nói cha ta vẫn luôn rất lợi hại cũng rất thông minh trước kia là không có cơ hội phát huy bản lĩnh kim mẫu không tự chủ đỏ cả vành mắt từng ngươi nói đúng đến ban đêm tuyết lớn còn tại dưới xem bộ dáng là muốn hạ đến sáng mai lương nguyên đón gió tuyết về đến nhà trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, Kim Dục cùng Kim Mẫu đã làm tốt cơm tối, là tê cây hải sản nồi lẩu, Tam Tiểu Chích ngồi tại chất gỗ chuyên môn bữa ăn trên ghế, nhìn xem đối diện trên lò lửa nồi lẩu chảy nước miếng, đóng cửa lại, bưng tới một chậu nước nóng cho Lương Nguyên rửa mặt ủ ấm thân thể, giúp hắn gỡ xuống áo khoác ngoài cầm đi gian phòng đặt vào, rửa mặt, hai tay phóng tới trong nước nóng ngâm một phen, Lương Nguyên mới toàn thân thoải mái, cứ trừ trên người hàng khí hắn mới đi trêu đùa tam chích bảo, thay phiên ôm một hồi về sau, lúc này mới ngồi vào hỏa lô bên cạnh, nhìn xem ùn ụt ùn ụt nóng hôi hổi cây nồi lẩu, xoa xoa hai tay, mùa đông năm nay phá lệ lạnh, mặt trăng sông đều đã bị đông cứng bên trên, chẳng qua còn tốt, từng nhà phòng kiên cố, không có bị tuyết động áp sập, không nhân viên thương vong, cũng không thiếu ăn, kim dục cầm chén đổ đưa cho hắn, từ năm trước bắt đầu. Chúng ta minh quốc lương thực liền nhiều đến ăn không hết, ai còn sẽ chịu đói a à? minh quốc mặc dù nhỏ nhân khẩu ít nhưng cũng chính vì vậy khả năng phát triển cấp tốc quản lý lên cũng nhẹ nhõm chút nếu là cùng xích vân quốc một loại lớn nhỏ sao có thể mấy năm liền có thể để toàn dân không chịu đói người người nhưng đọc sách tam tiểu chích cái ghế là nhiều chức năng có thể làm bữa ăn ghế dựa cũng có thể làm xe đẩy còn chưa một tuổi bọn hắn liền đã học mình ăn cơm mặc dù mỗi lần ăn cơm đều cùng đánh trận làm cho mặt mũi tràn đầy đều là, nhưng tốt xấu là mình ăn, không cần đại nhân một mực nhọc lòng. Kim Dục cố ý cho Tam Tiểu Chích làm ba cái, phân cách bàn ăn, giờ phút này trong bàn ăn thả thịt vụn trứng gà canh, tự chế tuyết ruột cá, cà rốt súp khoai tây ba loại đồ ăn cùng một điểm mềm nát cơm, đem bàn ăn phóng tới Tam Tiểu Chích trước mặt, Kim Dục ôm nhu đối bọn hắn nói, ăn cơm dùng thìa, không thể dùng tay bắt, rất không vệ sinh, cũng khó nhìn. Tam tiểu chích nghe không hiểu nàng dạy bảo, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy thì bắt đầu ăn, ngay từ đầu còn rất tốt, không đến hồi lâu nhi công phu liền bất thường, ăn 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 ăn, liền đem thì chuyển cái phương hướng, muốn đi múc manh manh trong bàn ăn, nhưng vì để tránh cho ba người ăn cơm cướp đoạt đánh nhau, kim dục liền đem bọn hắn phân xa chút, ăn ăn nhỏ ngắn tay với không tới manh manh bàn ăn, hắn không cam tâm cầm thì lắc lư mấy lần, manh 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 kêu manh manh không có phản ứng hắn an an cảm thấy không thú vị bẹp miệng tiếp tục ăn mình bởi vì còn nhỏ dùng không tốt thì, tam tiểu chích ăn ăn liền đổi dùng tay bắt nhưng trứng gà canh dùng tay vồ một cái liền nát manh manh một cái khó chịu trực tiếp đem đầu vùi vào trong bàn ăn ngao ô ngao ô vừa ăn vừa phát ra cùng tiểu cẩu một loại thanh âm an an cùng nhạt nhạt học theo kim dục mừng rỡ không được bưng một bát cơm canh giữ ở tam tiểu chích bên cạnh, vừa ăn vừa cười. Lương Nguyên cũng bưng bát nhất ghế ngồi lại đây, vừa ăn vừa nhìn xem tam tiểu chích, kim mẫu một người vây quanh nồi lẩu xuyến hải sản. Sau bữa cơm chiều, cho tam tiểu chích rửa sạch sẽ, kim dục lấy ra kim phụ viết tin. Cha nói cảnh gia đều rất đáng tin cậy, hoàng thượng là cái hiền lành, không có một tia xem thường bọn hắn, tại cảnh gia trợ giúp dưới, bọn hắn mua xuống một tòa hai tầng lâu, trang trí thành bách hóa cửa hàng đã thuận lợi khai trương chúng ta minh quốc đặc sản rất được hoan nghênh kim dục lấy giấy bút trên bàn bên cạnh vẽ tranh vừa nói lương nguyên xem hết nội dung trong thư trên mặt hiển hiện nụ cười cùng cảnh gia hợp tác là cái rất quyết định chính xác kim dục nói vương tam văn đã ở trên đường trở về chúng ta phải tranh thủ thời gian chuẩn bị vật tư chờ bán bạc liền có thể mua ngọc thạch minh quốc không có mỏ vàng mỏ bạc ngọc thạch mỏ Quảng sắc chỉ có một cái, lượng là có hạn, theo nhân khẩu tăng trưởng, quảng sắc khẳng định sẽ không đủ dùng, vàng bạc cũng chỉ có thể từ bên ngoài kiếm lấy, muốn tốt hơn dung nhập thế giới này, để Minh Quốc đi ra ngoài, liền nhất định phải thích ứng các nước sinh tồn quy tắc, từ nước khác đưa vào Minh Quốc không có đồ vật, tiến hành cải tiến, bán đi tốt hơn giá cả, kiếm nhiều bạc hơn. Chương 246, Minh Quốc người diễn kỹ phái, Kim Dục vẽ xong châu báo bản thiết kế lúc này mới cùng Lương Nguyên mang theo tam tiểu chích nghỉ ngơi. Sau 6 ngày, Vương Tam Văn đám người thuyền trải qua khoảng cách quỷ vụ một chỗ không xa hải vực, hai chiếc thuyền lớn từ núi mặt khác mà đến, trùng hợp trông thấy hướng quỷ vụ phương hướng mà đi thuyền. Vương Tam Văn cũng phát hiện cái này hai chiếc thuyền lớn tồn tại, chỉ là đôi bên cách rất xa, chỉ có thể nhìn thấy thuyền lớn thân ảnh, không cách nào tới giao lưu nhưng kia hai chiếc thuyền lớn các thương nhân lại là nhìn chầm chầm vào thuyền của bọn hắn thì thầm với nhau nghị luận, đây là cái nào quốc gia thuyền? Làm sao hướng quỹ vụ bên kia đi? Là muốn đi làm giao dịch sao? Nhật Nguyệt Nhân không phải hàng năm tháng tư mới ra đến cùng các quốc gia giao dịch sao? Cách quá xa, thấy không rõ trên thuyền tiêu chí, thuyền kia tốc độ so với chúng ta nhanh rất nhiều, khoảng cách kéo ra phải càng ngày càng xa, hai chiếc thương thuyền đông gia cũng trên thuyền, thấy nơi xa chiếc thuyền lớn kia tốc độ so với bọn hắn thuyền tốc độ nhanh hơn trong lòng chấn kinh lại hiếu kỳ phải biết thuyền của bọn hắn thế nhưng là xích vân quốc tốt nhất thương thuyền chỉ có long thành quốc cảnh gia thương thuyền khả năng so sánh hiện tại thế mà bị chiếc này không biết tên thuyền lớn hạ thấp xuống chẳng lẽ kia là cảnh gia thuyền như thế vậy thì nhất định phải đi thật tốt chào hỏi cảnh gia thế nhưng là cường đại nhất thương nhân thế gia tạo mối quan hệ đối bọn hắn rất có chỗ tốt Hai chiếc thuyền Đông Gia Cơ Hồ là đồng thời hạ mệnh lệnh, để người chèo thuyền cầm lái đuổi theo phía trước chiếc thuyền lớn kia. Vương Tam Văn đám người thuyền rất mau tiến vào Minh Quốc hải vực, cách đó không xa trên đảo Tuần Vệ đội thấy, nhao nhao tới đón tiếp. Vương Tam Văn đối Tuần Vệ đội đội trưởng nói, "Tả đội trưởng, chúng ta trở về gặp gỡ quốc gia khác hai chiếc thuyền bị thuyền của chúng ta bỏ lại đằng sau, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ đuổi theo." Tuần Vệ đội đội trưởng Tả Đại Quang nghe vậy, hướng vương tam văn mấy người tới phương hướng liếc mắt, quả thật nhìn thấy hai chiếc mơ hồ bóng thuyền, hắn nhíu nhíu mày, khoát tay nói, tam văn huynh một mực trở về phục mệnh, nơi này giao cho chúng ta tuần vệ đội đến ứng đối, vương tam văn chắp tay, vất vả các ngươi, tả đại quan cười nói, vì nước phục vụ, không khổ cực, thuyền lớn tiếp tục tiến lên, tả đại quan chỉ huy tuần vệ đội trở lại ở trên đảo, thay đổi nhất quần áo cũ rách cùng thuyền, đem mặt làm cho quê mùa hai lúa sau đó một lần nữa trở lại trên mặt biển khi hai chiếc người trên thuyền phát hiện tuần vệ đội đối bọn hắn thân phận vô cùng hiếu kỳ để thuyền tăng tốc tốc độ đi thuyền đi qua tuần vệ đội nháy mắt làm tốt phòng bị hai chiếc thuyền lớn tại trước mặt bọn hắn dừng lại thấy tả đại quan bọn người xuyên được lại thổ lại xấu người trên thuyền nhao nhao nhíu mày tả đại quan lớn tiếng nói các ngươi đến từ phương nào muốn đi hướng nơi nào nơi này chính là minh quốc hải vực không thể tự tiện xông vào, hai chiếc trên thuyền các thương nhân càng thêm nghi hoặc, Minh Quốc? Trên đời này khi nào ra một cái Minh Quốc? Có cái thương nhân nhiều hứng thú nhìn xem Tả Đại Quan nói, "Ta chính là Xích Vân Quốc thương nhân Tô Hoa, xin hỏi Minh Quốc là cái gì quốc?" Tả Đại Quan nói, "Minh Quốc chính là trước kia Nhật Nguyệt Bộ Lạc." Một cái khác thương nhân hỏi, "Nhật Nguyệt Bộ Lạc? Các ngươi thế mà kiến quốc rồi?" Ai cho phép? Tả Đại Quan rất khó chịu chúng ta muốn kiến quốc, cần ai cho phép, nghĩ xây liền xây. Hắn nhìn xem thương nhân kia, các ngươi xích vân kiến quốc thời điểm, chẳng lẽ cũng được ai cho phép khả năng xây sao? Thương nhân kia khí nộ nói, nho nhỏ giả nhân bộ lạc, sao có thể cùng ta xích vân mênh mông đại quốc so sánh? Những thương nhân khác rối rít hùa theo, đều cảm thấy tả đại quan nói chuyện quá mức làm càng. Tả đại quan trầm mặt, bên cạnh hắn tuần vệ đội các đội viên cũng là mặt mũi tràn đầy trầm lãnh. Tả đại quan nói, xích vân hoàn toàn chính xác rất lớn ta minh quốc hoàn toàn chính xác không thể so sánh cũng không nghĩ so chúng ta chỉ muốn an ổn sinh hoạt chẳng lẽ không được sao chúng ta kiến quốc làm phiền các vị chuyện gì sao thấy tình thế có chút không đúng tô hoa vội vàng hòa giải vị huynh đài này chúng ta không phải ý tứ này kiến quốc là tự do của các ngươi chúng ta không muốn quản nhiều cũng quản không được chỉ là có chút kinh ngạc không nghĩ tới mấy năm chưa cùng các ngươi bộ lạc giao dịch các ngươi liền phát sinh biến hóa như thế cái này quỷ vụ thấy tô hoa là cái hữu lễ tả đại quan đám người tức giận tiêu chút thở dài nói quỷ vụ biến mất cũng là bởi vì nó biến mất cho nên chúng ta bộ lạc mới tự lập làm quốc nghĩ đến kiến quốc về sau chúng ta minh quốc hẳn là sẽ so trước kia trôi qua tốt nhưng ai chúng ta vẫn là nghèo quá xây quốc sinh hoạt cũng không có bao nhiêu thay đổi. Tô Hoa bọn người nghe rõ, Nhật Nguyệt nhân là xông xáo bên ngoài qua đi, kiến thức đến các quốc gia cường đại, coi là kiến quốc liền có thể thay đổi nhân sinh, cho nên liền tự lập làm quốc, muốn bắt chước các quốc gia, thật sự là đáng yêu. Giả nhân thật ngu. Tô Hoa trong lòng lạnh lùng chế giễu không thôi, nghĩ đến chiếc thuyền lớn kia, nhân tiện nói, nghèo. Mới chiếc thuyền lớn kia, không phải là các ngươi Minh quốc sao? Có được như thế thuyền các ngươi nơi nào nghèo rồi tả đại quan thần thương nói thuyền kia là long thành quốc cảnh gia thấy ta minh quốc đáng thương hỗ trợ chế tạo cảnh gia còn đưa sách cho chúng ta muốn để chúng ta học được trồng trọt học được tạo thuyền nhưng là chúng ta minh quốc người quá đần làm sao đều loại không tốt địa tạo ra thuyền cũng không kiên cố nghe được cảnh gia hai chữ tô hoa bọn người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nguyên lai minh quốc là được cảnh gia giúp đỡ cảnh gia là có tiếng nhà từ thiện tộc trăm năm qua, trợ giúp qua người vô số kể, lại trợ giúp nhật nguyệt bộ lạc không có gì lạ, cảnh gia giúp đỡ chế tạo thuyền lớn, hơn phân nữa là vì có thể cùng minh quốc tốt hơn giao dịch, không cần mình đi một chuyến, trực tiếp để minh quốc đem hàng đưa đến hắn cảnh gia trong tay, dù sao minh quốc tuy nghèo, nhưng trong tay nhưng lại rất nhiều chư quốc đều không có đồ tốt, gặp bọn họ tin mình, tả đại quan không ngừng cố gắng. Thần sắc trở nên nhiệt tình mấy phần, các vị xích vân quốc quý khách đường xa mà đến, là ta minh quốc vinh hạnh, trước kia bởi vì có quỷ vụ, các vị không cách nào đi ta minh quốc làm khách, hiện tại quỷ vụ không có, chúng ta hoan nghênh các vị tiến đến du ngoạn, bộ dáng kia, cấp tốc không kịp đem muốn cùng tô hoa bọn người nhờ vả chút quan hệ. Tô hoa bọn người mắt nhìn tả đại quan bọn người trên thân xấu xí mặt cùng dưới chân phế phẩm thuyền, phần lớn người không che giấu chút nào lộ ra ghét bỏ chi sắc bọn hắn nghĩ đến có quan hệ nhật nguyệt bộ lạc nghe đồn, mang hoang, cùng khổ, giả mang, ngu xuẩn. Một vị trung niên thương nhân trước tiên mở miệng nói, ta còn có việc, phải vội vàng thời gian về nhà, liền không đi các ngươi minh quốc, lần sau đi. Hắn vừa lên tiếng, những thương nhân khác cũng mở miệng, đều không muốn đi minh quốc. Tô Hoa vốn là muốn đi minh quốc nhìn một cái, nhưng nhìn đến mọi người đều từ chối nhã nhặn tả đại quan, cũng mở miệng nói không đi tả đại quan bọn người một mặt thất vọng cực lực giữ lại lúc nói chuyện tả đại quan cũng bởi vì quá kích động không cẩn thận hắt hơi một cái nước mũi treo một mặt tô hoa bọn người cảm thấy buồn nôn vô cùng bận bịu kiếm cớ quay đầu đi thuyền rời đi tả đại quan tại phía sau bọn họ tan nát cõi lòng hô to các quý khách các ngươi lần sau nhất định phải tới làm khách a ai u trên đầu ta con rận chạy đến tam hỷ ngươi giúp ta cào một chút Cô hoa đám người thuyền tốc độ càng nhanh, đợi hai chiếc thuyền lớn triệt để không còn bóng dáng, tả đại quan bọn người lúc này mới mỉa mai một tiếng, vạch lên thuyền hỏng về ở trên đảo, cho đế vương sơn phi ưng truyền thư, trong nhà có việc gấp, xin phép nghỉ một ngày, tạm thời canh một, hậu kỳ bổ sung, thật có lỗi. Chương 247, nhạc nhạc đại hải mạo hiểm hành trình, lương nguyên bên ngoài xem xét dân tình, phi ưng trực tiếp rơi xuống hắn trước mặt, nhìn thấy nội dung trong thư lương nguyên ánh mắt định tại tô hoa hai chữ này bên trên sau một lúc lâu than nhẹ một tiếng sự tình xong xuôi về đến nhà hắn cùng kim dục nói tô hoa người này tô hoa là long thiên vũ người một mực đang bên ngoài chạy khắp các quốc gia làm ăn trừ giúp long thiên vũ kiếm tiền phong phú quốc khố sẽ còn giúp long thiên vũ âm thầm tìm hiểu các quốc gia tình huống lương nguyên thản nhiên nói quỷ vụ cùng minh quốc sự tình hắn chắc chắn chuyển đạt cho long thiên vũ kim dục nhíu mày nàng cùng lương nguyên đều rất không muốn để long thiên vũ biết minh quốc tồn tại long thiên thần cùng tống thần y đều đối bọn hắn cam đoan qua sẽ không đem minh quốc sự tình nói ra hai người bọn họ trở về lâu như vậy trừ tô hoa những thương nhân này xích vân không còn gì khác người tới đây bởi vậy có thể thấy được long thiên thần cùng tống thần y thực hiện lời hứa chỉ là hiện tại ai cũng không thông báo sẽ không cho tống thần y bọn hắn mang đến phiền phức thuyền lớn cập bờ xuống thuyền về sau vương tam văn lập tức mang lên từ long thành quốc mang tới đồ vật đi cầu kiến lương nguyên rất nhanh liền đến tam tiểu chích tuổi tròn yến lương nguyên cùng kim dục cũng không có trắng trợn tổ chức mười phần khiêm tốn chỉ mời mọi người trong nhà tập hợp một chỗ chúc mừng nhìn tam tiểu chích chọn đồ vật đoán tương lai dù là như thế vẫn là có không ít người đến cho tam tiểu chích đưa tuổi tròn lễ tuổi tròn yến về sau liền đến năm mới vương tam văn sẽ tại năm mới qua đi mang lên hàng hóa tiến về Long Thành Quốc. Bữa cơm đoàn viên đêm đó, Điền Tú Tú chờ Nhi tử ngủ, quấn lấy Vương Tam Văn muốn hồi lâu, cuối cùng nằm tại toàn thân mùi rượu Vương Tam Văn trong ngực. Thanh âm nhu nhược nói ra, tướng công, ngươi vừa đi chính là hai tháng, ta cùng Nhi tử ở nhà quả thực cô đơn, ngươi lần này đi có thể hay không mang ta lên nhóm hai mẹ con, Nhi tử rất hướng tới thế giới bên ngoài. Tùy ngươi ra ngoài đi một chút có thế nhiều trướng chút kiến thức, ta cam đoan, Ta cùng nhi tử nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không cho ngươi thêm phiền, tướng công, ngươi liền thành toàn chúng ta đi, có được hay không?" Vương Tam Văn suy nghĩ một chút vẫn là nói, Long Thành quốc rất lớn, phép tắc cũng rất nhiều, rất nhiều chuyện chúng ta còn chưa biết rõ ràng, mang theo ngươi cùng nhi tử rất không tiện, trọng yếu nhất chính là, ta hiện tại năng lực không đủ mạnh, nếu là gặp gỡ sự tình gì, không cách nào cam đoan hai mẹ con nhà ngươi an toàn, lần này liền không mang các ngươi lần sau lại mang các ngươi đi chờ chúng ta minh quốc cùng long thành quốc quan hệ cho dù tốt một chút bách tính có thể từ từ tại long thành quốc thổ địa bên trên đi lại lại mang các ngươi đi du lịch nơi đó tốt đẹp non sông câu trả lời này để điền tú tú rất không hài lòng nàng rất sợ hãi vương tam văn ra bên ngoài chạy quen thuộc sẽ bị phía ngoài nữ nhân mê mắt năm mới ngày thứ ba là cái nắng ấm trời vương tam văn mang lên vật tư ra biển đi long thành quốc không ít bách tính đến đây tiễn đưa, Điền Tú Tú cùng Nhi Tử đứng tại bến đò nhìn xem thuyền lớn đi xa thân ảnh lưu luyến không rời, nàng thấp giọng thì thầm, tướng công, ngươi chớ phụ ta, nếu không ta sẽ cùng với ngươi cùng đến chỗ chết, nàng mang theo Nhi Tử quay người, càng nhìn đến Kim Dục, Kim Mẫu cùng Tam Tiểu Chích thân ảnh, Kim Dục, Kim Mẫu mang theo Tam Tiểu Chích cùng tuyết đoàn đi bờ biển nhìn cá, Tam Tiểu Chích đứng tại đồn đồn toàn gia trên thân tại thưởng hồ cá bên trong dạo qua một vòng lại một vòng, hưng phấn đến thét lên, cá, cá, từ trong nước hồ ra tới, nhạt nhạt còn một mực ghé vào ao nước bên cạnh, bên cạnh sờ lấy đồn đồn đầu, bên cạnh chảy nước miếng, ăn, cá, cá, đồn đồn, xoay người một cái, phun liễu nhạt vui một thân nước, bị xối lạnh thấu tim nhạt nhạt đánh cái phun lớn hắt xì, kim dục cười đến đau bụng, để kim mẫu nhìn xem an an cùng manh manh nàng ôm lấy nhạc nhạc đi thay quần áo tuyết đoàn không thế nào thích nước thấy kim dục đi lập tức bước chân nhẹ nhàng đi theo nàng đằng sau cho nhạc nhạc thay xong quần áo kim dục đang định dẫn hắn đi ra thời điểm phốc tiểu gia hỏa kéo xú xú kim dục ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn đi lấy nước nóng cho an an gỡ xuống tả tẩy tẩy cái mông nhỏ sau đó mới phát hiện gian phòng này trong tủ quần áo không có sạch sẽ tả kim dục liền để tuyết đoàn nhìn xem nhạc nhạc xoay người đi một cái khác phòng lấy dự bị tả. Nàng vừa đi ra cửa, nhạc nhạc liền rất không an phận bò xuống giường, nho nhỏ nhỏ bé chân, mười phần linh hoạt, sau khi rơi xuống đất, hắn lung la lung lay đi ra ngoài, chim chít. Tuyết đoàn ngăn ở hắn trước mặt, hì hì, tuyết đoàn, chơi. Nhạc nhạc bắt lấy tuyết đoàn cái đuôi, ngăn chặn nó liền đi, tuyết đoàn. Ngọc người oắt con khí lực thế mà lớn hơn ta, nhạc nhạc muốn đi tìm bãi cỏ, nhưng lại đi đến tràn đầy các miệng địa phương, lại dương mắt, nhìn thấy lam lam nước biển, có khối tấm ván gỗ tại thủy thượng phiêu đảng, nước. Nhạc nhạc lập tức hưng phấn chạy tới, bị kéo trên mặt đất tuyết đoàn cực lực giãy dụa, phát ra chim chiếp tiếng cầu cứu, làm thế nào đều tránh thoát, không ra nhạc nhạc nhỏ tay không, thân thể tại trên bờ các bị lôi kéo ra thật dài vết tích, toàn thân đều là hạt cát, bẹp, vừa mới dẫm vào trong nước, nhạc nhạc liền mất thăng bằng nhào vào trên ván gỗ một đạo sóng biển trùng hợp đánh tới đem nhạc nhạc cùng tấm ván gỗ cùng tuyết đoàn cùng một chỗ cuốn vào trong nước biển nhạc nhạc kim dục lấy tả trở về không thấy được hài tử cùng hồ ly đi ra ngoài tìm tìm càng nhìn đến an an cùng tuyết đoàn bị sóng biển cuốn đi quýnh lên phía dưới nhanh chóng chạy vội tới nhảy vào trong biển tìm người đang nhảy hạ đại hải đồng thời nàng từ không gian bên trong đem lặng trang bị lấy ra mặc vào người bị cuốn vào đại hải thời điểm, nhạc nhạc trước cơ linh bắt lấy tấm ván gỗ tử, chỉ chốc lát sau liền đạp nhỏ chân ngắn leo đến đánh gậy bên trên, toàn thân ẩm ướt cột cột hắn ủy khuất ba ba dương mắt, nhìn thấy trong nước bay tới bay lui tuyết đoàn, vừa định lên tiếng khóc lớn hắn lập tức ha 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 nở nụ cười, kéo vào trên ván gỗ ở trên biển bay tới bay lui, còn rất thú vị. Kim dục từ trong nước vác ra đầu, liếc mắt liền thấy nhạt nhạt chật vật ghé vào trên ván gỗ, cảm thấy buông lỏng bên cạnh hướng nhạc nhạc toàn lực đi qua bên cạnh lớn tiếng nói nhạc nhạc ngươi đừng nhúc nhích chờ mẫu thân tới cứu ngươi nàng còn chưa tới kịp tới gần nhạc nhạc một con to lớn đầu bạc hải ưng liền từ trên trời giáng xuống lợi trảo bắt lấy liễu nhạc vui cổ áo đem hắn mang lên trời nhiệt xúc buông ta xuống nhi tử kim dục quát lớn lấy ra bỏ túi nỏ bắn ra một tiễn làm sao hải ưng tốc độ cực nhanh lại dễ như trở bàn tay tránh đi mũi tên mang đi liễu nhạc vui, kim dục thổi lên huyết sáo, triệu hồi ra bầy cá, ngồi tại đồn đồn trên lưng đuổi kịp con ưng kia. Đồng thời, mười mấy con ưng tại hải đông thanh dẫn đầu dưới từ bốn phương tám hướng mà đến, hướng con kia hải ưng vây quanh mà đi. A, à, bị chọc vào trên trời phi hành, nhạt nhạc không những không sợ, còn phát ra hưng phấn thét lên, không hào phóng huy động không ngừng, giống như đang cùng phía dưới truy đuổi hắn kim dục cùng bầy cá chào hỏi mẫu thân. Hắn thanh thúy hô lên âm thanh, thanh âm bao phủ tại trong gió biển, Kim Dục nghe không chân thực, nhưng nàng nhưng nhìn ra đến, nhi tử cũng không sợ hãi, không sợ sẽ tốt, hải ưng đến từ địa phương khác, không có uống qua nước linh tuyền, sẽ không nghe Kim Dục, mà lại còn là vật hiếm có loại, hình thể so với bình thường ưng lớn hơn nhiều, tốc độ lại so thanh thanh cái này hải đông thanh còn nhanh hơn, Kim Dục mang theo cá cùng ưng lại trong lúc nhất thời đuổi không kịp nó, khoảng cách còn càng kéo càng xa. Chương 248, Long Thiên Vũ biết được quỷ vụ biến mất, kim dục gấp, càng nhanh trên mặt nàng liền càng bình tĩnh, không ngừng tại đầu óc nghĩ đến giải cứu nhạc nhạc biện pháp. Thanh Thanh rất phẫn nộ, nó thế nhưng là Minh Quốc Thiên không bá chủ, hiện tại thế mà chạy ra một con tạp mau ưng cướp đi nó tiểu chủ tử, bay lượng tốc độ lại còn nhanh hơn nó. Nó lúc này sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đem tốc độ phi hành tăng tốc đến cực hạn rất nhanh liền cùng hải ưng rút ngắn một chút khoảng cách trên mặt biển có rất nhiều thuyền kim dục thừa cá mà qua gây nên không ít ngư dân chú ý vị kia không phải hoàng hậu nương nương sao nàng vì sao vội vã như thế thừa cá ở trên biển đi thuyền hoàng hậu nương nương không hổ là thần nữ có người ngẩng đầu nhìn trời nhìn thấy hải ưng cái bóng hải ưng trên móng vuốt nắm lấy nhạt nhạt có chút nặng tốc độ mặc dù nhanh lại bay không thế nào cao, phía dưới thị lực người tốt, có thể rõ ràng thấy rõ hắn trên móng vuốt nhạt nhạt, con kia đại điểu trên móng vuốt nắm lấy một đứa bé, trời ạ. À, cái này đáng chết ưng là đem tiểu hài làm con mồi rồi. Đó là chúng ta Minh Quốc hài tử nha. Hoàng hậu nương nương vội vã như thế, là đi cứu hài tử, mọi người nhanh đi hỗ trợ, càng ngày càng nhiều ngư dân đuổi theo đại điểu mà đi. Hải ưng đi vào một chiếc thuyền lớn phía trên, thanh thanh sử xuất tất cả vốn liếng, cuối cùng đuổi kịp cái này tạp mau ưng, không chút do dự công kích qua, thấy nó thế mà có thể đuổi kịp mình, hải ưng cực kỳ ngoài ý, hướng bên cạnh lóe lên, tránh đi thanh thanh công kích, nhìn thấy hai con ưng đánh lên, nhạt nhạt cao hứng mặt mày công công, ha 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 cười không ngừng, bên cạnh cười bên cạnh vỗ tay, thanh thanh, phía dưới trên thuyền lớn người nghe thấy trẻ con tiếng cười, lập tức ngẩng đầu nhìn trời. Khi thấy nhạt nhạt thân ảnh thời điểm, vương tam văn kinh ngạc đến ngây người tam công tử lương nguyên cùng kim dục đã phân phó nếu như không tất yếu trường hợp về sau đều gọi tam chích bảo vì công tử cùng tiểu thư tam công tử bị ưng trảo mau mau cứu người vương tam văn sốt ruột hô to bỗng nhiên thanh thanh mổ hải ưng đầu một chút đau đến hải ưng một trận đầu óc choáng váng móng vuốt buông lỏng nhạc nhạc từ trên trời rơi xuống dọa đến trên thuyền lớn vương tam văn bọn người một trận kinh hãi cũng may bọn hắn mấy năm này nghiêm chỉnh huấn luyện, đối mặt đột phát tình trạng cũng không hoảng hốt, tại nhạc nhạc đến rơi xuống thời điểm, nhau nhau làm tốt tiếp được tiểu gia hỏa chuẩn bị, phi 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 phi. Nhạc nhạc giữa không trung học chim nhỏ đồng dạng huy động nhỏ ngắn tay, muốn để mình bay lên, thân thể lại không ngừng rơi đi xuống, đông. Vương Tam Văn đem hắn vững vàng tiếp được, nhạc nhạc còn nhỏ gan, lớn, còn tại hưng phấn khoa tay múa chân, phi phi bay. Tiểu tổ tông của ta a, à. Ngươi thật đúng là hù chết ta. Bay cái gì bay nha? Con kia không phải người tốt, tam công tử, ngươi chờ, chúng ta cái này đem con kia xấu ưng bắn xuống tới. Vương tam văn lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ huy cung tiễn thủ trợ giúp ta thanh thanh đối phó hải ưng, nhạt nhạt. Kim dục mang theo bầy cá đuổi theo, gặp nàng thế mà đứng tại cá heo bên trên, vương tam văn bọn người sùng bái vô cùng, phu nhân, tam công tử tại chúng ta nơi này, bình an vô sự. Vương Tam Văn hướng phía Kim Dục vất tay, dương mắt nhìn thấy nhạc nhạc đang bị Vương Tam Văn ôm lấy, Kim Dục nhẹ nhàng thở ra đồng thời, để dưới chân cá heo tăng thêm tốc độ, đi vào thuyền lớn bên này, không đợi Vương Tam Văn bọn người bỏ xuống thang dây, nàng phi thân nhảy một cái, treo ở trên thuyền, sau đó cấp tốc trèo lên trên, so hầu tử còn linh hoạt, mới một lát sau, liền bò lên trên thuyền lớn một cái lưu loát xoay người lên thuyền, Kim Dục bước nhanh đi vào vương tam văn trước mặt, đưa tay tiếp nhận vẫn còn hưng phấn trạng thái nhạt nhạt, thật xin lỗi, nương kém chút liền đem ngươi làm mất, thu. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên ưng tiếng kêu thảm thiết, cả kinh Kim Dục bọn người dương mắt xem xét, đúng là hải ưng bị thanh thanh móng vuốt cào thương, lông vũ lưu loát rơi xuống, thân thể rơi xuống tới, cơ hội tốt. Kim Dục cấp tốc lấy ra bỏ túi nhỏ liên xạ ba mũi tên kia hải ưng kêu thảm vài tiếng, rơi xuống ở giữa ở giữa không trung xoay người một cái, ổn định thân hình, hướng một chỗ đại sơn bay đi, đừng để kia nghiệt xúc trốn. Thanh thanh, đuổi theo, làm chết nó. Những người trên thuyền hô to, thanh thanh lại là thể lực chống đỡ hết nổi, từ không trung cực tốc rơi xuống, rơi vào trong biển rộng. Kim dục phản ứng cực nhanh đem nhạc nhạc giao đến vương tam văn trong tay, từ trên thuyền nhảy xuống, bịch một tiếng rơi xuống nước âm thanh, tại lâm vào trong nước biển về sau kim dục rất nhanh liền ló đầu ra đến cửa đồn đồn hướng phía thanh thanh mà đi đưa tay bắt lấy sắp bị sóng biển cuốn đi nó thanh thanh cùng nhạc nhạc đều nhặt về một cái mạng nhạc nhạc chỉ là toàn thân ướt đẫm trên thân không có một chút vết thương nhưng thanh thanh lại bởi vì dũng chiến cái đầu so với nó lớn hơn nhiều hải ưng đầu bụng móng vuốt các bộ vị đều bị thương không phải vết thương trí mạng lại rất đau Kim Dục cho Thanh Thanh bôi thuốc băng bó, Vương Tam Văn giúp đỡ nhạt nhạt thay quần áo, trải qua một trận kinh thiên mạo hiểm, Nhạc Nhạc không có chút nào bị hù dọa, một mực ở vào trong hưng phấn, thay xong quần áo cũng không ngủ, còn muốn tiếp tục chơi, cũng không biết nhỏ như vậy hài tử lấy ở đâu như vậy nhiều tinh lực. Vương Tam Văn bị buộc bất đắc dĩ cùng hắn chơi lên cưỡi ngựa trò chơi, chờ Kim Dục cho Thanh Thanh băng bó kỹ đến tìm Nhạc Nhạc thời điểm, Vương Tam Văn đã đem hắn dỗ ngủ vương tam văn một mặt mỏi mệt không nghĩ tới chiếu cố tiểu hài tử thế mà là như thế tra tấn người sự tình cô vợ hắn thật sự là vất vả kim dục đối vương tam văn cùng trên thuyền đám người biểu đạt lòng cảm kích đợi kim dục nghỉ ngơi tốt vương tam văn để người chuẩn bị thuyền gỗ phái người đưa kim dục mẹ con cùng thanh thanh về nhà nửa đường gặp gỡ nghe hỏi chạy tới lương nguyên cùng trên trăm cái ngư dân kim dục trông thấy lương nguyên lúc này mới triệt để an tâm nàng cười nói hài tử không bị tổn thương, nhưng thanh thanh vì cứu hài tử thụ thương, con kia hải ưng chạy đến Tây Lâm trên núi. Lương Nguyên trầm giọng nói, ta sẽ phái người đi tóm lấy con kia cả gan làm loạn tạp mau ưng. Nhạc nhạc có kinh sợ nhưng không nguy hiểm về đến nhà, Kim Mẫu đã biết liễu nhạc vui sự tình, nhưng trong nhà có hai cái tiểu nhân cần nàng chiếu cố, nàng đi không được, chỉ có thể trong nhà lo lắng suông. Nhìn thấy Kim Dục cùng Lương Nguyên ôm lấy nhạc nhạc trở về, lập tức bổ nhào qua đem nhạc nhạc ôm ở trong ngực, bảo bối của ta ba ngoại tôn, ngươi thật đúng là hù chết mổ mổ, kim dục đi căn phòng cách bách nhìn tuyết đoàn, tuyết đoàn biết bơi, tại nhạc nhạc bị bắt đi về sau, cũng muốn đi cứu người, nhưng một đạo sóng biển đem nhạc nhạc trước sớm nhào lấy khối kia tấm ván gỗ cúng lên, bỗng nhiên nện ở trên đầu của nó, đưa nó cho nện choáng, sau đó nó bị toa toa liền lên bờ, đến bây giờ ta còn không có tỉnh kim dục cho nó kiểm tra thân thể, thấy nó không có gì đáng ngại, mới yên tâm lại. nhạt nhạt kém chút bị hải ưng bắt đi sự tình, người chứng kiến rất nhiều, sự tình không bao lâu ngay tại bờ biển truyền ra, dẫn tới dân giận, nhất định phải bắt lấy con kia đáng chết hải ưng. minh quốc yêu thích các loại động vật, nhưng cũng không cho phép động vật hại người, huống chi là một con ngoại lai ác ưng. tuần vệ đội cùng hải binh đều đồng thời xuất động, tiến về tây bắc núi tìm ưng. cùng lúc đó, Trở lại xích vân quốc Tô Hoa viết một phong thư, cùng từ nước khác mua được trân quý phẩm đóng gói tốt, cùng một chỗ để người ra roi thúc ngựa đưa đi kinh thành, ngự thư phòng, tối sầm lại vệ bỗng nhiên xuất hiện tại Long Thiên Vũ trước mặt, ám vệ quỳ một chân trên đất nói, khởi bẩm hoàng thượng, Tô Đại Nhân có tin đưa đến, ngay tại phê chữa tấu chương Long Thiên Vũ cũng không ngẩng đầu lên, trình lên, ám vệ cung kính đem tin trình đi lên, Long Thiên Vũ mở ra quét mắt, bỗng nhiên sửng sốt hắn tuấn mắt có chút nheo lại, quỷ vụ biến mất, nhật nguyệt bộ lạc thành quốc rồi, chương 249, hải ưng tự chui đầu vào lưới, mấy vạn người tiểu quốc, không đủ gây sợ, Long Thiên Vũ để ý là, hoàng đệ lần trước đi nhật nguyệt bộ lạc, không phải bị quỷ vụ ngăn lại sao? Đã quỷ vụ đã biến mất, vậy bọn hắn là như thế nào bị ngăn lại? Chẳng lẽ, quỷ vụ biến mất là mấy tháng gần đây mới phát sinh sự tình, một mực tìm không thấy phúc tinh, huyền viễn đại sư còn qua đời, Long Thiên Vũ vốn là bực bội vô cùng, bây giờ nhìn thấy Tô Hoa Tinh về sau, trong lòng càng là ngờ vực vô căn cứ không chừng. Hắn luôn cảm thấy, hắn thương yêu nhất hoàng đệ có chuyện đang gạt chính mình, truyền tiêu giao vương. Trầm mặt hồi lâu, Long Thiên Vũ xoa mi tâm hạ lệnh, Long Thiên thần tiến cung, Long Thiên Vũ cũng không gạt, trực tiếp đem làm rõ nói ra, hoàng đệ, trẫm nhận được tin tức. Có người nhìn thấy nhật nguyệt bộ lạc quỷ vụ biến mất, không chỉ có như thế nhật nguyệt bộ lạc còn tự lập làm quốc tên là minh quốc long thiên thần trong lòng than nhỏ là hắn biết chuyện này giấu không được bao lâu chẳng qua trên mặt nhưng không có biểu lộ nửa phần hắn khiếp sợ nói cái gì quỷ vụ biến mất chuyện xảy ra khi nào nhật nguyệt bộ lạc không phải liền là một cái bộ lạc sao còn tự lập làm quốc rồi chẳng lẽ là được cao nhân chỉ điểm sao long thiên vũ ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn mấy giây lập tức giải thích nói trẫm cũng không biết kia quỷ vụ là lúc nào biến mất có lẽ là tại ngươi cùng tống thần y trở về về sau mới phát sinh sự tình nhật nguyệt bộ lạc chẳng qua là một cái nho nhỏ bộ lạc thành lập vì nước cũng sẽ không đối xích vân quốc tạo thành ảnh hưởng gì chẳng qua dù sao cũng là tại bách thú sơn đằng sau cùng ta xích vân quốc xem như hàng xóm chúng ta tự nhiên đi chúc mừng một phen long thiên thần không chút biến sắc hỏi Hoàng Huynh có ý tứ là, muốn phái sứ thần đi minh quốc. Nếu là như vậy, thần đệ, Long Thiên Vũ đánh gãy hắn nói, trẫm quyết định phái định quốc công đi sứ minh quốc. Hắn nhìn xem Long Thiên Thần, Hoàng đệ, trẫm biết, ngươi thích bốn phía du ngoạn, đối nhật nguyệt bộ lạc một mực cảm thấy rất hứng thú, nhưng là chúng ta mẫu hậu gần đây thân thể không tốt, ngươi làm ở lại kinh thành, bồi tiếp trẫm cùng một chỗ hiếu thuận mẫu hậu. Hắn ngừng tạm còn nói, mặt khác, ngươi đã tuổi tác không nhỏ cũng nên cưới vợ mẫu hậu vẫn chờ ôm cháu trai đâu long thiên thần gấp hoàng huynh lúc trước thế nhưng là nói xong cưới vương phi chuyện này ngươi sẽ không bức thần đệ thần đệ muốn cưới cũng chỉ có thể mình thích nữ tử ngươi không thể tùy tiện cho thần đệ chỉ hôn long thiên vũ vừa cười vừa nói trẫm cũng không có nói muốn cho ngươi chỉ hôn trẫm sẽ để cho ngươi chậm rãi chọn hắn phủi tay hai cái thị vệ nhấc lên một cái rương lớn đi tới Long Thiên Vũ chỉ vào cái rương đạo, trong này là kinh thành tất cả chưa lập gia đình quý nữ chân dung, ngươi lấy về từ từ xem, chọn một mình thích. Long Thiên Thần một mặt kháng cự, hắn coi thường nhất trong kinh thành những cái kia kiều kiều tích tích quý nữ, trừ cầm kỳ thư họa, gì cũng không biết, tiếng hậu trạch tranh giành tình nhân so với ai khác đều lợi hại, hắn thực sự không thích, hắn thích chính là tư thế hiên ngang không ngừng vươn lên nữ tử, gặp hắn bất động, Long Thiên Vũ mắt lộ ra thần thương, thở dài nói, hoàng đệ, không thể lại tùy hứng, mẫu hậu đã tuổi già, thời gian không nhiều, Long Thiên thần nhíu mày, hoàng huynh ý gì? Long Thiên Vũ nhắm mắt nói, tối hôm qua Tống Thái Y chẩn đoán được, mẫu hậu hoạn bệnh bất trị. Binh sĩ tại Tây Bắc núi tìm hai ngày, cũng không có tìm được con kia thụ thương hải ưng, Kim Mẫu phỏng đoán, chẳng lẽ nó đã chết trong núi, bị giả thú chia ăn rồi. Kim Dục ôm lấy manh manh, nghe vậy mày liễu nhẹ trao lại, có khả năng này, nhưng cũng không nhất định, cái này ưng thật không đơn giản, chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác, cần tăng cường nhân thủ tiếp tục tìm kiếm, tốc độ so thanh thanh nhanh, sức chiến đấu cũng cực mạnh, có thể cầm lấy trẻ con ở trên trời bay lượn, dạng này ưng sao lại tùy tiện chết đi, không tìm được nó, lần sau nó đến bắt cái khác trẻ con nhưng như thế nào là tốt, thiên không không phải bọn hắn am hiểu chiến trường. Coi như có thế chế tạo ra lướt đi phi dực, tốc độ cũng so ra kém con ưng kia. Lương Nguyên tăng cường nhân thủ tiến Tây Bắc núi, đồng thời cùng Kim Dục cùng nhau đi tới, còn mang lên bò rừng vương. Đi vào không bao lâu, Kim Dục tìm đến một thớt sói xám, dùng nước linh tuyền cùng bạo lực tinh phục về sau, để nó dẫn đường ở trong núi tìm ưng. Tại ngày đó buổi trưa thời điểm, Kim Dục bọn người tìm được một bãi tại đã khô cạn vết máu, vết máu bên cạnh còn có mấy cây ưng lông. Con ưng kia tới qua nơi này, tiếp tục tìm kiếm kim dục lúc này ra lệnh các binh sĩ nghe lệnh mà đi bò rừng vương dẫn đầu đi ở đằng trước đầu toàn bộ tây bắc núi đều bị tìm một vòng đám người không thu hoạch được gì thiên không cũng không cự ưng xuất hiện kim dục không hiểu chẳng lẽ con ưng kia thật chết rồi trời tối người yên kim dục cùng lương nguyên bởi vì sự vụ bận rộn còn chưa về đến trong nhà phòng bên trong ánh nến mờ nhạt tam tiểu chích ngủ say sưa kim mẫu bảo vệ chặt ở bên cạnh họ giữa giường đầu còn nằm tuyết đoàn, kim mẫu ban ngày chiếu cố hài tử mệt nhọc, trong đêm ngủ rất ngon, tam tiểu chích bị nghẹn nước tiểu tỉnh, bỗng nhiên từ trên giường nhỏ ngồi dậy, bọn hắn yên lặng quét mắt bốn phía, sau đó bò xuống giường nhỏ, manh manh muốn đi hô kim mẫu, bị an yên tâm ở, an an khuôn mặt nhỏ chăm chú nhìn nàng nói, không nhao nhao, mổ mổ ngủ, manh manh mắt nhìn kim mẫu, nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu lại lắc đầu. An An lúc này mới hài lòng, hai tay duỗi ra, lôi kéo đệ đệ muội muội, nhẹ chân nhẹ tay phòng nghỉ cửa mà đi, cẩn thận từng ly từng tí đem cửa mở ra, cửa mở đến một nửa, kim mẫu liền bị bừng tỉnh, vừa nghiêng đầu nhìn thấy tam tiểu chích thế mà tại mở cửa, dọa đến biến sắc, cấp tốc xuống giường, như bay bổ nhào qua, đem tam tiểu chích ôm vào trong lòng, hơn nửa đêm, các ngươi muốn đi đâu? Cũng là không cho phép đi, cho ta về nằm trên giường. Tam tiểu chích tại trong ngực nàng dãy dụa, an an nói: "Chúng ta, mắt tiểu." Kim Mẫu nga một tiếng, còn chưa tới kịp nói cái gì, ngoài phòng xuất hiện một thân ảnh, nhanh chóng hướng về đi qua, một đầu đem nửa mở cửa phá tan, xông vào phòng bên trong. Kim Mẫu vô ý thức đem Tam tiểu chích bảo hộ ở sau lưng, thuận tay cầm lên một bên ghế gỗ tử, xông vật kia đã đánh qua. Ầm. Món đồ kia bị nện choáng, Tam tiểu chích cùng Kim Mẫu lúc này mới thấy rõ món đồ kia thế mà là một con rất lớn ưng, bay, bay, chim. Ngay tại kim mẫu ngay người nháy mắt, nhạc nhạc chỉ vào con kia đã hôn mê ưng hưng phấn kêu lên, nện bước nhỏ chân ngắn hướng nó chạy tới, nhạc nhạc, không thể tới. Kim mẫu tay mắt lanh lẹ bắt lấy nhạc nhạc cổ áo, đưa đến ngực mình, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, không thể tiếp cận không rõ sinh vật, sẽ thụ thương, nhạc nhạc lại tại trong ngực nàng dãy dụa, ngón tay nhỏ lấy đã hôn mê ưng, không ngừng hô hào phi phi bay động tỉnh bên này rất nhanh gây nên trong trang viên bọn thị vệ chú ý chỉ chốc lát sau liền có mười mấy người vội vàng mà đến vừa đến đã nhìn thấy trên đất ưng lập tức tiến lên đem ưng trảo ở sau đó phát hiện ưng trên đầu phá cái động lưu không ít máu bụng đùi phải cánh trái bên trên đều có trúng tên trên đầu tổn thương là kim mẫu dùng ghế đập về phần trúng tên chỉ là hơi chút suy tư mọi người liền biết cái này ưng thân phận đây là kém chút bắt đi nhạt nhạt con kia hải ưng. Bọn thị vệ lúc này liền nghĩ mang đi cái này ưng giết chết vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nào có thế đoán được nhạt nhạt lại khóc trống lên, tại kim mẫu trong ngực dãy dụa đến kịch liệt, bay, bay. Hắn bên cạnh khóc vừa kêu, kim dục cùng lương nguyên mang theo bò rừng vương vừa bước vào đại môn, chỉ nghe thấy hài đồng tiếng khóc, trong lòng siết chặt, vội vàng chạy đến hậu viện bên này, sau đó liền thấy nhạt nhạt tại kim mẫu trong ngực dùng sức khóc, Khóc đến cực kỳ thương tâm, manh manh cùng an an ngáp một cái đứng ở một bên, nhiều hứng thú nhìn xem nhạc nhạc biểu diễn, đây là làm sao rồi, chương 250, làm tốt tùy thời kim tốn hoan nghênh các quốc gia sứ thần chuẩn bị, xảy ra chuyện gì rồi. Nhạc nhạc vì sao khóc đến thương tâm như vậy, kim dục đi qua đem nhạc nhạc từ kim mẫu trong tay ôm tới, thanh âm ôm nhu trấn an, nhạc nhạc, không khóc, là nghĩ nương sao? Nương trở về, không khóc không khóc. Kim Mẫu nói, hắn không phải nghỉ ngươi, hắn là không nở con kia hải ưng, Kim Dục cùng Lương Nguyên. Có ý tứ gì? Kim Mẫu giải thích nói, trước đó kém chút bắt đi nhạt nhạt con kia hải ưng mình tìm tới cửa, bị ta một cái ghế nện choáng, bọn thị vệ đem nó mang xuống dưới, nhạt nhạt muốn đi truy, ta không nhường, hắn vẫn khóc, hoa hoa hoa. Phi phi bay. Nhạc nhạc còn tại gào khóc, hắn nắm lấy kim dục cổ áo, ngón tay nhỏ lấy một cái phương hướng bay kim dục cùng lương nguyên đều rất kinh ngạc làm sao cũng không nghĩ ra bọn hắn tìm hồi lâu đều không có tìm được ưng sẽ tự mình tự chui đầu vào lưới xem ra giống như là hướng về phía nhạc nhạc đến mà nhạc nhạc cũng rất để ý hải ưng không nhìn thấy ưng nhạc nhạc liền khóc không ngừng liền kim dục đều hống không tốt sợ khóc nhiều đối thân thể không tốt kim dục cùng lương nguyên đành phải ôm lấy nhạc nhạc đi xem con kia hải ưng manh manh cùng an an thấy thế cũng quấn lấy muốn cùng đi dù sao cũng ngủ không được kim dục cùng lương nguyên mang đi tam tiểu chích kim mẫu trở về phòng nghỉ ngơi hải ưng bị giam tại nông trường nơi này có chuyên môn cung cấp ưng nghỉ ngơi địa phương có người chuyên trông coi kim dục cặp vợ chồng ôm lấy tam tiểu chích đi theo thị vệ đi vào giam giữ hải ưng lồng sắt bên ngoài chỉ một cái liếc mắt kim dục câu nhận ra bị giam tại lồng sắt bên trong lâm vào hôn mê ưng chính là con kia hải ưng, trọng thương mấy ngày, vết thương không có trải qua xử lý, thế mà không có chết, cái này hải ưng quả thật là không tầm thường, phi phi. Nhìn thấy hải ưng, nhạc nhạc lập tức liền không khóc, khóe mắt treo nước mắt ha 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 cười lên, kim dục cùng lương nguyên nhìn ra hắn đối hải ưng thích, lương nguyên đem lồng sắt mở ra, đem hải ưng sách ra, xem xét thương thế, còn có khí, không có chết. Xem ở nhạc nhạc trên mặt mũi, lương nguyên vì ưng trị thương, hưu. Hai ba cái liền đem ba mũi tên từ hải ưng trên thân rút ra, hải ưng bị đau nhức tỉnh, phát hiện mình bị người chộp trong tay, liền phải phản kháng, lương nguyên một bàn tay đem nó đập choáng, tiếp tục vì nó xử lý vết thương. Tam tiểu chích hai mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm lương nguyên động tác, không chút nào sợ thân ưng thượng lưu ra máu, nhìn một chút, tam tiểu chích liền chống cự không nổi bối rối ngủ. Lương Nguyên thấy này đối kim dục nói, ta tiếp tục cho cái này tạp mau ưng trị thương, ngươi mang bọn nhỏ về trước đi nghỉ ngơi. Kim Dục gật đầu, kêu đến hai cái thị vệ, hỗ trợ ôm lấy bọn nhỏ rời đi nông trường, trở về phòng đem bọn nhỏ phóng tới bọn hắn chuyên môn trên giường nhỏ, Kim Dục đi gian phòng rửa mặt, sau đó mới đến cùng bọn nhỏ cùng một chỗ nằm ngủ. Lương Nguyên làm xong tại cái khác phòng rửa sạch sẽ, trừ bỏ trên người mùi máu tươi, lúc này mới trở về nhà tử, hắn vừa đẩy cửa ra, Kim Dục liền tỉnh lương nguyên đầu tiên là nhìn tam tiểu chích liếc mắt gặp bọn họ ngủ rất ngon bộ dáng nhu thuận phấn nộn đáy mắt lộ ra hạnh phúc ý cười đi vào kim dục bên người nằm xuống hắn đem kim dục kéo vào trong ngực con ưng kia chết không được nhạc nhạc thích nó làm sao cũng phải đem nó cứu sống kim dục thấp giọng nói ta nguyên lai tưởng rằng hải ưng bắt nhạc nhạc là vì ăn người nhưng kinh đêm nay một chuyện ta đột nhiên cảm giác được chúng ta trước đó nghĩ có lẽ đều là sai nó không phải vì ăn người, mà là hướng về phía nhạt nhạt đến, chúng ta ba đứa hài tử, đều là tại nước linh tuyền tẩm bổ hạ trưởng thành, bọn hắn đối với người và động vật đến nói, có rất mạnh lực hấp dẫn. Lương mây hôn khóe miệng của nàng, chờ ngày mai hải ưng tỉnh, ngươi có thể cùng nó câu thông câu thông. Từng, hôm sau buổi trưa, hải ưng mới thanh tỉnh, phát hiện mình bị nhốt tại lồng sắt, nó phi thường gắt gỏng, thẳng đến kim dục tới cảm nhận được kim dục trên người khí tức thần bí, nó mới yên tĩnh trở lại, nghiêng đầu, mắt ưng tò mò nhìn kim dục, kim dục cũng đang đánh giá nó, khôi phục được thật nhanh, nơi đây không có những người khác, kim dục từ không gian bên trong lấy ra một cái bát, thả chút nước linh tuyền tại trong chén, nghe được nước linh tuyền mùi, hải ưng lập tức kích động lên, muốn đứng lên, lại bởi vì trọng thương đứng không vững. Chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất trong mong nhìn chầm chầm kim dục nhìn, theo đạo lý, ngươi suýt nữa tổn thương con của ta, ta không nên cho ngươi uống nước, nhưng nhi tử ta thích ngươi, liền cố mà làm cho ngươi uống một chút đi, uống xong về sau, hai chúng ta thật tốt tâm sự, nàng cầm chén để vào lồng sắt bên trong, sau nửa canh giờ, kim dục từ nông trường ra tới, cho tam tiểu chích làm một chút đồ ăn vặt, sau mang theo tam tiểu chích đi xem hải ưng, nhạc nhạc rất kích động, đào lấy lồng sắt đem mình đồ ăn vặt đút cho hải ưng ăn, hải ưng ăn. Manh manh cùng an an cũng đem mình đồ ăn vặt ném vào, Hải ưng ăn hết tất cả, tam tiểu chích phi thường vui vẻ, thấy tam tiểu, chỉ cùng Hải ưng ở chung hòa hợp, kim dục trên khóe miệng câu, đáy mắt ý cười ôm nhu, chính như nàng suy nghĩ đồng dạng, Hải ưng ngay từ đầu cũng không phải là muốn thương tổn nhạt nhạt, bắt đi hắn chỉ là bởi vì bị nhạt nhạt hấp dẫn, nó muốn đem hắn xem như con của mình đến nuôi, Hải ưng đến từ đông lâm quốc phương hướng, lần kia là đi ngang qua, ngẫu nhiên nhìn thấy nhạt nhạt, lập tức liền bị hấp dẫn, mới có phía sau những sự tình kia. Ban đêm Lương Nguyên trở về, biết được Tam Tiểu Chích có thể cùng Hải ưng vui sướng ở chung, Hải ưng cũng không phải xấu, ngày sau sẽ không lại bắt Tiểu Hài, Lương Nguyên lúc này mới tạm thời bỏ qua nó, theo thời tiết dần dần ấm áp, trên biển xuất hiện thuyền càng ngày càng nhiều, có một bộ phận trải qua minh quốc hải vực, thấy quỷ vụ biến mất không thấy gì nữa, đều cảm thấy hiếu kỳ, Trở lại quốc gia của mình về sau, những cái này ra biển người liền đem quỷ vụ sự tình nói ra ngoài. Tây Tần quốc cũng thương thuyền trải qua Minh quốc hải vực, kia thương thuyền Đông gia cùng thượng quan gia có vãng lai, quỷ vụ biến mất sự tình cũng tại thượng quan gia truyền mở, biết được quỷ vụ biến mất, thượng quan hâm trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, biến mất tốt, tốt. Từ mất đi nối giỏi tông đường năng lực về sau, hắn trong gia tộc không hề bị đến coi trọng trước kia bị hắn lấn ép phế vật tất cả đều khi dễ đến hắn trên đầu, những năm này, hắn một mực đang ẩn nhẫn, từ đầu đến cuối quên không được ngày ấy tại quỷ vụ bên ngoài phát sinh sự tình, nhật nguyệt nhân cùng quỷ vụ, cùng ngày ấy bảo tố, đều cực kỳ tà môn, thượng quan hâm đi tìm thượng quan gia chủ, thỉnh cầu gia tộc có thể lại để cho hắn đi một lần quỷ vụ, hắn muốn tới nhật nguyệt bộ lạc tìm tòi hư thực, không chỉ là thượng quan hâm, năm đó ở trên biển gặp phải bảo tố quốc gia khác thương nhân, khi biết quỷ vụ sự tình về sau, cũng đều có động tác, không ít người đều muốn đi nhật nguyệt bộ lạc tìm tòi hư thực, muốn vì chuyện năm đó tìm về mặt mũi. Tuần vệ đội phát hiện, gần hai tháng, trải qua quỷ vụ thuyền càng phát ra nhiều hơn, trên thuyền tiêu chí có đến từ Tây Tần Quốc, Đông Lâm Quốc, Mạn Quốc, Xích Vân Quốc chờ một chút, chung 10 cái quốc gia thuyền, bọn hắn chỉ là trải qua, cũng không có ở trên biển dừng lại nhìn thấy tuần vệ đội, đều không có chào hỏi, những thuyền này hành vi, để lương nguyên cười lạnh, hắn đối đám đại thần nói, những thuyền kia chỉ là đến nghe ngóng hư thực, các quốc gia đã biết quỷ vụ biến mất sự tình, bọn hắn khẳng định sẽ còn lại đến, chúng ta phải làm cho tốt tùy thời, khiêm tốn, nên đón các quốc gia sứ thần chuẩn bị, hắn cường điệu cường điệu khiêm tốn hai chữ, đám đại thần nhao nhao ghi ở trong lòng đầu. Chương 251, đi theo con việc nhỏ học đi đường, Hải Đông Thanh tỉnh dưỡng 8 ngày, mới dưỡng cốt vết thương trên người, trở lại nông trường nơi này, tiến vào ưng ổ đã nhìn thấy Hải ưng, lập tức khí đỏ mắt, không để ý Kim Dục ngăn cản, phải bay tiếng lồng sắt bên trong giáo húng Hải ưng. Kim Dục trấn an nó, thanh thanh không khí, Hải Thần đã không phải là địch nhân, ngày ấy đều là hiểu lầm, Hải Thần, là nàng cho Hải ưng lấy danh tự. Thấy kim dục thế mà cho một con tạp mau ưng lấy danh tự, thanh thanh càng khí, Hai trảo nắm lấy lồng sắt không thả, Hải thần nhàn nhạt nhìn xem Thanh Thanh, trong lòng rất thưởng thức cái này giống cái, cái này Hải Đông Thanh là nó thấy qua cường đại nhất ưng tộc giống cái, cái đầu không có nó lớn, sức chiến đấu lại có thể cùng nó cùng so sánh. Hải thần tổn thương so Hải Đông Thanh nghiêm trọng, thương thế tốt lên trước đó, Kim Dục sẽ không để cho nó ra tới, đương nhiên cũng sẽ không để Hải Đông Thanh đi vào, vào không được, liền thu thập không được Hải thần hải đông thanh cái kia khí nha, xoay người một cái liền đi đem tiểu đệ của mình nhóm toàn bộ gọi tới, mấy chục con ưng vây quanh lồng sắt, dùng mang theo sát khí tử vong ánh mắt hung hăng nhìn chầm chầm hải thần, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi cả một đời đừng đi ra, nếu không quần ẩu chết ngươi, hải thần ưng, trung tuần tháng 3, cây cải dầu hoa nở phải đầy đất kim hoàng, hải thần thương thế khôi phục, bị thả ra lồng sắt. Vừa ra tới liền bị Hải Đông Thanh dẫn bầy ưng truy đuổi bay lên trời, tới đại chiến một trận, tình hình chiến đấu kịch liệt, không trung bay xuống từng chiếc ưng lông. Tam tiểu chích nghe tiếng từ trong nhà ra tới, thấy không trung bày ưng bay múa, cảm thấy thú vị đến cực điểm, nhao nhao nhất bàn nhỏ tại viện tử dưới cây ngồi, tay cầm hạt dưa, bên cạnh đập vừa nhìn bày ưng biểu diễn. Kim dục tại nhà bếp bên trong làm bánh bột ngô, không rảnh bận tâm tam tiểu chích đều là kim mẫu tại chiếu kháng, thanh thanh, phiến nó. Nhìn thấy đặc sắc chỗ ở, tam tiểu chích sẽ còn cho ưng nhóm cố lên cổ vũ sĩ khí bánh bột ngô làm tốt kim dục bưng một bàn đi tới phóng tới trên bàn đá ăn cái gì tiếng la rơi xuống tam tiểu chích cùng nhau quay đầu nhìn thấy trên bàn bánh bột ngô mũi dùng sức khẽ hấp trơn tru bỏ qua bàn nhỏ nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới có ăn ngon mẫu thân hôm nay bánh bột ngô là cái gì nhân bánh an an nói chuyện so trước kia rõ ràng hơn chút cầm bánh bột ngô không vội mà ăn, mà là hỏi trước Kim Dục. Kim Dục cười nói, có đậu đỏ nhân bánh, hạt dẻ nhân bánh, muối ăn nhân bánh ba loại, nương tại bánh bột ngô mặt ngoài làm tiêu chí, liếc mắt liền có thể nhìn ra cái nào bánh bột ngô là cái gì nhân bánh, chính các ngươi tìm xem nhìn, tam tiểu chích cẩn thận tìm một vòng, an an, trước hết nhất vui vẻ nói, ta tìm tới ta thích nhất hạt dẻ nhân bánh, manh manh nhỏ ngắn tay thật cao dơ một cái tiểu bính tử, đậu đỏ nhân bánh là của ta, ta muốn hạt dẻ, muối ăn, đậu đỏ. Nhạc nhạc duỗi ra 10 ngón tay đầu, ta muốn ăn rất nhiều rất nhiều, tam tiểu chích đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, nói chuyện tiết tấu cũng so cùng tuổi tiểu hài muốn tốt, trừ thanh âm non nớt một điểm, cái khác cùng đại nhân không khác nhau nhiều lắm, tự hồ là nghe được bánh bột ngô mùi thơm, trên trời bầy ưng dần dần dừng lại đánh nhau. Hải đông thanh một móng vuốt đá vào hải ưng trên đầu lập tức hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bay xuống trên mặt đất, đứng tại tam tiểu chích bên cạnh, trơ mắt nhìn trên bàn bánh bột ngô, manh manh tiện tay xé một chút bánh bột ngô da cho nó, hải đông thanh vui sướng hài lòng ăn, hải ưng cùng cái khác ưng toàn bộ bay thấp xuống tới, hoặc đứng trong sân, hoặc đứng trên tàn cây, có một con ưng giống như phát hiện cái gì, tùy tiện cúi đầu xuống, đâm trúng một đầu tiểu xà. Kim Dục nhìn xem rắn nhíu mày, gần đây thời tiết ấm lại, nước mưa biến nhiều trắng côn trùng chuột kiến cũng bắt đầu ra tới con ưng kia hai ba lần liền đem tiểu xà ăn ăn bánh bột ngô tam tiểu chích muốn đi nông trường nhìn dê bò ngựa kim dục cùng kim mẫu đi theo tiến đến ưng nhóm thì tiếp tục bay lên trời kéo bè kéo lũ đánh nhau đánh lấy đánh lấy liền đến đến nông trường bên này trên đỉnh kim dục cùng kim mẫu mang theo tam tiểu chích tiến vào nông trường bầy ưng tiếp tục ở trên trời đánh lộn mấy người hướng thẳng đến chuồng bò mà đến mới vừa đi vào liền bị bò rừng vương cảm nhận được khí tức nó từ một trong rạp ra tới nhìn thấy kim dục lúc này liền cùng được đường hài tử nhảy nhảy nhót nhót tới không nhanh không chậm đứng ở kim dục trước mặt vốn muốn nói thứ gì còn chưa tới kịp mở miệng hải ưng rơi xuống từ trên không nện ở bò rừng vương trên đầu bò rừng vương kim dục vừa định đem hải ưng từ bò rừng vương trên đầu lấy xuống bò rừng vương liền đem đầu dùng sức hất lên đem hải ưng xoái ném ra bên ngoài rơi xuống đất thời điểm, hải ưng nhanh nhẹn ổn định thân hình, lấy một cái khóc đẹp trai tư thế đứng vững, bò rừng vương trừng nó liếc mắt, bò, ờ. À. Xú điểu, ngươi ở đâu ra? Dám ở ta lão ngưu trên đầu dương oai, lá gan không nhỏ a, à, thu. Hải ưng không cam lòng yếu thế về trừng đi qua, sửu ngưu, ngươi cũng lá gan không nhỏ, dám can đảm đem bản ưng vương quăng bay đi, bò, ờ. À. Ngươi tính cái gì ưng vương, ta lão ngưu nhà thanh tiểu muội mới là ưng vương thu nó không thể làm ưng vương chỉ có thể làm ưng sao một trâu một ưng trâu nói ưng ngữ bắt đầu giao lưu đem một bên kim dục bọn người xem như không khí tam tiểu chích tiếp tục nhiều hứng thú xem kịch làm nhất xứng chức ăn dưa quần chúng mặc dù bây giờ trong tay không có dưa bỗng nhiên bò rừng vương một cái khó chịu cắt cổng lên như mũi tên một loại nhảy lên ra ngoài muốn đụng bay hải ưng hải ưng lại là trước nó một bước bay lên trời, cất cánh tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, bò rừng vương hứng thú, muốn nhảy dựng lên đụng hải ưng, hải ưng lại bay cao hơn, bò rừng vương tốt khí, nó cũng rất muốn bay, một cái là trên đất thú vương, một cái là trên trời điểu vương, một trâu một chim không ai nhường ai, đều muốn để đối phương coi là mình tiểu đệ, nhìn thấy treo thật cao ở trên trời hải ưng, nhạt nhạt ánh mắt rất sáng rất sáng. Ngày thứ hai, Tam Chích Bảo vẫn như cũ đến nông trường cùng những động vật ở chung, vừa tới địa phương, liền thấy một con vịt ma ma mang theo tiểu hoàng vịt ra ngoài tảng bộ, xanh đậm trên đồng cỏ, vịt ma ma đi ở trước nhất, tám con tiểu hoàng vịt sắp xếp chỉnh tề đội ngũ nhỏ, lung la lung lay đi ở phía sau, vừa ra đời con vịt nhỏ lông tơ mềm mại, cực kỳ đáng yêu sao, Tam Tiểu Chích mắt nhìn, liền yêu, từ trên người người lớn dãy dụa lấy xuống tới, an an nắm đệ đệ muội muội tay, hướng phía con vịt nhỏ một nhà đi đến việc ma ma trông thấy bọn hắn cũng không công kích tiếp tục đi mình tam tiểu chích đi đến con vịt nhỏ đằng sau từ nhỏ đến lớn xếp hàng đi theo con vịt nhỏ học đi đường động tác rất là buồn cười kim dục cùng kim mẫu nhịn không được phình bụng cười to đi tới đi tới an an quay đầu nhìn thấy mẫu thân cùng mổ mổ đứng yên cười to không đi theo học đi đường nhỏ nhướng mày xoay người lại giữ chặt kim dục tay mẫu thân cùng đi, sau đó nhìn kim mẫu, mổ mổ, cũng phải đi. Kết quả là, hai cái đại nhân cũng gia nhập đi theo con vịt nhỏ học đi đường trong đội ngũ. Nông trường công nhân thấy, cũng nhiều hứng thú đi tới, đi theo đội ngũ đằng sau, người càng ngày càng nhiều, đội ngũ càng ngày càng dài, một đám người lớn cùng đồ đần, bồi tiếp tam tiểu chích chơi đến quên cả trời đất, chơi mệt, tam tiểu chích liền vọc vào vịt trong rạp, ba người hợp lực, một cái ôm đầu, một cái ôm thân thể, một cái ôm chân vật, bắt một con trưởng thành vịt tới, miệng bên trong còn hô to, mẫu thân, nhanh nhóm lửa, ăn vịt. Thịt vịt nướng, không muốn cay vịt. Muốn ngọt vịt, vịt ba ba. Mới còn đi theo ta vợ con học đi đường, chuyển cái cổng các ngươi liền phải ăn ta, chương 252, Kim Phụ về nhà, tam tiểu chích toại nguyện ăn được mật ong thịt vịt nướng. Bọn hắn mặc dù mới một tuổi nhiều, nhưng răng lớn nhanh, đã có 12 cái răng, gặm con vịt vẫn là miễn cưỡng có thể, về sau thật nhiều ngày, bò rừng vương mỗi ngày đều sẽ tìm hải ưng so tài, bò rừng vương không ngừng chạy, nhảy cao, hải ưng thì không ngừng hướng chỗ cao bay, liền bò rừng vương những cái kia bắt con, cũng đi theo cái khác ưng cùng nhau chơi đùa náo loạn lên, nông trường bên trong, thật nhiều ngày đều là ưng trâu bay nhảy, không có một ngày là thanh tịnh, tam tiểu chíp vẫn như cũ mỗi ngày sẽ đến nông trường báo đến nơi này thật nhiều bọn hắn rất thích đồ vật những động vật cũng rất thích bọn hắn có điều thích nhất bọn hắn thuộc về nông trường bên trong con mũi côn trùng mỗi lần tới ba tên tiểu gia hỏa trên thân đều sẽ bị khai ra rất nhiều bao cho dù có khu mũi dược vật giúp đỡ cũng chỉ có thể cải thiện không cách nào trị tận gốc vì dự phòng các quốc gia phái sứ thần tới ảnh hưởng minh quốc yên ổn lương nguyên mỗi ngày đi sớm về trễ chiếu cố hài tử sự tình toàn rơi xuống kim dục trên thân, đảo mắt đến cuối tháng tư, dời mà, ruộng nước đã cày tốt, đàn trâu trên đồng cỏ nghỉ ngơi, bách tính nhau nhau hạ điền làm việc, tiếng cười nói vui vẻ không ngừng, tam tiểu chích một người mang theo một cái cái rổ nhỏ, mặc da chế tiểu thủy dày áo mưa, ăn mặc chỉnh tề đi theo kim dục ra cửa, đi vào trong đất kéo mạ, nhìn thấy kim dục thế mà đem tam tiểu chích cũng mang đến, ngay tại trong đất bận rộn lục tiểu du, kim lan, kim mẫu. Kim Hổ, Tả Xuân Thảo bọn người cực kỳ kinh ngạc. Đại tỷ, An An bọn hắn mới một tuổi nhiều, ngươi làm sao đem bọn hắn cũng mang đến, bọn hắn có thể làm đến sống sao? Kim Hổ thật thà hỏi, Kim Dục chững chặt đàng hoàng mà nói, cũng là bởi vì sẽ không làm, cho nên mới muốn học làm, quen thuộc từ nhỏ dưỡng thành, làm việc cũng giống vậy. Bọn hắn hiện tại đối làm việc là cảm thấy hứng thú nhất thời điểm, giáo cái gì bọn hắn liền sẽ học cái gì chờ lớn lên sẽ dạy liền không tốt giáo bọn hắn sẽ phản kháng nói cúi đầu hỏi tam tiểu chích nương nói rất đúng không đúng tam tiểu chích gật đầu thanh âm giòn non nớt đúng kim dục lại hỏi vậy các ngươi muốn hay không học làm việc tam tiểu chích tiếp tục nhu thuận trả lời muốn kim dục làm việc là vì cái gì tam tiểu chích vì sinh hoạt vì có thế ăn được tốt vì độc lập vì sản khoái hữu dụng người đám người nhỏ như vậy cứ như vậy có giác ngộ không hổ là trời ban chi tử a tam tiểu chích nói làm liền làm trong đất tìm tới một cái thích hợp vị trí về sau liền ngồi sổng xuống dựa theo kim dục dạy kéo mạ ngay từ đầu kéo không tốt mà sẽ đoạn nhiều mấy cái nữa tử liền chậm rãi thích ứng kéo ra một cây hoàn chỉnh mạ manh manh lập tức cầm tới kim dục trước mắt cho nàng nhìn mẫu thân ngươi nhìn ngươi nhìn đây là ta kéo không hỏng ta bỗng không bỗng, kim dục thích hợp lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cho cổ vũ, manh manh bỗng bỗng cộc, manh manh rất được lợi nâng lên thịt hồ hồ cầm nhỏ, tiếp tục hoang hoang hỉ hỉ làm việc, thấy manh manh bị khen, kéo ra tốt mà an an cùng nhạc nhạc cũng đi tìm kim dục, đồng dạng đạt được tán dương, lập tức lòng tin mười phần, làm việc đến rất là ra sức, nhìn thấy bọn đệ đệ đều lợi hại như thế. Cùng đi theo trong đất chơi đinh lạc mắt nhìn trong tay bùng cùng heo cỏ, nghĩ nghĩ, đem bùn heo cỏ ném một cái, cũng tới đến tam tiểu chích bên người, học cùng một chỗ kéo mạ. Cuối cùng, mạ mặc dù bị bọn nhỏ hắt hắt một chút xíu, nhưng là giáo dục mục đích lại là đạt tới. Các đại nhân đem mạ cầm đi trong ruộng dời cắm, kim dục mang theo bốn cái tiểu thí hài trong đất cắt heo cỏ, đổ đầy bọn hắn cái rổ nhỏ, để bọn hắn sách trở về cho gà ăn vịt. Tứ tiểu chích dẫn theo cái rổ nhỏ nhắm mắt theo đuôi đi theo kim dục sau lưng đi vào lương trang đem heo cỏ đút cho gà vịt, Kim Dục đang chuẩn bị cho mấy tiểu tử kia làm ăn chút gì, liền có một con ưng bay vào viện tử, rơi xuống nàng bên cạnh trên bàn đá, ưng trên chân buộc chặt lấy thùng thư, Kim Dục lấy xuống, mở ra tin nhìn một chút, sau kinh hỉ vạn phần, cha ta muốn trở về. Quá tốt! Kim Dục ôm lấy manh manh, cao hứng xoay một vòng, đối an an nhạt nhạt nói, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, các ngươi ông ngoại muốn trở về. Đinh Lạc cắn ngón tay, ông ngoại đang đánh thép, hắn ông ngoại là lục tiểu du phụ thân, trước mắt tại tiệm sắt bắt đầu làm việc. Kim Dục cười nói, không phải lạc lạc ông ngoại, là an an manh manh nhạt nhạt ông ngoại nha. Đinh Lạc cái hiểu cái không nga một tiếng, Kim Phụ ra ngoài đã một năm, Kim Mẫu mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn là nhớ. Kim Dục gọi lớn tới một cái thị vệ, để hắn đi báo cho mọi người trong nhà Kim Phụ muốn trở về tin tức tốt mình thì để ở nhà cho tứ tiểu chích làm ăn. Ruộng nước bên trong khắp nơi đều là bóng người, mọi người làm việc đều là cười cười nói nói. Kim Mẫu đang cùng Kim Lan nói đinh lưu sự tình, chỉ nghe thấy điền khảm trên có người gọi mình. Kim Lão Phu Nhân, nàng nhìn lại, liếc mắt liền nhận ra người kia là Lương Trang Thị Vệ. Gọi ta làm gì? Thị Vệ cao giọng đem Kim Dục chuyển đạt mà ra. Kim Mẫu khẽ giật mình, cái gì? Hài tử cha hắn muốn trở về rồi kim lan cười nhìn lấy hắn ngươi không nghe lầm đích thật là tướng công của ngươi muốn trở về ái chà chà kim mẫu cao hứng muốn dùng tay che miệng lại phát hiện trên tay đều là bùn vô cùng bẩn liền nắm tay buông xuống trực tiếp phóng khoáng cười to trở về thì tốt hơn ha 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 tới 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 mọi người tiếp tục làm việc sớm một chút làm xong về nhà sớm kim lan bật cười lắc đầu thật sự là cao hứng xấu biết được cha muốn về nhà kim hổ cùng tả xuân thảo cũng là vui vẻ đến thật nhiều dời ương tốc độ bất tri bất giác tăng tốc lòng người đủ dời ương tốc độ cũng nhanh cái này đại công trình không đến nửa ngày liền hoàn thành kim mẫu cùng kim lan một nhà cáo biệt cùng kim hổ tả xuân thảo vội vã đi lương trang giữ chặt kim dục truy vấn kim phụ sự tình kim dục nói tin là từ tuần vệ đội phi ưng đưa tới là cha chữ viết nhiều nhất hoàng hôn bọn hắn liền có thể tốt ta đã để người chuẩn bị tiệc một hồi đem ta cha chồng tiểu nguyệt đại cô bọn hắn toàn gọi tới mọi người cùng nhau vì cha ta bày tiệc mời khách kim mẫu đập chân nói ta đến xuống bếp kim hổ ta đi cấp kiều kiều nói một tiếng tả xuân thảo ta đi mời đại cô bọn họ chạy tới người một nhà phân công mà động bên ngoài bận rộn lương nguyên cũng thu được kim phụ muốn trở về tin tức vừa vặn chỗ của hắn cách bến đò rất gần hắn liền trực tiếp đi bến đò chờ lấy sau nửa canh giờ hai chiếc thuyền lớn chậm rãi tới lần này không chỉ là kim phụ một người trở về tả thất lan cùng vương tam văn cũng trở về hạ thuyền một đoàn người liền ai về nhà nấy tả thất lan cùng kim phụ cùng đường đi theo lương nguyên ngồi xe ngựa đến thải vân trấn mới cùng phân chia mở mà đi đến cửa chính miệng thời điểm tả thất lan liếc mắt liền thấy chờ ở cửa mình về nhà viên tiểu ngư trong tay nàng thế mà còn ôm lấy một cái không tới ba tháng lớn đứa bé tả thất lan cho là mình hoa mắt tiểu ngư, đứa bé này là ở đâu ra, viên tiểu ngư, ta xin. tả thất lang, ai, viên tiểu ngư ha ha, dù sao không phải là của ngươi, tả thất lang, cái rắm, chính là ta, viên tiểu ngư, cái rắm là ngươi, hài tử không phải là của ngươi, tả thất lang, chương 253, nhạc nhạc lại bay lên trời, tả thất lang đi theo kim phụ đi long thành quốc tháng thứ hai, viên tiểu ngư liền phát hiện bụng không thoải mái, tìm Lương Nguyệt xem bệnh mạch mới biết là mang thai. Về sau Vương Tam Văn về nước vận hàng thời điểm, tả phụ có nói cho Vương Tam Văn viên tiểu ngư mang thai sự tình, còn tầm một phong viên tiểu ngư viết tin cho Vương Tam Văn, mời hắn hỗ trợ chuyển giao cho tả thất lan, cho nên tả thất lan là biết viên tiểu ngư mang thai cái này sự tình, lúc này như vậy miệng thiếu, hoàn toàn là cao hứng xấu, não động. Dù sao viên tiểu ngư chính là cảm thấy tả thất lan là não động, thế mà hỏi hài tử là của ai? A. À. Muốn chết ngựa ngùng nói, trên xe ngựa, Kim phụ một mực đang cùng Lương Nguyên thao thao bất tuyệt, nói tại Long Thành quốc chứng kiến hết thảy, đến Lương Trang cổng, còn chưa vào cửa, Kim phụ đã nghe đến một cổ mùi thơm, hắn nhắm mắt lại một mặt hưởng thụ, mùi thơm này không cần đoán ta liền biết, khẳng định vợ ta tại làm đồ ăn. Kim dục tiếp vào tin tức, chính chạy đến cổng tiếp người, vừa mở ra đại môn chỉ nghe thấy Kim phụ thanh âm lập tức lộ ra nụ cười đi ra ngoài, cha mũi càng phát ra linh, còn có thể nghe ra là nương tại làm đồ ăn. Kim Phụ cười ha ha lấy, đúng thế, mẹ ngươi trù nghệ với ta mà nói, kia là tồn tại đặc biệt nhất. Hắn nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh đi đến Kim Dục trước mặt, trên dưới dò xét Kim Dục hai mắt, chật chật nói, một năm không gặp, nữ nhi của ta lại biến đẹp mắt. Kim Dục nha tán dương, cha cũng biến thành càng anh Tuấn, nhất là cái này ri mét, chàng là đẹp mắt cực kỳ kim phụ liền thích người khác khen mình núi nhỏ dơi hồ lập tức đắc ý nâng lên đầu kia nhất định phải đẹp mắt ta thế nhưng là mỗi ngày đều có tỉ mỉ quản lý lương nguyên để người đưa xe ngựa đuổi đi đi tới nói đều đừng đứng tại cổng nói chuyện vào nhà trước đi kim dục gật đầu đúng 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 vào nhà lại nói cha đại cô bọn hắn đều đến trong phòng chờ ngươi đấy nghe vậy kim phụ trong lòng vui mừng nhanh chân bước vào đại môn Lương Nguyên cùng Kim Dục tay trong tay cười đi tại phía sau hắn, trừ Đinh gia bốn huynh đệ, những người còn lại đều đến đông đủ, Kim phụ vừa vào nhà, liền cười lớn cùng Lương Hoành, Đinh Đạt bọn người chào hỏi, sau đó ánh mắt liếc nhìn, muốn tìm cháu ngoại ngoan nhóm thân ảnh, lại là một cái cũng không có nhìn thấy. Lương Hoành vỗ bờ vai của hắn nói, "Đừng tìm, bọn nhỏ không ở trong phòng, đều tại nông trường bên kia xem kịch đâu." Kim phụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn cái gì hí? Lương Hoành buồn cười, nói: "Trâu ưng đại chiến, Kim phụ." Lương Hoành lời ít mà ý nhiều giải thích cho hắn một lần, biết được nông trường thế mà đến một con ưng vương, bản lĩnh cùng cái đầu so hải đông thanh còn mạnh hơn, còn từng nắm lấy nhạc nhạc bay trên trời, liền bò rừng vương đô lấy nó không thể làm gì, Kim phụ bị kinh đến, cái kia đáng chết ưng dám mắt đi nhà ta nhạc nhạc. Kim phụ nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ: "Các ngươi liền nên đem nó làm thịt nấu canh." Lương Hoành không làm thịt nó hiện tại đã bị tiểu dục hàng phục đối với chúng ta có tác dụng lớn chỗ ngươi không cần lo lắng nhạc nhạc không có việc gì chẳng những không có bị kinh sợ ngược lại còn rất thích hải thần mỗi ngày đều muốn đi cùng nó giao lưu không tốt lương hoành đang nói ngoài cửa liền có nông trường công nhân vội vàng mà đến vừa chạy vừa hô to tam công tử cưỡi ưng bay lên trời lương nguyên cùng kim dục giật mình trước hết nhất đi vào bên ngoài bắt lấy kia công nhân hỏi, người nói cái gì? Công nhân mồ hôi nhễ nhại thở hỗn hển nói, tam công tử cưỡi ưng bay lên trời, chúng ta cản đều ngăn không được, hướng bách thú sơn phía đông bay đi. Hắn vừa nói xong, Kim Dục cùng Lương Nguyên liền bay người về phía phía đông mà đi, chớp mắt liền đi thật xa, Kim Phụ đám người sắc mặt trắng bệt, bừng tỉnh sau cũng mau đuổi theo, Lương Trang bên trong thị vệ đều bị kinh động, trong lúc nhất thời bầu không khí hỗn loạn. Ngay tại nhà bếp bận rộn Kim Mẫu cùng Kim Kiều còn đắm chìm trong làm đồ ăn bên trong, không có chú ý tới phía ngoài dị dạng. Lương gia tam chích bảo, đại bảo an an xấu bụng thông minh, đầu óc xoay chuyển nhanh, thích xem hí, là cười trên nỗi đau của người khác lão nắm tay. Hai bảo manh manh xinh xắn đáng yêu, giỏi về giả heo ăn thịt hổ, vũ lực mạnh nhất, có thể động thủ tuyệt không động khẩu, tam bảo nhạt nhạt là cái nghịch ngợm gây sự, thích nhất các loại cực phẩm động vật, gan to bằng trời, lên trời xuống đất cái gì còn không sợ, không phải sao, thấy hải ưng cùng bò rừng vương đại chiến một trận, không có ăn thiệt thòi, nhìn nó trên bầu trời bay tự do tự tại, nhạt nhạt liền ao ước đến không được, dùng một bình nước liền đem hải thần hấp dẫn xuống tới, lại dùng cả tay chân, hiện ra cường đại leo lên bản lĩnh, leo đến hải ưng trên lưng, giật xuống nó trên cổ một cộng lông, đau đến hải ưng dương cánh bay cao. Bách thú sơn phía đông đường núi gập ghềnh, Kim Dục cùng Lương Nguyên đến nhập khẩu thời điểm, vừa hay nhìn thấy Bò Rừng Vương cùng gió Táp đang chờ. Bò, ờ. À. Ngọc người, các ngươi có thể tính đến, nhà các ngươi nhỏ gây sự thượng thiên, ta lão Ngưu Truy đều đuổi không kịp, các ngươi lại không đến ta liền phải từ bỏ về nhà tìm nàng dâu. Gió Táp không nói một lời, thành thành thật thật đứng tại Bò Rừng Vương sau lưng. Kim Dục hỏi, ngoại trừ ngươi, còn có ai cũng tới? Bò, ờ. À. Hải Đông Thanh tiểu muội cũng tới, liền truy tại ưng lão đệ sau lưng. Kim Dục cùng Lương Nguyên nghe vậy, trong lòng nháy mắt có so đo, Kim Dục từ không gian bên trong lấy ra mềm yên, bọc tại bò rừng vương cùng gió táp trên thân. Kim Dục cưỡi bò rừng vương, Lương Nguyên cưỡi gió táp, cùng nhau bước vào sơn lâm phi nước đại. Có bò rừng vương mở đường, trên núi hết thảy giả thú không dám cản trở. Không bao lâu, hai vợ chồng tìm được một cây ưng lông, chính là muốn tìm cái phương vị thời điểm, một đạo trẻ nhỏ tiếng cười ở trong rừng vang lên là nhạc nhạc thanh âm kim dục đôi mắt đẹp sáng lên lập tức nhìn về phía một cái phương hướng để bò rừng vương quay người hướng phía đó mà đi còn chưa tới địa phương trong rừng vang lên thanh âm kỳ quái là có cái gì ở bên trong xuyên qua lập tức có hai thân ảnh như hỏa tiễn từ trong rừng bay đi bay thẳng thiên không tại trời xanh mây trắng phía trên vạch ra hai đạo duyên dáng đường vòng cung Kim Dục mắt sắc trông thấy trong đó một thân ảnh ngồi lấy một đứa bé, chính là nhạc nhạc, nhạc nhạc chính vui vẻ cười lớn, thấy răng không gặp mắt, mảy may không có cảm giác đến nguy hiểm, hắn nhỏ thịt mặt bị gió lớn thổi biến hình, hai tay nắm thật chặt ưng lông, đáy lòng hưng phấn đến bay lên, oa 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 oa. Nhạc nhạc không có chú ý tới phía dưới Kim Dục cùng Lương Nguyên, phấn chấn hò hét lên tiếng, non nớt tiếng nói ở chung quanh khuếch tán, bỗng nhiên, một tiếng quát chói tai dường như sấm sét nổ vang, Lương Trường Khanh, ngươi chơi chán, nghe được cái này quen thuộc tràn ngập nổi giận thanh âm, nhạt nhạt tiếng cười đột nhiên ngừng lại, cúi đầu xem xét, lại phía dưới trong rừng, mơ hồ nhìn thấy mẫu thân thân ảnh, trong lòng của hắn bỗng nhiên lộc bột một chút, đập hải ưng lưng, mềm non nớt nói, hải thần, xuống dưới, mẫu thân tìm ngươi, hải thần ưng. Ngươi xác định là tìm ta mà không phải tìm ngươi, hải ưng thả chậm tốc độ, hướng phía sơn lâm mà đi, một bên hải đông thanh thấy, cũng đi theo lọt vào trong rừng, hai con ưng còn chưa đứng vững, một thân ảnh ngay lập tức mà đến, bắt lấy liễu nhạc vui sau cổ áo, đem hắn nhấc lên, cha, buông tay, làm xấu. Nhạc nhạc dãy dụa lấy hô to, lương nguyên lại là bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú, đưa tay đánh vào hắn cái mông nhỏ bên trên, ba, nhạc nhạc khẽ giật mình, lập tức gào khóc, chương 254 binh duyệt cửa hàng ở kinh thành khó khăn gặp phải, lương nguyên mặc dù khó thở, nhưng xuống tay vẫn là biết nặng nhẹ, hắn cũng không có ra sao dùng sức, nhưng nhạt nhạt vẫn là khóc đến tan nát cõi lòng, khuôn mặt nhỏ nhăn như cái tiểu lão đầu, nhìn thấy tiểu bảo bối bị đánh, khóc đến như thế thương tâm, hai con ưng nháy mắt giận, trừng mắt lương nguyên liền phải động cánh, kim dục bước nhanh tới, lạnh lùng quét bọn chúng liếc mắt, cho lão nương đứng vững, không được nhúc nhích. Cảm nhận được ngọt người nộ khí, hai con ưng lập tức không dám động, mà nhạt nhạt nghe thấy kim dục chấn nộ thanh âm, cũng đột nhiên ngừng tiếng khóc, hắn xoay qua cái đầu nhỏ, sững sờ mắt nhìn kim dục, sau đó lộ ra lấy lòng nụ cười, kim dục cũng một mặt cười tủm tỉm, thanh âm cực kỳ ôn nhu hỏi hắn, nhạt nhạt, bay trên trời chơi vui sao, nhạt nhạt nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, chơi vui, kim dục tiếp tục mỉm cười, vậy lần sau còn chơi sao, nhạt nhạt tiếp tục gật đầu, còn muốn chơi. Kim Dục cười đến càng sáng lạn, "Mẫu thân cùng ngươi cùng một chỗ bay có được hay không? Nhạc Nhạc, mẫu thân nặng, bay không nổi." Kim Dục, nàng ở trong lòng không ngừng mặc niệm, "Thân sinh, thân sinh, không thể đánh, không thể đánh, hắn còn nhỏ, còn nhỏ, mới một tuổi nhiều." Thầm nhủ trong lòng độc lấy, Kim Dục liền hốc mắt đỏ lên, nước mắt hoa hoa khóc lên. Nhìn thấy mẫu thân rơi lệ, Nhạc Nhạc chẳng biết tại sao đáy lòng rất nắm chặt đau cùng kim đâm giống như khó chịu thấy nhạc nhạc kinh ngạc nhìn mình trầm trầm kim dục khóc đến càng thương tâm nước mắt cùng đoạn mất tuyến trân châu một giọt một giọt lăn xuống hoa a à. nàng chợt kêu khóc lên tiếng nhạc nhạc cả kinh thân thể lắc một cái vô ý thức an ủi mẫu thân không khóc nhạc nhạc quao wow. kim dục tiếp tục khóc lớn nhạc nhạc mẫu thân mới vừa rồi bị ngươi hù dọa ngươi biết ngươi mới hành vi nguy hiểm cỡ nào sao ngươi bay trên trời đến bay đi nếu là đến rơi xuống làm sao bây giờ? Ô ô ô, mẫu thân rất sợ hãi nha, ngươi về sau không muốn lại làm loại sự tình này có được hay không, ngươi muốn phi phi, liền để cha ngươi mang theo ngươi bay có được hay không, mẫu thân, không khóc, nhạc nhạc không bay. Nhạc nhạc vung hai tay, muốn ôm lấy kim dục, làm sao bị lương nguyên sách trong tay, làm sao đều không đụng tới kim dục, nháy mắt liền gấp, hai chân ở giữa không trung đạp đến đạp đi, ô ô. Kim Dục còn tại khóc, nhạt nhạt gấp hơn. Lương Nguyên thấy thời cơ không sai biệt lắm, buông tay đem nhạt nhạt phóng tới trên mặt đất, cái gì cũng không nói, liền mặt cho nhạt nhạt chạy tới ôm lấy Kim Dục đùi. Nhạt nhạt đau lòng, an ủi, mẫu thân, ta biết sai, không khóc, ai da, không khóc, ta không bay. Hắn như cái tiểu đại nhân giống như an ủi Kim Dục, mềm nhu thanh âm rơi vào Kim Dục trong lỗ tai, làm nàng trong lòng ấm áp. Con trai bảo bối của nàng là quan tâm nàng, nàng sau phi phi quan trọng hơn nhạc nhạc ngươi đáp ứng mẫu thân về sau không cùng hải thần phi phi được không nhạc nhạc có chút nhẹ ngào gật đầu từng không bay phi phi không dễ chơi không thể gặp nhi tử thất lạc dáng vẻ kim dục lại nói ngươi như thật thích phi phi vậy thì chờ ngươi lớn lên một chút trở nên càng thêm dũng cảm học được bản thân bảo hộ mẫu thân liền cho phép ngươi tại trong tầm mắt ta luyện tập phi hành nhạc nhạc cái hiểu cái không gật đầu được chỉ cần mẫu thân không khóc, hắn làm cái gì đều có thể, giáo dục tốt liễu nhạc vui, kim dục cùng lương nguyên nhìn nhau cười một tiếng, lập tức ánh mắt rơi xuống hải thần trên thân, có chút lạnh, hải thần thân thể không hiểu lắc một cái, kim phụ bọn người lên núi không bao lâu, liền thấy kim dục lương nguyên cưỡi bò rừng vương trở về, đi theo phía sau gió táp, kim dục trong tay ôm lấy đã ngủ nhạt nhạt, nhạt nhạt thế nào rồi? Làm sao không có phản ứng? là nơi nào thụ thương sao? Kim phụ bọn người vây tới, thần sắc sốt ruột cực kỳ. Kim Dục giải thích nói, không có thụ thương, chỉ là ngủ. Kim phụ bọn người lúc này mới yên tâm. Trên đường về nhà, Lương Nguyên cho bọn hắn giải thích sự tình trải qua. Kim phụ bọn người lập tức dương mắt nhìn trời, ánh mắt rơi vào tại thiên không xoay quanh hải ưng trên thân, hai mắt nhịn không được phun lửa. May mắn nhạt nhạt không có việc gì, nếu không không phải đem nó hầm, từ trên núi ra tới Kim Dục bọn người đã nhìn thấy vội vàng chạy tới Kim Mẫu cùng Kim Kiều. Các nàng làm tốt đồ ăn, mới biết được nhạc nhạc bay lên trời sự tình. Nhìn thấy Kim Dục trong ngực ngủ say nhạc nhạc, Kim Mẫu cùng Kim Kiều thở dài một hơi. Một đoàn người về lương trang, vào nhà thời điểm, sắc trời đen trầm xuống. Nghe được đồ ăn mùi thơm, nhạc nhạc lập tức liền tỉnh, vừa mở mắt nhìn thấy Kim Dục canh giữ ở bên cạnh mình. Ca ca tỷ tỷ cũng tại, nhạc nhạc an tâm rất nhiều, không khóc không náo, mẫu thân không khóc nhạc nhạc nghiêm túc nhìn xem kim dục hai mắt giống như đang tìm nàng trước đó trượt xuống vệt nước mắt kim dục cười cười đưa thay sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn mẫu thân không có khóc đã tốt về sau chỉ cần ngươi không loạn bay mẫu thân liền không khóc nhi tử có bản lĩnh là chuyện tốt nhưng là hắn hiện tại quá nhỏ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hậu quả kia nàng nhận đảm đương không nổi nhạc nhạc mặc dù không biết mẫu thân không thích mình bay trên trời nhưng là hắn không thể gặp mẫu thân thúc thiết, mẫu thân nói không bay vậy liền không bay, nhạt nhạt nghiêm túc mà nói, không bay, phóng đại bức liếc mắt gạt ra tư mã nam rơi, kim dục nhịn không được cười uống nắng, là đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, bỗng nhiên lại không còn gì để nói nói, ngươi từ chỗ nào học cái này, ngươi mới một tuổi nhiều, không phải đại trưởng phu, nhạt nhạt nhất lên cái cầm, hệ. Manh manh cùng an an yên tĩnh nhìn một hồi lâu hí, thấy nhạc nhạc chết sống không thừa nhận mình là tiểu bất điểm cũng học kim dục như thế cười lên ha hả bọn hắn cười một tiếng nhạc nhạc cũng đi theo cười mặc dù không biết bọn hắn đang cười cái gì kim dục mang theo tam tiểu chích đi nhà ăn mọi người trong nhà đều đã đang chờ đồ ăn dân đủ đám người ngồi xuống tam tiểu chích cũng ngồi xuống mình chuyên môn bữa ăn trên ghế đeo lên cơm túi cầm thìa chờ lấy kim dục cho bọn hắn gấp thức ăn du thuận hiểu chuyện bộ dáng dẫn tới các đại nhân tán dương. Tam tiểu chích không kêu không gấp, chờ kim dục giúp bọn hắn kẹp đồ ăn về sau, liền nghiêm túc lại nghiêm túc một giọng nói, tạ ơn, mọi người không cần thách khí, chúng ta bắt đầu ăn. Các đại nhân cười đến càng vui vẻ hơn, chỉ có hơn hai tuổi đinh lạc nhìn xem trên bàn bát muôi không ngôn ngữ, gần đây hắn có chút kén ăn, ăn cơm đều là đại nhân cho ăn, trước kia ngược lại không cảm thấy có cái gì nhưng bây giờ nhìn thấy ba cái đệ đệ muội muội đều là mình ăn cơm, hắn lập tức đã cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nghĩ nghĩ, Đinh Lạc đưa tay bưng lên bát, cầm lấy thìa, đối lục tiểu du nói ra, mẫu thân, ta cắn mình hồ, nói, hắn liền nhảy xuống ghế, mình đi nhấc một tấm bàn nhỏ, ngồi tại tam tiểu chích bữa ăn ghế dựa trước mặt, bưng bát đổ cùng bọn hắn tranh tài ăn cơm. Hai con ưng rơi xuống cao nhất trên xà nhà, nhìn phía dưới vui vẻ hòa thuận yến hội chậm chạp không dám rời đi sau bữa ăn kim phụ cùng lương nguyên đi thư phòng đàm luận những người còn lại trong sân tản bộ bồi bọn nhỏ chơi thư phòng kim phụ đem cảnh gia gia chủ thân bút thư đưa cho lương nguyên minh duyệt cửa hàng sinh ý rất tốt mỗi một dạng đồ vật đều rất được hoan nghênh vô luận là quan to quý tộc vẫn là phổ thông bách tính cũng sẽ ở chúng ta cửa hàng mua đồ chỉ có điều kim phụ ngừng tạm thở dài nói vẫn là có một bộ phận lớn long thành quốc người không thích chúng ta bách hóa cửa hàng, nhất là những cái kia kinh thành thương nhân, ba ngày hai đầu đến cho chúng ta tìm phiền toái, cũng may có cảnh gia giúp đỡ, chúng ta mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Chương 255, có khách đến, tấp tốc biến trang, vì để tránh cho phiền phức, kim phụ đám người cũng không có trắng trợn tuyên dương bọn hắn là minh quốc người, trừ long thành quốc hoàng đế cùng cảnh gia cùng yến phi hàng không người nào biết minh duyệt cửa hàng phía sau đông gia là minh quốc người, cũng không biết trong thương trường chỗ bán các loại mới mẻ sự vật đều đến từ minh quốc, người kinh thành chỉ biết, minh duyệt cửa hàng phía sau chỗ dựa là cảnh gia, bởi vì cửa hàng tại khai trương thời điểm, cảnh hàng từng đại biểu cảnh gia đi chúc mừng. Cho nên người bình thường là không dám đánh minh duyệt cửa hàng chủ ý, nhưng cái này cửa hàng sinh ý thực sự quá tốt, bán đồ vật cực kỳ đầy đủ, còn thường xuyên làm ưu đãi hoạt động, đưa tặng đủ loại nhỏ quà tặng bách tính chỉ cần một trạm thức mua sắm liền có thể mua được vật mình muốn không cần hối hả ngược xuôi bất việc dùng ít sức tiết kiệm tiền dạng này hảo sinh ý ảnh hưởng đến kinh thành rất nhiều thương nhân lợi ích kết quả là liền bị người âm thầm nhầm vào mặc dù cảnh công tử nói những người kia không có thành tựu nhưng ta cảm thấy cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nên phòng vẫn là phải phòng kim phụ nói lương nguyên tán thành cha nói rất đúng chỗ dựa núi sẽ đổ, chúng ta có thể dựa vào cảnh gia nhất thời, lại dựa vào không được một thế, đến cuối cùng, chúng ta vẫn là phải tự mình dựa vào chính mình. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, cha còn muốn đi Long Thành Quốc sao? Kim Phụ không chút do dự nói, đi, đương nhiên muốn đi, bên kia nhưng có ý tứ, tuy có nương theo nguy hiểm, nhưng là ta không sợ, ta liền thích số bạc cảm giác, nhìn thấy cửa hàng mỗi ngày có bạc tiếng, trong lòng ta đừng đề cập nhiều vui vẻ, A Nguyên ta cùng ngươi cam đoan, chỉ cần cửa hàng sinh ý có thế một mực tốt như vậy, muốn không được mấy năm ta liền có thể cho ngươi kiếm một cái quốc khố ra tới. Lương Nguyên cười nói, so sánh quốc khố, cha an nguy quan trọng hơn, ta sẽ lấy ra một chút đắc lực cao thủ, bồi cha cùng đi long thành quốc. Kim Phụ gật đầu, được, ta nghe ngươi thu xếp. Hắn lấy ra một cái sổ sách cho Lương Nguyên nhìn, đây là cửa hàng sổ sách, kiếm bao nhiêu, phía trên này đều kỹ càng viết. Hắn ngừng tạm còn nói, Tiểu dục họa châu báu bản thiết kế, rất được kinh thành thợ kim hoàng đại sư thích, Yến Phi Hàng cũng đối này tán thưởng không dứt, nếu muốn cùng chúng ta hợp tác, Lương Nguyên nói, có nên hay không hợp tác, hợp tác như thế nào, cha quyết định là được, người mới là thương nhân, ta cùng tiểu dục sẽ chỉ ở thích hợp thời điểm cho ngài góp ý kiến, cha vợ hai người trong thư phòng nói hồi lâu, kim dục đem tam chích bảo dỗ ngủ, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, Liền gặp Hải ưng cùng Hải Đông Thanh đứng tại cách đó không xa trên cây, trơ mắt nhìn nàng bên này, gặp nàng nhìn qua, Hải ưng không tự chủ trục cổ một cái, không biết vì sao lại sợ Hải Kim Dục, rõ ràng cái này nhân loại nhìn xem rất vô hại, nhưng nó trong lòng chính là sợ thật nhiều, Kim Dục tức giận, nó liền dây sợ, hẳn là bởi vì điềm thủy quan hệ, Hải ưng trong lòng nghĩ như vậy, hai người các ngươi tới, ta có lời cùng các ngươi nói. Kim Dục hướng hai con ưng câu câu ngón tay, hai con ưng ngoan ngoãn bay tới, đứng tại trên bệ cửa sổ. Kim Dục nhìn xem Hải ưng nói, ta biết ngươi hôm nay không phải cố ý, là nhạt nhạt buộc ngươi lên trời, là ta không có xem trọng nhạt nhạt, nhưng là vô luận Kim Dục nói cái gì, hai con ưng đều ngoan ngoãn nghe. Về phần có thế ghi nhớ bao nhiêu, ai cũng không biết. Chờ Kim Dục lải nhải xong, hai con ưng mới an tâm về nông trường bên kia. Trước khi đi còn từ kim dục nơi này lấy hai ngụm nước uống. Kim dục rất là im lặng, cái này hai con một mực thủ tại chỗ này, sợ nàng sinh khí là giả, muốn uống nước mới là thật. Cùng kim phụ tách ra, trở về phòng, lương nguyên cho kim dục nói hắn cùng kim phụ nội dung nói chuyện, đối với kim dục, hắn chưa từng giấu giếm. Hôm sau, kim phụ đi tử phường xem xét rượu sinh sản, hắn đối tử phường công nhân nói, ta nói với các ngươi, Chúng ta rượu nho tại Long Thành quốc rất được hoan nghênh, liền hoàng tộc đều thích uống, nhưng chính là bởi vì được hoan nghênh, chúng ta liền càng phải chú trọng chất lượng cùng vệ sinh, bất kỳ cái gì nhập miệng đồ vật, tuyệt không thể mập mờ. Biết được rượu bán được tốt, các công nhân phấn chấn vạn phần. Kim lão gia tử, ngài cứ yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ toàn tâm toàn lực làm ra sạch sẽ nhất rượu ngon nhất nước. Kim phụ rất là hài lòng, trời đi tử phường về sau, Liền đi bánh ngọc đồ ăn vặt tác phường, một phen cổ vũ về sau, lại đi thịt trừng hải sản hoa quả khô tác phường, từng cái tác phường đều thị sát một phen, thẳng đến hoàng hôn, kim phụ mới về nhà, vừa trở về, liền cùng kim mẫu ngươi nồng ta theo, thao thao bất tuyệt, cuối cùng nói, hài tử mẹ hắn, lần sau đi ra ngoài ngươi theo giúp ta cùng một chỗ đi, kim phụ bọn người trở lại Minh Quốc ngày thứ tám, có mấy chiếc thuyền lớn liền đến đến trên mặt biển trên thuyền tiêu chí cực kỳ bắt mắt, là Tây Tần Quốc, Đông Lâm Quốc, Xích Vân Quốc thuyền lớn, cũng không phải là thương thuyền, người tới là cái này Tam Quốc Sứ Thần, còn chưa tiếp xúc đến quỷ vụ chỗ kia, bầy cá liền, phát hiện những thuyền này bóng dáng, một truyền mười truyền trăm, đồng đồng cùng toa toa những cái này trong biển bá chủ biết được tin tức, lập tức đi tìm tuần vệ đội, tuần vệ đội trải qua kim dục huấn luyện, tăng thêm thường xuyên đợi ở trên biển cùng toa toa đồn đồn những cái này quốc bảo ở chung, bao nhiêu có thể xem hiểu một chút toa toa cùng đồn đồn biểu đạt ý tứ, biết được lại có thuyền lớn hướng quỷ vụ mà đến, tuần vệ đội lập tức phi ưng truyền thư thông tri lương nguyên cùng kim dục, lương nguyên thu được thư tính ngay lập tức, liền hạ một cái mệnh lệnh, tất cả bách tính, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào khiêm tốn đại khách trạng thái, mệnh lệnh này một khi truyền ra, các nhà các hộ liền buôn ba bẩm báo, ấn xuống trong nhà cơ quan, giấu tinh quý quần áo đồ ăn, xuyên tới tràn đầy bản sửa lỗi của áo, phòng ốc ngoại tầng nháy mắt như là bị khoác một kiện áo xám, trở nên cực kỳ cũ kỹ, liền nông cụ, cũng đều nháy mắt đổi thành rỉ sét thiếu lỗ hỏng phế phẩm vật, thuyền lớn trên thân không hiểu thêm ra mấy cái lỗ hỏng, che kín cho bụi cát đá, vải bạc bá một cái tử cuốn lên, lại rơi xuống liền đổi thành cũ kỹ tràn đầy bản sửa lỗi vải bố buồn trên đường phố xe ngựa nháy mắt biến mất không còn tâm tích toàn bộ tụ tập đến nào đó một chỗ từ mấy cái hồ ly nhìn xem bằng phẳng trên đường lớn không hiểu nhiều hơn rất nhiều đá vụn phồn vinh trong nháy mắt biến mất không đến thời gian nửa ngày toàn bộ minh quốc đều trở nên bình thường phổ thông lên đặc biệt nhất địa phương toàn bộ bị che lấp đi lại trên đường phố bách tính cùng quốc gia khác phổ thông cùng khổ bách tính không cũng không khác biệt gì liền canh giữ ở bến đò binh sĩ đều là sắc mặt vàng như nến mặt ủ mày cho chưa ăn no dáng vẻ còn thỉnh thoảng sẽ dùng lực đánh ngáp một cái cùng chính quy binh sĩ hoàn toàn không thể so sánh kim phụ vừa lúc ở thị sát hoa quả đồ hộp tác phường bỗng nhiên nhìn thấy toàn bộ tác phường bên ngoài được kiện cỏ tranh áo công nhân nhao nhao đình công thay đổi y phục trách trưới toàn bộ tác phường bầu không khí nháy mắt trở nên nghèo không kéo mấy trong lòng hắn lắc một cái cũng tranh thủ thời gian chạy về nhà tìm thấy dùng để làm việc xuyên quần áo cũ trên thuyền đem mình làm cho lôi tha lôi thôi còn đi hầm cầu đợi một hồi lâu làm một thân mùi thối lại thần khí dương dương đi lương trang đến lại nhìn thấy lương trang bên ngoài tất cả đều là rơm rạ chồng nhìn một cái tựa như là cái nông gia đại trang viên cái này biến trang là luyện tập bao lâu nhìn xem cũng quá thần kỳ chút kim phụ gật gù đắc ý đẩy cửa đi vào nhìn thấy bên trong bố trí về sau khiếp sợ trợn to hai mắt, chương 256, đem sứ thần xem như đồ đần, tam quốc thuyền dần dần tới gần quỷ vụ, còn muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, mười mấy người vạch lên phế phẩm thuyền nhỏ hướng bọn họ mà tới, chư vị mời dừng bước, nơi này chính là minh quốc hải vực, không thể tự tiện xông vào, tả đại quan khuôn mặt tiều tụy nói, khóe miệng của hắn trắng bệt, nói chuyện còn thở mạnh. Trên thuyền chư vị sứ thần gặp hắn mặt phế phẩm, khí sắc còn rất kém cỏi, liền đều nhíu nhíu mày xích vân quốc sứ thần vi quan nghệ nói ta chính là xích vân quốc sứ thần vi quan nghệ ta hoàng biết được nhật nguyệt bộ lạc kiến quốc đặc phái ta đến chúc mừng đông lâm quốc sứ thần tên là điền vĩnh chờ vi quan nghệ giới thiệu xong mình về sau sau đó cũng nói ta chính là đông lâm quốc sứ thần điền vĩnh ta hoàng cũng là biết được minh quốc kiến quốc sự tình đặc biệt ta đến chúc mừng tây tần quốc sứ thần là thượng quan gia người cũng là thượng quan gia một cái duy nhất ở kinh thành làm quan người, tên là thượng quan khánh, phía sau hắn còn đi theo một người, chính là thượng quan hâm, giờ phút này thượng quan hâm nhìn xem tả đại quan ánh mắt lộ ra âm tàn, chỉ là tả đại quan không biết, thượng quan khánh cũng tiếp theo sau đó làm tự giới thiệu, nói tới nội dung cùng vi quan nghệ không sai biệt lắm, chư vị đại nhân đều là sứ thần. Trời ạ! À. Không nghĩ tới, chúng ta minh quốc thế mà còn có thế bị mấy cái đại quốc biết, thật sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Các vị đại nhân, ta tên tả đại quan, là minh quốc trên biển tuần vệ đội đội trưởng, các vị sứ thần đường xa mà đến, thực sự vất vả, mau mau mời theo ta mà đi, ta vì các vị chỉ đường, mang các ngươi đi quốc gia của ta, nơi đó phong cảnh như vẻ, phồn vinh hưng thịnh, các ngươi nhất định sẽ thích, tả đại quan cung kính thái độ, lấy lòng tam quốc sứ thần nhóm nhao nhao mở miệng để hắn tranh thủ thời gian dẫn đường. Tả đại quan dẫn người quay người vạch lên thuyền nhỏ hướng phía trước mà đi, thuyền nhỏ rách rách rưới rưới, trên biển cả đi thuyền, cứ việc thuyền viên rất có lực, tốc độ cũng mau không nổi. Tam quốc sứ thần nhóm nhìn xem thuyền nhỏ kia như rùa đen tốc độ, thực sự nhìn không được, vi quan nghệ lớn tiếng nói, tả đội trưởng, thuyền của ngươi tốc độ quá chậm, tốc độ như vậy, chúng ta phải lúc nào mới có thể dựa vào bờ, như vậy đi, ngươi cùng đội viên của ngươi nhóm bên trên ta xích vân quốc trên thuyền đến, chúng ta chở các ngươi đoạn đường. Tả đại quan kinh hỉ gật đầu, sau đó lắc đầu, cái này chỉ sợ không ổn, thuyền của các ngươi quá lớn, ta sợ hãi. Phía sau hắn các đội viên cũng là một mặt sợ hãi bộ dáng, gặp bọn họ đều là một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ, vì quan nghệ cười đến càng thêm, kiêu ngạo, không có cái gì không ổn, các ngươi một mực đi lên là được, lớn nhỏ đều là thuyền, các ngươi không cần sợ hãi, chúng ta chỉ muốn sớm một chút đến các ngươi minh quốc, các ngươi thuyền nhỏ quá chậm trễ thời gian. Tả đại quan bọn người nghe vậy, khiếp đảm hai mặt nhìn nhau liếc mắt về sau, liền đều tranh thủ thời gian dùng sức cực đầu, tốt, chúng ta lên thuyền, bò lên trên thuyền, tả đại quan bọn người như đất bánh bao, trái cố phải nhìn, nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ. Trên thuyền xích vân quốc binh sĩ sứ thần nhóm nhau nhau cười nhạo không thôi. Đông Lâm Quốc cùng Tây Tần Quốc đám người thấy Minh Quốc người như thế mất mặt, cũng đều nhíu nhíu mày. Vi Quan Nghệ đem tả đại quan gọi vào ngồi xuống bên người, nói bóng nói gió hỏi hắn rất nhiều Minh Quốc sự tình. Tả đại quan rất tự hào mà nói, chúng ta Minh Quốc nhưng lợi hại, may mắn đạt được Long Thành Quốc trợ giúp, bách tính không chỉ có học được trồng trọt, còn học xong lập nhà, chúng ta còn tại cảnh gia trợ giúp dưới, mua được rất nhiều rất nhiều bộ lạc, ngạch, không đúng, là trong nước không có nhu yếu phẩm, xuyên ăn, qua, cái gì cũng có, cảnh gia không hổ là từ thiện thế gia, bọn hắn giúp chúng ta thật nhiều thật là nhiều bận biệu. Những lời này lộ ra mấy cái tin tức, một là Minh Quốc đã không phải là đơn thuần bộ lạc nhỏ, có Long Thành Quốc cùng cảnh gia làm chỗ dựa, hai là Minh Quốc bên trong cũng không phải là cái gì cũng không có, bách tính có ruộng đồng, có phòng ở, có y phục mặt, nước khác phổ thông bách tính có, Minh Quốc bách tính cũng có, tất cả mọi người rất cần cù gian khổ làm ra. Minh quốc đã không phải là trước kia cái kia sẽ chỉ chỗ dựa hàng cùng hải sản mà sống nhật nguyệt bộ lạc. Nghe được Long Thành quốc cùng cảnh gia những chữ này, vì quan nghệ đáy lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, trước kia xích vân quốc binh cường mã tráng, là chư quốc mạnh nhất, chiếm giữ các quốc gia đứng đầu, nhưng gần đây những năm này, xích vân quốc nội bộ chiến loạn không ngừng, biên cảnh rất nhiều địa phương bị địch quốc chia cắt, mặc dù chiến loạn đã ngừng, nhưng là bên trong vẫn là rất hỗn loạn, thật muốn đỏ sức lên. Xích vân quốc thực lực chỉ sợ đã không địch lại phồn vinh hưng thịnh kinh tế thứ nhất Long Thành Quốc, có thế có Long Thành Quốc làm chỗ dựa, Minh Quốc thật đúng là khó lường. Vi quan nghệ trầm mặt lại, ngước mắt nhìn đại hải bốn phía, tuyệt không tại Minh Quốc hải vực thấy cái gì đồ vật đặc biệt. Tam quốc thuyền lớn chậm rãi đi vào Minh Quốc bến đò, vừa mắt chính là một mảnh thê lương, bến đò ngược lại là tu được ra dáng, chỉ là dùng tài liệu cực kỳ phế phẩm, chung quanh cũng không có cái gì thuyền, lớn nhất một chiếc thuyền là nhưng cưỡi khoảng 300 người lâu thuyền lớn, tả đại quan chỉ vào thuyền lớn nói, các vị đại nhân, các ngươi mau nhìn, đây là chúng ta minh quốc xa hoa nhất thuyền, các ngươi biết nó là thế nào đến sao, kia cũng là nhờ có cảnh gia, là bọn hắn phái người giúp ta tạo thuyền lớn, nói có chiếc thuyền này. Chúng ta liền có thể an toàn hơn càng nhanh đi Long Thành Quốc, hóa ra là cảnh gia hỗ trợ tạo ra thuyền lớn, tam quốc sứ thần trên mặt nhau nhau lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ thần sắc, bỗng nhiên, bọn hắn dương mắt ở giữa, nhìn thấy trên bờ có người, những cái kia mặt cổ quái đều là những người nào. Điền Vĩnh chỉ vào bến đò chỗ kia hỏi, tả đại quan quay đầu mắt nhìn, cười nói, Điền Đại Nhân, những người kia là chúng ta minh quốc binh sĩ, là phụ trách bảo vệ quốc gia anh hùng, bọn hắn là tới đón tiếp các ngươi, trên bờ đám binh sĩ mặc dù đều mặc chỉnh tề, nhưng là kiểu tóc nhưng đều là nôn nôn nóng nóng, sắc mặt cũng là vàng như nến gầy gò, vóc dáng cao thấp không đều, có người lại vẫn là gãy tay gãy chân, thấp đứng ở phía trước, cao đứng ở phía sau, đội ngũ sắp xếp lung tung ngổn ngang, điền vĩnh khóe miệng giật một cái, các ngươi minh quốc thật đúng là không chọn A. À. Người nào đều có thể làm binh sĩ, tả đại quan chất phát cười, bọn hắn nguyện ý tới làm binh cũng rất không tệ chúng ta có cái gì tốt chọn, các ngươi chớ nhìn bọn họ dáng dấp không thế nào, nhưng thực lực vẫn là rất mạnh, đặc biệt đặc biệt lợi hại. Hắn ra sức tán dương quốc gia mình đám binh sĩ, vì quan nghệ bọn người nhưng không có tâm tư đi nghe, ánh mắt tại những binh lính kia trên thân từng cái đảo qua, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc biệt, thuyền lớn cập bờ, hạ thuyền, hai chân rơi xuống trên ván gỗ, hơi nhúc nhích, lòng bàn chân tấm ván gỗ liền kẻo kẹt kẻo kẹt vang, dường như sẽ tùy thời đức gãy đi vi quan nghệ bọn người tâm trung thiệu đại thanh mang theo các binh sĩ chào đón hỏi tả đại quan những khách nhân này đều là từ đâu tới đây tả đại quan chi tiết bàn giao biết được vi quan nghệ bọn người vậy mà là đến từ đông lâm tây tần xích vân cái này ba cái cực kỳ lợi hại đại quốc gia thiệu đại thanh cùng các binh sĩ đều lộ ra vẻ sùng bái đối bọn hắn khen không ngừng vi quan nghệ bọn người nhao nhao ngạo nghễ hất cầm lên tới trò chuyện một phen, thiệu đại thanh liền tiếp nhận dẫn đường sống, để tả đại quan trở về tiếp tục phụ trách trên biển sự tình, từ hắn tự mình mang theo vi quan nghệ bọn người đi dịch trạm nghỉ ngơi, ra bến đò, chỗ đến, trừ con đường vuông vứt một chút, còn lại đều là bình thường, chương 257, Minh Quốc Đệ Nhất Mỹ Nhân Kim Kiều, Sứ Thần Nhóm đã lên bờ. Phương Nhị Trung vội vàng đi vào lương trang bẩm báo, lập tức cau mày nói, lão gia, chúng ta làm như vậy thật có thể giấu giếm được những cái kia sứ thần sao bọn hắn đều không phải người ngu coi như đem hết thảy phồn vinh đồ vật che giấu để bách tính làm bộ nghèo khó nhưng là gạch xanh lớn nhà ngói cùng đá xanh đại lộ lại là làm sao cũng che giấu không được đây chính là cùng các quốc gia trong tưởng tượng giả nhân bộ lạc là không giống lương nguyên biết hắn đang lo lắng cái gì thản nhiên nói không cần lo lắng chỉ cần không bại lộ đặc thù đồ vật làm cho cả minh quốc nhìn cùng phổ thông thành trấn không có gì khác biệt là được. Chúng ta minh quốc người tại quá khứ những năm kia, hàng năm đều sẽ phái người đi các quốc gia làm ăn, thời gian dài, có chút tiến bộ rất bình thường, tăng thêm có cảnh gia giúp đỡ, phòng ở đóng tốt một chút, đường tu yên ổn điểm, cũng không có cái gì đặc biệt, dù sao những vật này các nước đều có, mà vừa mới dời cắm bên trên, coi như mọc tốt một chút, nhưng là đối với những cái kia kiến thức rộng rãi sứ thần đến nói, cũng không thế nào đặc biệt, nhiều lắm là sẽ chỉ cảm thấy hiếu kỳ, không nghĩ tới minh quốc người cùng truyền ngôn không giống, thế mà lại loại lương thực, chỉ cần không bại lộ lương thực sản lượng, không bại lộ chỗ rèn đúc các loại vũ khí, không bại lộ nước khác không có rượu nước ăn uống, không bại lộ quốc gia khác không có đồ vật, kia minh quốc rơi vào những cái kia sứ thần trong mắt, cũng chỉ là phát triển tốt một chút thành trấn, không có cái gì đặc biệt đáng giá chú ý. Phương Nhị Trung Minh Bạch Lương Nguyên ý tứ trong lời nói, rất nhanh liền lui ra ngoài lương nguyên đi tìm kim dục thời khắc này kim dục ngay tại chiếu cố tam tiểu chích mẹ con bốn người đều thay đổi hết sức bình thường áo vải so với bọn hắn trước kia xuyên áo vải càng cũ kỹ hơn một chút kiểu dáng cũng cực kỳ đơn giản khiến cho bọn hắn nhìn qua liền cùng xích vân quốc trên đường phổ thông tiểu lão bách tính không có gì khác biệt tam tiểu chích lần thứ nhất như thế cách ăn mặc còn thật thích mặc quần áo tử tế về sau ngay tại kim dục trước mặt xoay quanh vòng mẫu thân, nhìn ta. An An vui vẻ hô hào, xoay quanh thời điểm dùng sức quá mạnh, bẹp ném xuống đất, ha ha ha. Nhạc nhạc cùng manh manh dừng lại, chỉ vào hắn cười to, An An sửng sốt một chút, lập tức cũng không cần người nâng, không khóc không náo từ dưới đất bò dậy, đạp mặt đất một chân, nhàn nhạc liếc cười trên nỗi đau của người khác đệ mũi liếc mắt, chắp tay sau lưng ở phía sau, nhấc lên cầm nhỏ đi đến kim dục mặt, lại lộ ra ủy khuất ba ba thần sắc hướng phía kim dục giang hai tay ra mềm non nớt nói mẫu thân đau nhức đau nhức cầu ôm một cái kim dục đem hắn ôm lên khen an an thật dũng cảm từ nơi đó ngã sấp xuống liền từ nơi đó đứng lên ném tới nơi nào không có an an nói nơi nào đều ném tới hắn chỉ chỉ toàn thân của mình đều đau muốn hô hô kim dục liền cho hắn hô hô hạ tay nhỏ an an cười khanh khách không thương manh manh cùng nhạt nhạt ở một bên thấy thật sinh ao ước A à. lẩm bẩm lẩm bẩm nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới, cũng gian hai tay ra muốn ôm một cái muốn hô hô, kim dục nói các ngươi vì cái gì cũng phải ôm một cái hô hô, hai tiểu gia hỏa đồng thời nằm sát xuống đất, ngay tại chỗ lăn lộn một vòng, sau đó một mặt dũng cảm đứng lên, quỷ khuất ba ba nhìn xem kim dục, ngã sấp xuống, đau, kim dục đúng lúc nhìn thấy màn này lương nguyên kim dục an ủi an an hai câu đem hắn buông ra phân biệt cho liễu nhạc vui sướng manh manh một cái ôm một cái nàng nói hài lòng sao tam tiểu chích chững chạc đàng hoàng gật đầu hài lòng ngày mai tiếp tục kim dục cũng nhịn không được nửa cười ha hả lương nguyên sải bước đi tới các ngươi đang chơi cái gì ta cũng phải gia nhập tam tiểu chích cùng kêu lên nói đang chơi ôm một cái lương nguyên đi qua ôm một hồi kim dục hoàng mỹ ôm công chúa hắn quay đầu hỏi tam tiểu chích giống như vậy ôm sao, tam tiểu chích thấy hai mắt sáng lên, để lương nguyên buông xuống kim dục, sau đó đi qua, cũng muốn học lương nguyên dạng như vậy đem kim dục ôm, ách. Ôm bất động, tam tiểu chích cùng nhau ngẩng đầu nhìn kim dục, mẫu thân thật nặng, kim dục. Cha của các ngươi càng nặng. Nàng hiện tại thế nhưng là ăn không mập đỉnh cấp dáng người, trọng phải vừa vặn, một nhà năm miệng đi trong lương đình, cái này đình nghỉ mát trên đỉnh phủ kính rơm rạ, cây cột cũng được một lớp bụi, nông gia khí tức rất đậm, những người kia tiến đến, sự tình đều đã thu xếp xuống dưới, một hồi ngươi phụ trách chiếu cố hài tử, ta đến ứng phó bọn hắn. Lương Nguyên tìm vị trí an vị xuống tới nói, từng. Kim Dục gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi nói bọn hắn sẽ ở đây nghỉ ngơi bao lâu, Lương Nguyên suy nghĩ một chút nói, ăn đến kém một chút, hẳn là không được bao lâu, hắn nói, ta sẽ đem bọn hắn thu xếp tiếng long đằng tử lâu, đi theo thiệu đại thanh một đường hướng phía thải vân trấn mà đến, chúng sứ thần nhìn thấy trên đường phòng ở chờ một chút đồ vật, cả đám đều rất kinh ngạc, chỉ là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, trong lời đồn, minh quốc nghèo khó, rơi, về sau, giả mang, nhưng tận mắt nhìn thấy về sau, mới biết chân thực minh quốc cùng truyền ngôn không giống, bọn hắn có gạch xanh lớn nhà ngói, có bến đò, có đá xanh đại lộ, có thuyền lớn, có ruộng đồng mặc dù không bằng phồn hoa kinh thành nhưng cũng có thể cùng phổ thông tiểu thành trấn cùng so sánh minh quốc cũng không phải là kém cỏi như vậy vì nên đón đường xa mà đến sứ thần nhóm thải vân trấn bên trên cửa hàng đều đã đóng cửa lại chỉ bán phổ thông gạo và mì lương thực cửa hàng bên ngoài đều làm thay đổi nhìn xem hết sức bình thường trong tiệm ngoài tiệm khách nhân cùng bọn tiểu nhị càng là bình thường sứ thần nhóm chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua lại hứng thú hoàn toàn không có đưa ánh mắt từ những người này cùng vật trên thân dịch chuyển khỏi sau một hồi bọn hắn đi theo thiệu đại thanh đi vào long đằng tửu lâu thiệu đại thanh giới thiệu nói các vị tôn quý đại nhân tòa nhà này là chúng ta minh quốc lớn nhất tửu lâu bên trong có rất rất nhiều mỹ vị là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý các ngươi một đường vất vả mời trước theo tiểu nhân đi vào ăn no nê đi dẫn đường vì quan nghệ nhàn nhạc mệnh lệnh Đối cái này nhìn xem rất cao lớn lại bộ dáng một mặt tửu lâu thật cảm thấy hứng thú. Ai? Thiệu đại thanh lập tức hướng phía trước dẫn đường, vừa tiến vào đại môn, kim kiều liền mang theo tiểu nhị ra ngoài đón khách. Kiều kiều cô nương, ta cho các ngươi mang khách nhân đến, những khách nhân này đều là từ bên ngoài đến, là đến chúc mừng chúng ta minh quốc kiến quốc tôn quý sứ thần, ngươi cũng không thể lãnh đạm bọn hắn, nhất định phải rượu ngon thức ăn ngon kêu gọi. Thiệu Đại Thanh dắt cuốn họng đối Kim Kiều nói, hôm nay Kim Kiều hướng trên mặt bôi son phấn bột nước, khuôn mặt nhỏ đỏ như đít khỉ, miệng nhỏ đỏ như bồn máu, còn hướng trên mí mắt bôi một vòng màu lam, xuyên được đỏ đỏ lục lục, giống như là từ nơi đó đi ra biến dị hoa khổng tước, chướng mắt thật nhiều, nàng ha 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 che miệng cười duyên, vẫy tay bên trong vải thô khăn nói, sáng nay nhìn thấy hỷ thước liếu triếu kêu lên vui mừng, ta liền biết hôm nay khẳng định sẽ có chuyện tốt phát sinh hóa ra là có khách quý ít gặp giáng lâm đại phú đại quý tranh thủ thời gian vì những khách nhân chuẩn bị bao gian tốt nhất nhìn thấy cách ăn mặc như thế hiếm thấy kim kiều vì quan nghệ bọn người kém chút cho là mình gặp quỷ nhao nhao ghét bỏ lui lại hai bước lại nghe thiệu đại thanh nói các vị đại nhân trước mắt các ngươi vị này là chúng ta minh quốc xinh đẹp nhất cô nương cũng là có thể nhất làm trù nghệ tốt nhất cô nương một hồi nàng sẽ tự mình xuống bếp làm lấy tay thức ăn ngon chiêu đãi các vị đại nhân, vi quan nghệ bọn người, cái này gọi xinh đẹp nhất. Minh quốc người là không phân rõ đẹp xấu sao, chương 258, phách lối lũ giả thú, từ bến đò đến trên trấn, sứ thần nhóm nhìn thấy qua không ít minh quốc nữ tử, mặc dù không phải thiên tư quốc sắc, nhưng cũng còn tính bình thường, vì sao tử lâu này trù thần cô nương sẽ như vậy hiếm thấy, còn bị xưng là minh quốc đệ nhất mỹ nhân vì quan nghệ bọn người quả thực không đành lòng nhìn thẳng, nhau nhau mở ra cái khác ánh mắt, bảo trì khí độ cùng lễ tiết, không có làm mặt nói người ta cô nương dung mạo, chỉ ở trong lòng oán thầm không ngừng. Sứ thần nhóm đi theo thiệu đại thanh tiến vào phòng, một quốc gia một cái gian phòng, cũng không có toàn bộ tập hợp một chỗ, mang đến tùy tùng có một bộ phận canh giữ ở lâu bên ngoài. Một bộ phận dưới lầu đại đường dùng cơm, ngồi tại trong phòng, chờ thiệu đại thanh mang theo người ra ngoài, tam quốc sứ thần nhóm liền riêng phần mình nghị luận bên trên xích vân quốc sứ thần phòng bên này vì quan nghệ quét mắt trong phòng phổ thông trang trí cười nhạo âm thanh không có ca múa không có quan viên tiếp đãi chỉ là một chút binh sĩ đón lấy tại một cái trong tủ lâu tùy tiện ăn một chút liền xem như chiêu đãi minh quốc thật sự là không biết mùi vị bên cạnh hắn phó sứ nói đại nhân đối với một cái vừa thành lập quốc gia đến nói dạng này đại khách phương thức đã thuộc không sai chúng ta là đến hiểu rõ nơi này, Tuyên Dương Quốc Uy không cần để ý bọn hắn phàm tục lễ tiết, Vi quan nghệ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bọn hắn căn bản cũng không hiểu như thế nào lễ tiết, cho dù xây quốc, sinh hoạt đạt được cải thiện, cũng chỉ là so giả nhân mạnh một điểm mà thôi. Hắn tiếp tục nói, cái này Minh Quốc quốc quân là cái không hiểu chuyện, ta xích Vân Quốc tới đây, là Minh Quốc vinh hạnh, hắn lại không tự mình dẫn người nên đón. A, à, phó sứ trầm mặt không nói nữa trong lòng đối vi quan nghệ từ chối cho ý kiến ngươi quản người ta tới hay không nên đón lần này tới minh quốc cũng không phải chỉ có ngươi một người còn có cái khác hai cái đại quốc sứ thần đâu còn nửa ngươi cũng nói người ta là nhất quốc chi quân quân chủ tự mình đến nên đón ngươi cái này sứ thần quốc quân mặt mũi còn muốn hay không địa vị của ngươi chẳng lẽ còn muốn so quốc quân cao không được đồ ăn rất nhanh lên bàn nhìn thấy những cái này đồ ăn có thịt có riêng có xào lăng có rau trộn bề ngoài đều rất không tệ, vì quan nghệ sắc mặt mới tốt nhìn chút, Minh Quốc còn tính là có một dạng có thế cầm ra đồ vật, hắn cầm lấy đũa, kẹp một con lột xác tôm để vào miệng bên trong nhấm nháp, cửa vào một cổ mùi tanh, còn bí mật mang theo một cổ cổ quái mùi thối, sạch đến hắn nước mắt chảy ngang, bỗng nhiên không để ý hình tượng phun ra, đây là vật gì? Khó ăn chết. Đây là cho người ta ăn sao? Chó đều không ăn cái khác hai nước sứ thần phòng bên trong, cũng truyền ra cùng, dạng tức hỗn hển tiếng rống giận dữ, thiệu đại thanh mang theo mấy người lính sợ hãi chạy tới, chuyên phần mình tiến vào phòng an phủ sứ thần nhóm, thiệu đại thanh tiến vào chính là xích vân quốc phòng, hắn kinh sợ mà nói, vi đại nhân, ngươi làm sao sinh khí, là ăn uống không hài lòng sao, tiểu nhân cái này cho ngươi thay đổi khác, vi quan nghệ chỉ vào trên bàn, mỹ thực. Các ngươi dám dùng bực này khó mà nuốt xuống đồ vật đến chiêu đại bản quan, Thiệu Đại Thanh cúi đầu cúi người nói, đại nhân, đây chính là chúng ta minh quốc nhất tinh quý món ngon nhất đồ ăn, chỉ có ăn Tết khả năng ăn được. Hắn xích lại gần bàn ăn, bưng lên một bàn thịt kho ngửi ngửi, một cổ mùi lạ hung đến hắn mũi ngứa, kém chút một cái hắt xì đánh ra, cũng may hắn kịp thời nhịn xuống, cũng đem đĩa dời chút. Thiệu Đại Thanh đáy lòng dở khóc dở cười, kiều kiều cô nương cái này làm chính là cái gì đồ chơi, chỉ là nghe liền có thể buồn nôn người chết là dùng lớn phân cùng cứt chó kho thịt sao, hắn mặt không đổi sắc đối vi quan nghệ nói, nghe hương vị rất không tệ, là thượng hạng thịt kho, cũng không có cái gì không ổn nha, vi quan nghệ cười lạnh, đã ngươi cảm thấy này thịt rất tốt, vậy ngươi nếm thử, thiệu đại thanh đáy lòng hơi hồi hộp một chút, cứng cổ nói, tốt, ta nếm, hắn kẹp phiến thịt kho bỏ vào trong miệng, cố nén buồn nôn nhấm nuốt, nuốt vào, nương liệt, Kiều kiều cô nương thật sự là dốc hết vốn liếng, cái này thịt ăn sao nghe còn thối. Cứu mạng a, à, Thiệu Đại Thanh rất muốn khóc, rất muốn nhả, nhưng hắn không dám. Ăn xong còn cười ha hả nói, thật là nhân gian mỹ vị, vi quan nghệ bọn người. Các ngươi Minh quốc người khẩu vị đều nặng như vậy sao? Thiệu Đại Thanh một mặt vẫn chưa thỏa mãn mà nói, đại nhân có chỗ không biết, chúng ta Minh quốc trước kia không có gia vị, sẽ chỉ dùng nước biển phơi ra muối hương vị kia cùng các ngươi nơi đó muối căn bản không cách nào so sánh được, làm ra đồ ăn còn không bằng dùng nước biển nấu ăn ngon, về sau hàng năm ra bên ngoài chạy, kiến thức đến các nước gia vị về sau, chúng ta mới biết như thế nào mỹ vị, liền mua chút gia vị, sau đó làm ra những cái này tuyệt đỉnh mỹ thực, mặc dù những thức ăn này tại các ngươi xem ra là rất khó ăn, nhưng đối với chúng ta đến nói, lại là rất mỹ vị tồn tại. Vì quan nghệ bọn người thật không biết nên nói cái gì có thể đem như thế buồn nôn đồ ăn phụng làm mỹ thực minh quốc người thật sự là hiếm thấy vi quan nghệ nói thẳng bản quan không quen các ngươi nơi này ẩm thực phải tự làm ăn các ngươi đem những này đồ vật toàn lui lại đi thiệu đại thanh nghe lời để người đem đồ vật trúc vi quan nghệ phái năm cái hiểu trù nghệ người cùng thiệu đại thanh đi tiểu lâu phòng bếp mà cái khác hai nước sứ thần cũng là như thế nhưng mà đến phòng bếp tam quốc các đầu bếp nhìn thấy lại là hỗn loạn tưng bừng đồ ăn ném một chỗ, dưới đất là có các loại súc vật phân và nước tiểu, sống gà sống vịt chạy tới chạy lui, còn có một con trâu tại phòng bếp bên cạnh trong viện đi ị đi tiểu, tam quốc các đầu bếp, long đằng Tửu lâu phòng bếp thực sự quá bẩn quá loạn, các đầu bếp không có chỗ xuống tay, cũng vô pháp ở trong môi trường này phát huy bình thường trù nghệ. Kết quả là liền để trong tủ lâu người chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn, tại trong tủ lâu chọn cái thích hợp vị trí dựng lâm thời bếp lò là làm đồ ăn kết quả đồ ăn mới làm được một nửa, các đầu bếp chỉ nghe thấy hốt hoảng hô to âm thanh, giả thú xuống núi, tất cả mọi người, cấp tốc tránh né, các đầu bếp còn chưa kịp phản ứng, một đầu bò rừng liền không biết từ chỗ nào chạy tới, đầu một đỉnh, liền đem thả nguyên liệu nấu ăn cái bàn lật tung, sau đó mạnh mẽ đâm tới. Tại mọi người sợ hãi trong tiếng thét chói tai đông 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 chạy lên lâu, xảy ra chuyện gì rồi? Trong phòng sứ thần nhóm đều bị hù dọa, nhao nhao phái người ra tới xem xét tình huống, cửa vừa mở ra, tùy tùng liền thấy một con trâu lao đến, dọa đến phanh một cái tướng môn một lần nữa đóng lại, quanh, cửa bị đâm đến chia năm xẻ bảy, khi tùy tùng vô ý bị đụng bay, gian phòng bên trong sứ thần dọa đến thét lên liên tục, nghiệt súc, đừng muốn làm ẩu. Thiệu đại thanh mang theo binh sĩ đến đây cứu người, ném ra một cái lớn bình rượu đạp nát tại giả trâu trước mặt đồ sứ vỡ vụn thanh âm tăng thêm nồng đậm mùi rượu kích động đến bò rừng, cả kinh nó cấp tốc quay đầu thoát đi phòng, đông 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 đi xuống lầu sông lên đường đi, thiệu đại thanh bôi mồ hôi chạy tới đối sứ thần nhóm nói, các vị đại nhân, rất xin lỗi, để các ngươi chấn kinh, chúng ta minh quốc lưng tựa bách thú sơn, trên núi giả thú hoành hành, thường xuyên sẽ có giả thú xuống núi làm loạn, để người khó lòng phòng bị, hắn còn chưa nói xong, liền có binh sĩ chạy vào, thiệu tướng quân, trên đường giả thú càng ngày càng nhiều, chúng ta cần chi viện, bản tướng quân lập tức tới ngay. Thiệu đại thanh dắt cuốn họng kêu lên, đối sứ thần nói tiếng thật có lỗi, mang theo người xoay người rời đi, ba căn phòng nhỏ bên trong sứ thần nhóm bị dọa đến không nhẹ, hồi lâu mới bừng tỉnh, tại tùy tùng bảo vệ dưới đi ra phòng, dương mắt liền thấy tử lâu đại đường hỗn loạn một mảnh. Lại còn có con sóc trồn chờ động vật tại cái bàn cùng trên xà nhà nhảy tới nhảy lui, được không phách lối sứ thần nhóm, cái này đến cùng là cái gì địa phương quỷ quái, chương 259, nông trường chính là hoàng cung, trên đường làm loạn giả thú rất nhiều, trâu, dê, hổ, lan, hùng hạt tử, mặc kệ là ăn chay vẫn là ăn thịt, nhưng phàm là bách thú sơn bên trong có giả thú, đều xuống núi, nhìn xem đầy đường giả thú, vi quan nghệ bọn người trợn mắt hốc mồm, bừng tỉnh về sau, liền tranh thủ thời gian tại thiệu đại thanh an bài xuống, tìm địa phương trốn đi thò đầu ra nhìn nhìn xem tình huống bên ngoài, đều không muốn lấy để cho mình tùy tùng đi trợ giúp minh quốc dân chúng khu trục giả thú. Đều nói bách thú sơn bên trong giả thú như mây, tại không có tận mắt thấy trước đó, ta vốn là không tin, bây giờ thấy cái này đi đầy đường giả thú, không phải do ta không tin. Vi quan nghệ lưng phát lạnh xuyên thấu qua một cái khe hở nhìn xem tình cảnh bên ngoài, thấy một cái minh quốc bách tính bị một con hùng hạt tử bắt lấy kéo vào một gian phòng ốc, hắn nhịn không được hít sâu một hơi, thật đáng sợ. Hắn nơm nớp lo sợ mà nói, nơi này so ta xích vân quốc nghèo nhất Sơn Thôn còn muốn đáng sợ. Đông Lâm quốc sứ thần Điền Vĩnh cũng đang nhìn tình huống bên ngoài, lông mày một mực thật sâu nhíu lại, hiển nhiên cũng là bị lũ giả thú rung động đến. Hắn lẩm bẩm nói, Minh quốc người thật là đáng thương, bách thú Sơn to lớn, nhiều như vậy giả thú cùng một chỗ xuống núi, chính là mạnh nhất quân đội đến, cũng sẽ bị chơi đùa quá sức tây tần quốc sứ thần thượng quan khánh lại nói những cái này giả thú thường xuyên xuống núi dựa theo dạng này lực sát thương minh quốc người sớm nên diệt tuyệt mới là nhưng bọn hắn vẫn sống phải thật tốt có thể thấy được bọn hắn khẳng định có đối phó giả thú biện pháp vì quan nghệ nhìn xem trên đường phố huyết tinh nói vô luận là biện pháp gì chỗ trả ra đại giới khẳng định là to lớn trống một tiếng chấn thiên thú trống bỗng nhiên vang lên vì quan nghệ bọn người bị giật nảy mình Dương mắt nhìn lại, càng nhìn đến trên đường giả thú dần dần lui tán, giống như là đạt được một loại nào đó chỉ lệnh, trước khi đi còn kéo đi không ít bách tính, muốn đem bọn hắn mang vào trên núi làm đồ ăn. Vì quan nghệ bọn người ngay tại nghiêm túc nhìn thời điểm, một đầu to lớn bò rừng từ bọn hắn chỗ núp trải qua, vì quan nghệ bọn người lập tức nín thở, không dám phát ra một điểm thanh âm, trong lòng mong mỏi bò rừng mau chóng rời đi, lại không muốn bọn hắn càng là như thế chờ đợi. Bò rừng liền càng không rời đi, đi tới đi tới, liền lui về phía sau mấy bước, mông trâu cổ chống đỡ khe hở, hồi lâu nhi về sau, nó đột nhiên xoay người một cái, dùng sắc bén ngưu nhãn thẳng tắp nhìn xem khe hở. Vì quan nghệ bọn người cả kinh lạnh cả người, vội vàng lui lại mấy bước, các tùy tùng nhau nhau rút vũ khí ra, khiến cho thần nhóm bảo hộ ở ở giữa, cảnh kính sợ lại sợ hãi nhìn xem bò rừng. Đầu này bò rừng quá lớn, nhìn xem chí ít có hơn ba ngàn cân, kia toàn thân cơ bắp căng đầy phải dọa người, sợ không phải muốn thành tinh. Bò rừng nhìn chầm chầm vào khe hở nhìn, nó biết bên trong có người, lại khí tức rất lạ lẫm, nó không thích những người này khí tức, rất muốn đem những người này đuổi đi, nhưng là ngọc nhân sự trước dặn dò qua nó, nó hôm nay có thể triệu tập đàn thú tại Minh Quốc Du Ngoạn, nhưng tuyệt không thể hại người tính mạng, nếu không liền sẽ trừng phạt nó, không cho nó nước uống, cho nên bò rừng vương khí phải mũi phun hạ khí, khí tức từ khe hở tiến vào phòng bên trong, hung vi quan nghệ bọn người, thật buồn nôn, nghiệt xúc, Cút nhanh lên, một đạo trong trẻo lạnh lùng quát lớn truyền đến, bò rừng vương sửng sốt một chút, quay đầu liền thấy kim dục cùng lương nguyên, hai người bọn họ mặc xấu hề hề áo vải, cầm trong tay ra sung làm vũ khí thiếu miệng nát quất, một mặt hung ác trừng mắt nó, bò rừng vương trố mắt dưới, sau đó nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên hướng về phía kim dục hai người hung ác gọi một tiếng, sau đó quay người, cũng không quay đầu lại chạy, chờ xem. Ta lão ngưu sẽ trở lại, hoa ca ca. Ngọc người, ngươi nhìn, ta lão ngưu diễn kỹ có phải là cực kỳ tốt? Dường như nghe hiểu bò rừng vương lúc gần đi truyền đạt ý tứ, kim dục khóe miệng hung hăng kéo ra, nhìn thấy bò rừng chạy, vi quan nghệ bọn người đều nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận từng ly từng tí đem cửa mở ra nhìn thấy một đôi tướng mạo đẹp trai nam nữ hướng bọn họ đi tới. Các ngươi nhất định hôm nay đến chúng ta Minh Quốc làm khách sứ thần đi, để các vị chấn kinh, ta là Minh Quốc Hoàng, chuyên tới để nghênh đón các ngươi, các ngươi không cần sợ hãi, giả thú tiếp vào trên núi Thú Vương chỉ lệnh, đã về trong núi lớn, các ngươi đã an toàn. Lương Nguyên nụ cười chân thành thân hòa mà nói, hắn dáng giúp anh Tuấn, nụ cười ánh nắng, cho người ta rất ấm cảm giác, nháy mắt liền để vi quan nghệ bọn người yên tâm phòng, để thân là quốc quân ngươi tới đón tiếp chúng ta, ta chờ được sủng ái mà lo sợ. Vi quan nghệ trước hết nhất hoàng hồn, hướng phía lương nguyên ôm quyền, ngươi nói trên núi có thú vương, là dạng gì thú vương, có thể hiệu triệu vạn thú. Lương nguyên lắc đầu, thở dài nói, ta cũng không biết, kia thú vương cực kỳ lợi hại, chúng ta tại Bách Thú Sơn đằng sau ở nhiều năm như vậy, tao ngộ qua vô số thú triều. Nhưng chưa từng thấy qua kia thú vương, không biết nó là cái gì chủng loại, không biết hình dạng của nó, nó là cái thần bí lại mạnh mẽ tồn tại, vì quan nghệ bọn người đối thú vương càng hiếu kỳ hơn, nhưng không có tâm tư đi tìm hiểu, bọn hắn lần này tới Minh Quốc, mang người cũng không nhiều, tùy tiện tiến vào Bách thú sơn, hoàn toàn là hành động tìm chết, thấy sứ thần nhóm vẫn là một mặt tái nhợt, Kim Dục Ôn Nhu nói, "Các vị quý khách, thú triều cũng sẽ không mỗi ngày có." sau lần này, ít nhất phải cách 2-3 tháng mới có giả thú xuống núi, các ngươi không cần lo lắng sẽ lần nữa nhận giả thú tập kích, 2-3 tháng một lần thú triều. Điền Vĩnh cao mày, mỗi lần tới thú triều, các ngươi có phải hay không sẽ chết rất nhiều người, Kim Dục một mặt đau thương, là sẽ chết rất nhiều người, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Ai bảo chúng ta ở tại Bách Thú Sơn đằng sau đâu, đang nói chuyện thời điểm, mấy cái minh quốc binh sĩ vội vàng mà đến, vừa chạy vừa hô không tốt trong biển lên sóng lớn đổ nhào thuyền rất nhiều ngư dân đều bị nước biển cuốn đi thỉnh cầu chi viện cái gì lại có sóng lớn đột kích kim dục biến sắc nhịn không được đỏ cả vành mắt tháng trước mới phát sinh sóng lớn lúc này mới cách không bao lâu tại sao lại đến rồi ông trời là muốn diệt chúng ta minh quốc sao đầu tiên là thú triều lại là sóng lớn quá mức lương nguyên cũng là một mặt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ hắn đối vi quan nghệ bọn người nói các vị quý khách ta phải cứu ta các con dân hôm nay không cách nào thật tốt chiêu đãi các ngươi phương nhị trung tại ngay tại cứu vớt bách tính phương nhị trung lập tức thả tay xuống bên trong sự tình tiến lên đây lương nguyên nói ngươi cùng ta phu nhân trước mang theo các quý khách đi nhà ta tị nạn đợi ta xử lý xong trên biển sự tình lại đến chiêu đãi các quý khách hắn nói xong cũng không đợi vi quan nghệ bọn người bừng tỉnh quay người mang theo một đám binh sĩ liền đi kim dục đối vi quan nghệ dùng tay làm dấu mời vi quan nghệ kịp phản ứng nhìn xem kim dục hỏi các ngươi minh quốc trừ có thú triều thế mà còn có thủy triều kim dục gật đầu trầm thống nói đây đều là không cách nào tránh khỏi nếu không phải tai nạn quá nhiều chúng ta minh quốc cũng không đến nỗi những năm này mới chỉ có ngần ấy người đúng vậy cùng quốc gia khác so sánh minh quốc nhân khẩu hoàn toàn chính xác rất ít trên đường phố đều là vết máu có người cũng có giả thú vì quan nghệ bọn người thấy trong lòng run sợ đi theo kim dục cùng phương nhị trung đi vào lương trang về sau bọn hắn trước tiến vào trong trang xác định an toàn mới ổn định lại tâm thần dò xét lương trang điền vĩnh hỏi cái này nông trường thật to lớn loại lương thực chủng loại cũng nhiều đây là địa phương nào kim dục cười nói không dối gạt các vị Lương Trang là ta cùng phu quân ta nhà, dùng các ngươi phía ngoài lời nói đến nói, nơi này liền tương đương với hoàng cung, vi quan nghệ bọn người, chương 260, trên giường có rắn, tam quốc sứ thần nhóm đều không thể tin tưởng, từng cái tràn đầy cây nông nghiệp nông trường, thế mà lại là minh quốc hoàng cung, minh quốc hoàng đế cùng hoàng hậu, đều là nông gia tử, coi như thành đế hậu, cũng sẽ tự mình trồng trọt, mọi thứ đều là tự thân đi làm, này chỗ nào giống một nước đế hậu rồi sứ thần nhóm đều hiểu, minh quốc kiến quốc chỉ là mặt ngoài, bên trong cái gì cũng không có, còn không bằng bọn hắn cái này ba cái đại quốc bên trong bất kỳ một cái nào thành trấn, rất kém cỏi. Giả thú trước lúc trời tối toàn bộ lui tán, sứ thần nhóm vừa mệt vừa đói, kim dục để người chuẩn bị cho bọn họ tiệc, nhìn thấy trên bàn những cái kia cùng long đằng tử lâu không có sai biệt món ăn, sứ thần nhóm bất đắc dĩ, sắc mặt cùng mướp đắng giống như, nhưng bọn hắn thực sự quá đói, không còn khí lực tự mình làm ăn, trên người lương khô cũng đều ăn xong, cũng chỉ có thể chấp nhận ăn chút minh quốc đặc sắc mỹ thực. Sau khi ăn xong, bọn hắn đều lộ ra sinh không thể luyến biểu lộ, ngơ ngơ ngát ngác đi theo lương trang bên trong bọn hạ nhân, đi khách phòng nghỉ ngơi, nhìn xem vi quan nghệ bọn người đi xa bóng lưng, kim dục khóe miệng móc ra một vòng giảo hoạt cười. Mặc dù các ngươi tuyệt không tổn thương qua chúng ta, nhưng các ngươi tới đây mục đích không thuần, cho nên rất xin lỗi. Các ngươi chỉ có thể đạt được chúng ta khiêm tốn chiêu đãi, cũng không biết các ngươi có thể chịu bao lâu, được rồi, mặc kệ bao lâu, cuối cùng là phải rời đi. Nàng ngáp một cái, "Ai nha. Vây chết ta." Đêm nay tướng công không trở lại, ta chỉ có thể cùng ba cái tiểu bảo bối một cái phòng, các bảo bối, mẫu thân đến rồi." Nàng rửa mặt một phen, liền đi tìm Tam tiểu chích, Tam tiểu chích tại hậu viện bên này, Từ Kim Mẫu, Lương Nguyệt, Kim Phụ Lương Hoành canh chừng, Kim Dục đến thời điểm, liền gặp Kim Mẫu bốn người mệt bở hơi tay dựa vào ghế, gặp nàng tới, Kim Mẫu mỏi mệt mà nói, Tiểu Dục, ngươi có thể tính trở về, an an bọn hắn không gặp được ngươi, lại không thể ra ngoài, tận cho chúng ta chơi đùa lung tung, leo lên leo xuống, chúng ta đi theo bọn hắn phía sau cái mông, mệt mỏi thực sự quá sức, Kim Phụ chỉ vào cửa phòng nói, bọn hắn vừa mới nằm ngủ, ngươi đi vào thời điểm nhỏ giọng một chút, đừng đem người đánh thức nói xong hắn lại hỏi đúng tình huống bên ngoài như thế nào rồi những người kia kim dục cười nói đều đi ngủ so với các ngươi còn mệt hơn thể xác tinh thần đều nhận kích thích rất lớn kim phụ cười hì hì rồi lại cười vậy là tốt rồi kích động càng lớn bọn hắn mới có thể sớm một chút rời đi lương hoành ngồi thẳng người chúng ta dạng này có thể hay không rất quá đáng lương nguyệt nói hiện tại không quá phận, chờ bọn hắn phát hiện chúng ta minh quốc bộ mặt thật, đến lúc đó nghĩ tới phân đều quá phận không được. Kim Dục, để bọn hắn thụ nhiều điểm tra tấn, sau khi trở về dùng sức tuyên dương chúng ta minh quốc cùng khổ, mới có thể tránh miễn càng đa tâm hơn cư khó lường người đến chúng ta nơi này. Nửa đêm canh ba, có lẽ là bị ban ngày thú triều hù dọa, sứ thần nhóm ngủ được rất không yên ổn, thật vất vả ngủ, trận trận gà gáy cùng ngỗng gọi bỗng nhiên vang lên, đem bọn hắn bừng tỉnh trang viên bốn phía đều nuôi gà vịt ngỗng heo súc vật phân và nước tiểu mùi thối tràn ngập khuếch tán bốn phía đều là những cái này đáng chết gia súc vì cái gì đêm hôm khuya khoắt không ngủ được a à? lần thứ tư bị đánh thức vi quan nghệ kém chút sụp đổ ông đầu ngồi ở trên giường kêu trên ong 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 mũi nhọn mũi từ cửa sổ khe hở bay vào tại vi quan nghệ bên tai không ngừng hát vang vi quan nghệ dùng sức vung đuổi lại như thế nào cũng đuổi không đi những cái này con mũi lấy ra phòng mũi dược cao ở trên người bôi lên sáng sớm hôm sau nhưng vẫn là bị đinh đầy người bao chờ nhìn thấy điền vĩnh thượng quan khánh bọn người về sau khá lắm những người này trên người bao so hắn còn nhiều nhất là trên mặt liền cùng được bệnh sởi giống như phương nhị trung dây dứt vạn phần nói thật xin lỗi các vị đại nhân chúng ta minh quốc y thuật lạc hậu làm ra khu nhang mũi hiệu quả không tốt lắm để các vị chịu khổ. Vi quan nghệ cắn răng nói, các ngươi khu nhang mũi không phải hiệu quả không tốt, căn bản chính là hoàn toàn không có hiệu quả, hương điểm lên, con mũi càng nhiều. Thượng quan bân dùng sức cải trên thân, hung tận nói, các ngươi minh quốc có phải là cố ý, có phải là không chào đón chúng ta đến, cho nên cố ý ác chỉnh chúng ta. Điền Vĩnh chỉ cảm thấy trên thân có ngàn vạn cái con kiến đang bò, các ngươi minh quốc con mũi làm sao độc như vậy cắn một cái liền để người ngứa lạ vô cùng phương nhị trung giải thích nói chúng ta ở tại trên núi con mũi khẳng định là nhiều chúng ta minh quốc nhân sinh sinh trưởng ở nơi này đã sớm quen thuộc bách thú sơn mũi độc tử nhưng các ngươi là từ bên ngoài đến trên thân lưu máu cùng chúng ta minh quốc người không giống cho nên tương đối bị con mũi thích các vị đại nhân chúng ta sẽ mau chóng nghiên cứu ra càng hoàn mỹ hơn khu mũi thuốc mời các ngươi nhiều đảm đương vì quan nghệ kêu trên một tiếng, chờ các ngươi nghiên cứu ra khu mũi thuốc, chúng ta đều muốn ngứa chết, bọn hắn thật xa mà đến, riêng phần mình đều mang thầy thuốc cùng các loại dược cao thuốc bột, nhưng là bọn hắn dùng dừng ngứa cao, trên thân vẫn như cũ ngứa đến kịch liệt, ngày thường một vòng liền dừng ngứa dược cao vậy mà một chút tác dụng đều không có, có thể thấy được minh quốc con mũi có bao nhiêu độc, dạng này thời gian nhiều đến mấy lần, bọn hắn sợ không phải phải chết ở chỗ này mấy vị sứ thần trong chớp nhoáng này đều có muốn mau chóng thoát đi minh quốc ý nghĩ tam quốc sứ thần bi thảm gặp phải rất nhanh truyền đến kim dục trong tai nàng vừa cho tam chích bảo mặt quần áo bên cạnh vẻ mặt tươi cười đối đến truyền lời nhân đạo tiếp tục thật sinh chiêu đãi quý khách nhất định phải làm cho bọn hắn chung thân khó quên hôm nay ngày lớn tam quốc sứ thần nhóm hôm qua gặp tội hôm nay không muốn ra ngoài chỉ muốn chờ lương nguyên cái này sợi cỏ hoàng đế trở về cùng bọn hắn trò chuyện chút, kết quả Lương Nguyên tại bờ biển rất bận rộn, chậm chạp chưa về, Lương Trang bên trong chỉ có Kim Dục cái này nữ chủ nhân, nhưng sứ thần nhóm cũng không muốn cùng Kim Dục trò chuyện, nữ tử không xứng cùng bọn hắn liêu quốc sự tình, ăn điểm tâm thời điểm, sứ thần nhóm rốt cục nhịn không được bạo nói tục, cháo hoa các ngươi đều có thể nấu như thế mặn, các ngươi minh quốc muối không cần tiền sao. Vi quan nghệ đối một cái người hầu gầm thét, người hầu kia yếu ớt mà nói, chúng ta muối hương vị không tốt, cho nên đều là dùng nước biển nấu cháo, dạng này cháo so nước muối cháo còn tốt ăn, rất có hương vị. Thượng quan Khánh nháy mắt đổi sắc mặt, nước biển nấu cháo, trong biển nhiều cá như vậy, ngư dân còn tại trong nước biển bơi lội, ta còn chứng kiến có người hướng trong biển nước tiểu. Cái này, quẹ, hắn nhịn không được, trực tiếp nhã, những người khác cũng là như thế, vô luận là sứ thần tốt hơn theo từ đều không thể chịu đựng dùng nước biển nấu cháo loại chuyện này. Cuối cùng bọn hắn tự tuyệt ăn lương trang đồ ăn, tự mình làm ăn, mình thu thập tạp nhạp nhà bếp, có thể làm lấy làm lấy thời điểm, chắc chắn sẽ có rắn, côn trùng, chuột, kiến bò vào tới, tam quốc sứ thần cùng các tùy tùng. Lương Nguyên đêm nay vẫn chưa trở về, tam quốc sứ thần nhóm yểu xìu đi yểu xìu đi trở về phòng nghỉ ngơi, thượng quan bân vừa nằm dài trên giường, duỗi tay lần mò, lại sờ đến một vòng lạnh buốt. A, à, Thượng Quang Bân bị dọa đến kêu lên sợ hãi, từ trên giường bật lên mà lên, trên giường vật kia cũng dường như nhận kinh hãi, hướng phía hắn bay trắng qua tới. A. À, Thượng Quang Bân nghi người né tránh, thét chói tai vang lên chạy ra phòng, trong đêm tối hô to, có rắn, cứu mạng a. À.